Em là Nguyễn Duy Thuần, 29 tuổi, cũng đang công tác ở trường Đại học Ngân hàng. À, chắc có lẽ là hai bạn đi rút tiền ngân hàng cho nên là gặp nhau đúng không? Dạ không, trước đó là em làm cái hệ khác chứ không phải là bên trường. Hệ khác là đâu? Dạ, hướng dẫn viên du lịch. Năm đó là năm em 17 tuổi, em bị ép đi du lịch cùng với gia đình. Chồng em là hướng dẫn viên của cái tour đó. Làm hướng dẫn viên du lịch là chắc chắn là sẽ rất đẹp trai, rất là thu hút mọi người. Dạ không, lúc đó em nhìn chồng em nhìn mặt ngố lắm, nhìn xấu lắm. Ủa vậy cái ấn tượng đầu tiên của em về chồng là như vậy đó? Dạ đúng rồi. Vậy thì ấn tượng của em về vợ em lúc đó như thế nào? Nhìn cô này tiểu thư lắm. Quay à. Có nghĩa là cái ấn tượng của em đầu tiên là mẫm mỉm dễ thương. Dạ. Tiểu thư. Ủa rồi cuối cùng thì làm sao mà tụi em quen nhau được? Sau cái chuyến du lịch đó một tháng thì em bắt đầu nhắn tin cho anh hướng dẫn. À. Ủa lý do? Lý do? Chia tay với bạn trai em buồn quá không có gì làm. Mà nhắn gì cho anh? Em nhắn hỏi anh khỏe không? Rảnh rỗi cho ra uống cà phê với em không? À. Rồi câu trả lời sao? Anh khỏe. Anh không rảnh. Anh khỏe mà anh không rảnh. Cuối cùng là có uống cà phê không? Dạ có. Cô kèo kèo ra uống cà phê được một lần. Cái bữa ra uống cà phê á, nói là bé đừng thích anh nha, thích anh khổ lắm á. Trời, anh dữ không? Em có nguyên tắc rằng là không quen khách của mình. Cho nên em rất là ngại cái chuyện đó. Với lại cô này còn bé quá, cho nên là em phải cảnh báo trước. Hèn gì mà bây giờ em đổi nghề rồi, em đã phá vỡ cái nguyên tắc này. Vậy thì sau đó ai là người cưa? Dạ em. Đấy, em. Bên đây, dạ. Đây cưa em là người cưa. Dạ. À. Cưa em cưa trong bao lâu? Cái lúc mà em nghe ảnh cảnh báo em á, là lúc đó 17 tuổi mà em chỉ suy nghĩ có đúng một câu à, thấp thích mình. Ừ được, thấp thì chịu. Ồ. Vậy là em bắt đầu em lên kế hoạch em cua. Mà cũng đâu có dễ cua đâu chị. Liên tục trong vòng 6 tháng trời, đúng 7 giờ rưỡi sáng là anh sẽ nhận được một cái tin nhắn mà em không có nhận được câu trả lời. Tin gì? Đầu tiên thì vẫn còn nhắn hỏi khỏe không, có dạo này đi đâu. Nhưng mà riết hồi em thấy anh không trả lời nên em có gì em bực bội trong ngày em đem nhắn hết. Nhắn thành thói quen luôn. Cái số điện thoại trút giận của em. Dạ đúng rồi. Gần như là hộp thư để mà giải tỏa stress của em đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian đó thì em có tình cảm gì với vợ em không? Hoàn toàn không. Tại vì em thấy đây là sự khủng bố. Nhưng mà rốt cuộc cũng quen 6 tháng đó, lúc nào cũng nhận được cái tin nhắn hỏi thăm mình. Cảm giác rằng cũng có người quan tâm tới mình. À. Chứ không lâu lâu mà một ngày mở lên không thấy tin nhắn cũng hơi buồn. Cũng hơi thiếu thiếu một cái gì đúng không? Dạ, vậy thì đến bao lâu thì anh này anh mới trả lời? Sau 6 tháng thì anh hẹn em ra uống cà phê luôn. Sau lần đi uống cà phê đó em lập kế hoạch 2. Vậy kế hoạch 2 của em là gì? Khủng bố ảnh bằng những thứ rất là ngọt ngào. Khủng bố bằng gì? Kẹo. Cô khủng bố em bằng kẹo. Tặng liên tục hả em? Dạ không, khoảng chừng 2 tuần em tặng cái bọc cỡ như vậy nè. Trời ơi. Vậy dạ. Hả? Mà ngộ lắm nha, người ta gọi điện nhắn tin không trả lời. Nhưng mà gọi điện cái anh ra nhận quà ra liền. Dạ. Em nhận quà trong bao lâu thì em cảm thấy là em có một cái tình cảm nó khác đi một chút đối với vợ em. Dạ, thật sự lúc đó thì em nhận chắc cũng một tháng mấy gì đó. Nhưng thật sự em không để ý cô này. Em vẫn coi cô này như em gái. Vậy thì anh muốn hỏi là khi nào mà em... Khi nào thì để mà em có một cái cảm nhận khác về cái tình cảm không phải là anh em. Có một cái sự cố, đó là một cái đợt đi tour miền Trung. Thì trong khoảng thời gian đó thì em bắt đầu đổi bệnh trái rạ, thủy đậu. Trên đường đi thì nó lạnh. Cảm giác lúc đó là tủi thân thật. Sau đó ảnh về ảnh nhắn một câu đó là anh đang bị trái rạ à, nên thôi anh tắt máy. Còn em thì nghe xong câu đó em người tối. Không, anh biết không, trong lúc mà đàn ông người ta yếu đuối nhất thì rõ ràng đó là một cái cơ hội của mình. Đúng rồi. Đó rồi. Nên sau đó anh tắt máy khoảng chừng tháng thì em bom tin nhắn ảnh tiếp. Sau một tháng đó là bọn em mới bắt đầu đi chơi, tức là đi coi phim. Thì lần đó là em chính thức là em tấn công. Trong cái rạp coi phim á, lúc mà anh không để ý á, em chỉ chỏ lung tung anh nhìn qua bên kia kìa, em hôn ảnh cái chóc một cái ngày mai. Gì đó. Sau khi bị hôn cái chóc bất ngờ đó là sao? Em không còn gì để biết gì hết, em cứ đơ ra luôn. Rồi em có. Lúc đó là không có chuẩn bị tâm lý trước cũng không biết sao. Còn em thì sao? Em là người tấn công mà nên em vui lắm. Rồi sau cái nụ hôn bất ngờ cái chốc đó thì em đã có tình cảm với cô này chưa? Dạ chưa luôn. Nhẫn chưa? Chưa. Trời xong liền dữ không? Em bền bỉ dữ vậy trời. Không mà thật ra em cũng có nghỉ một tí. Sau cái khoảng thời gian mà em nằm ở nhà gần một tháng khi mà đổ bệnh, em mới nghĩ rằng là tại sao mình không cho mình một cơ hội. Ngoại trừ mẹ mình đang chờ mình ở nhà thì có một người khác chờ mình. Thôi thì thử thôi xem như thế nào. Nhưng mà cô này còn nhỏ quá, phải chờ chứ phải giữ ở cái mức đó. À.
Rồi đến bao lâu thì em mới tỏ tình? Em đâu có tỏ tình đâu. Bên đây tỏ tình từ lúc 17 tuổi tới 18 tuổi cũng không, chưa không. Có đổ thì nữa. Thì đến khi nào mà em này á đổ rồi đó và em chủ động em tỏ tình với cô này á? Đó là cái kỳ thi chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp của vợ em. Trước đó thì cô có nhắn rằng là thôi thì để cho em 2 tuần để em ôn thi. Một tuần. À, một tuần để ôn thi. Trước ngày thi một tuần thì em cũng muốn gọi là động viên. Thật sự lúc đó em cũng mở lòng rồi. Thì chở cô ra công viên 30 tháng 4. Làm gì ngoài đó? Nắm tay. Nắm tay có bất ngờ giống như là em dẫn đi vô coi phim mà cho không em, có chụp không? Em nói thiệt chứ đến cái lúc đó em cũng không nghĩ là em đã cua được ảnh nữa. Có nghĩa là chồng em chủ động nắm tay em. Dạ đúng rồi. Và lúc đó em đơ người luôn. Ngày hôm sau lúc mà em đi thi á, em nói ai cũng không ai tin hết. Rõ ràng em nhìn thấy tờ giấy thi nó màu hồng. Em nhìn ngoài trời em cũng thấy nó màu hồng. Em cứ lân lân nhẹ suýt tí nữa em thì nó vậy là lúc đó em 18 vậy thì đến khi nào thì hai bạn chính thức kết hôn? Năm 2011. Rồi trong cái đám cưới đó vui không? Trước khi cưới thì bọn em có làm một cái bản hợp đồng hôn nhân có 10 điều của vợ quy định và 10 điều của chồng quy định. Đúng ra là vợ chồng em tính ra phường chấn luôn. Nhưng mà thấy hoành tráng quá nên thôi. Ví dụ như một năm anh phải cho em đi du lịch 2 lần. Không có con cái. Không có con cái đi theo. Hai vợ chồng mà có cãi nhau không được giữ im lặng cho quá khỏi 9 giờ đêm. Rồi có cái điều gì mà có lợi cho chồng không em? Em không có nhớ 10 điều ảnh quy định, em chỉ nhớ có mấy điều em quy định thôi. Ví dụ em quy định với ảnh là trước khi mà ảnh đi nhậu thì ảnh phải báo trước em 6 tiếng, không có trường hợp ngoại lệ. Rồi, hai bạn có điều gì bất ngờ sau khi hôn nhân không? Không. Chưa, con mình trước. Em cưới chồng là ngày 1 tháng 10, thì đến 30 tháng 10 là em biết là em có em bé. Em mang thai có 8 tháng thôi, nhưng mà sinh nó ra đến 3,6 kg lận. Nên không ai tin em. Là sanh non mà là dạ, mà tới 3,6 kg. Dạ đúng rồi. Cha vừa sanh đúng ngày thì mấy ký trời? Dạ 6,3 kg. Nghĩa là lấy một cái là có con liền đúng không? Dạ đúng rồi. Coi như có bầu liền luôn đó. Nên nói với ai cũng không có tin đó đó. Vợ chồng mày chắc ăn cơm chứ kẽn rồi. Sao cái vấn đề mà con cái đó thì hai bạn có gì bất ngờ nhau? Vợ chồng em hoàn toàn khắc khẩu. Khắc khẩu từ những cái chuyện nhỏ nhất cho chuyện lớn nhất. Ví dụ như về cái chuyện con em ai nấu ăn cho bé, chồng thì nói là muốn chị chồng nấu, em thì nói muốn mẹ em nấu. Cũng cãi nhau cả tuần. Em nghĩ rằng là có con rồi cho nên là mọi thứ nó sẽ phải vô ba rem. Cô lại càng ngày càng đã phá cái chuyện đó. Thì một người sinh rồi phải có người chăm chứ, làm gì vừa sinh vừa chăm sao chịu nổi. Rồi chồng thì không có đồng ý cái quan điểm đó. Thì em đồng ý, thì em cũng cố gắng hết sức mình để mà chăm con, phụ vợ. Nhưng em muốn mà vợ có một chút xíu trách nhiệm. Cổ hay bâng quơ cái chuyện con cái. Cho nên phải nhắc nhở thì cãi lộn. Bâng quơ chuyện con cái là sao? Chị ơi, em mới 21 tuổi em lấy chồng. Xong rồi em có con luôn. Em chưa kịp chơi gì hết. Giờ khi em xong hết nhiệm vụ làm mẹ, làm vợ, giờ em bắt đầu em phải đi chơi. Thôi rồi, bây giờ đi chơi đó. Tức là sòng phẳng rất là rõ ràng. Bây giờ chơi sao? Lâu lâu em chỉ đi gặp bạn bè. Nhưng mà đi riết hồi thì chồng em nổi quạo. Chị hiểu rồi. Hiện giờ cái vấn đề mà chăm sóc gia đình con cái á, thì tỷ lệ là bao nhiêu? 73. Em có cảm thấy vậy nó hơi bị chông chênh không? Dạ không. Nhiều khi em thấy cảm giác đó là hạnh phúc. Nếu vậy thôi có gì đâu khắc khẩu. Nếu mà em đã có cái cảm giác rồi thì kệ chiều vợ em đi. Muốn đi đâu cho nó đi đi. Em muốn giảm tỷ lệ đó xuống còn 64. Vậy thì mong muốn hai bạn ở đối phương mình thay đổi là như thế nào? Em mong ông già 70 này sẽ biến lại về cái số tuổi thật của mình. Chứ giờ về nhà mà 70 rồi đó hả? Dạ đúng rồi. Vợ em phàn nàn vậy là chị thấy hơi bị băn khoăn đó nghe. Có nghĩa là yếu quá đó hả? Dạ không. Chồng em là bị... Nói chung là cái tính càm ràm của ảnh, cái tính mà lo lắng từng tí của ảnh. Đó nên lúc nào ảnh cũng hầm hầm, lùm lùm. Rất là khó chịu. Thì em chỉ muốn ảnh trở về cái tuổi thật của mình với lại đúng cái người mẹ miêu lúc trước thôi. Đúng rồi. Cái là cái ông già đó là chỉ trong cái tâm hồn thôi, chưa cần phải gặp bác sĩ đúng không? Ở đây hai người đó chỉ cần chịu khó, mỗi người giảm đi một chút thôi. Thế còn em muốn vợ mình thay đổi gì? Thì em muốn nghiêng về tỷ lệ 64 nè. Được không cô bé 21? Dạ được. Rồi xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình rất nhiều. Tình yêu của các bạn bắt đầu như thế nào? Em muốn kể hay anh kể? Thôi anh kể đi rồi em thêm mắm thêm muối vô. Em kể đi em. Cái cuộc tình của tụi em nó bắt đầu là lần đó là em đang tiêm một cái bạn nữ ở trong trường. Em thì thích chụp hình. Thì cái lần đó là ở đường Hoa Nguyễn Huệ năm 2012 đó. Thì tụi em rủ nhau đi chụp hình ở đường Hoa vậy thôi. Có cái cô này nè, cổ đi với bạn, cổ chụp trước thì ok mình cũng đợi.
Xong rồi cái cô chụp xong cái cổ đi ra thì mình kêu bạn mình vô. Cái cổ đi ra rồi, cái bạn mình đang vừa bước vô đang chuẩn bị tạo thế, mình đưa máy lên á thì chụp hình xấu, vô chen lại vô. Ờ là thấy là hơi là vô duyên rồi. Mà phải đẹp vậy đó mà thấy vô duyên quá trời luôn á. Em qua em nói với bạn em, ê mấy kiểu mình kiểu nữ đại gia vậy thôi chứ mà bất lịch sự không có vô duyên quá. Cũng đi với nhau suốt một cái đoạn đường thì lại gặp cô này một lần nữa. Nhưng mà ở một cái góc khác á thì vô tình thấy cái bạn này cũng dễ thương, nói chung là cũng cao cao rồi. Nói mà xét về hình thức bên ngoài thì cũng kiểu kiểu như cái người em thích á, là con gái hơi giỏng giỏng cao cao vậy đó. Tóc dài, cười tươi tươi thì em cũng sẵn có cái máy em phơn tóc vậy đó. Chứ bạn này hình như là thấy đúng không? À không, anh đưa cho em xong anh đâu có đưa khoe đâu. Khoe là mình chụp đẹp đâu... cái xong rồi xin em cái nick Yahoo để gửi hình qua. Chứ em không hề xin số điện thoại nha. Em có giá lắm. Gửi email qua nói là gửi cho bạn tấm hình thôi. Gửi cho bạn hình thôi. Em không có xin, tại vì em không thích làm quen với người mà vô duyên như vậy. Rồi không. Em nhận hình nhưng mà em không trả lời liền. Sau đó em mới là cảm ơn. Xong rồi cũng qua lại, cũng nói chuyện. Cũng đi chơi giống như bạn bè thôi. Đi chơi cái ổng dụ tới giờ luôn. Nhưng mà em cua bạn này bao nhiêu lâu thì dính? 4 tháng. Nhưng mà cái mấu chốt mà để 4 tháng bắt đầu mới là thực sự đến với nhau, nó là một cái nắm tay nắm chân hay là hung hít hay là gì ABCD? Trước đó là cũng đã có nắm tay rồi. Em thấy tại vì bề ngoài cũng dạng như là chảy chuốt á. Sợ cũng là gái nhiều lắm cho nên em cũng không có ý định là quen. Ổng cũng theo hoài, ổng cũng nói 2 lần rồi. Lần thứ 2 á thì dẫn em đi công viên Thỏ Trắng á, đưa hết tiền cho em giữ, em thấy cũng được rồi. Em cũng thấy là ok thôi, mình quen thử đi. Ai biết là chắc là cũng 2 tháng 3 tháng gì thôi à. Nhưng mà không biết sao tới 6-7 năm luôn. Rồi sau đó có trả lại tiền không hay là cầm luôn cái tiền đó? Đã trả lại. Trả chứ, trả em sòng phẳng lắm. Còn cầm luôn là bạn này bỏ luôn đó. Nhưng mà bạn trai của em á, là nãy em có dùng cái từ là rất là chảy chuốt lắm. Vậy thì em có nghi ngờ gì vậy không? Em thì không có nghi. Nhưng mà người ngoài nhìn vô là chắc 90% là nghi á. Bạn bè em á, nhìn ngoài mà tao thấy nó chắc BD á. Thấy nó ẻo ẻo, thấy nó diện quá. Rồi em có check lại không? Em thì tin 100%. Ủa lý do gì tin 100%? Tại vì có những cái cử chỉ thân mật của nam mình đó. Sau chính thức quen 2 tháng thì giờ dụ em đi Nha Trang. Ở khoảng được 3 ngày. Thì cái đêm đầu tiên là trong khách sạn, em cũng test thử. Em bay vô em hung. Hung quá trời, nằm lên người luôn, hung luôn. Để coi có cảm giác gì không hay là có... Làm sao? Cái xong rồi ổng mới bắt đầu là ổng... Rạo rực. Ổng rạo rực. Cái em lại bỏ ra, coi như là em không biết gì hết. Rồi ổng trào máu. Rồi em đứng trên thiếu. Cái nỗi quất ức của em cái bộ đó. Đang nằm bình thường coi tivi, cái bay vô em hết hồn với. Thì cái hung 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 cái mình cũng làm theo, xong cái mình hung lại cái đứng lên đi vô khác. Cái kiểu mà hung gọi là hung hạ thính á. Vậy đó. Thử xem là có phải là những người có ham mê đâu, ham mê lúc đầu rồi. Dĩ nhiên là rất là mê chứ. Khách sạn rồi này kia rồi bỏ hay sao đó thì em test thử vậy luôn. Nhưng mà cuối cùng là cái đêm đó là không có gì hết. Không có gì hết. Rồi qua ngày hôm sau có không? Thì vẫn đi chơi bình thường. 3 ngày không có gì hết. Không, bạn không cho mình không đụng vô. Mình phải giữ cái đập trường của mình để mà không người ta nghĩ mình gì vậy chị. Rồi chừng nào mới thiệt? Đó. Thiệt á, không nhớ lần đầu tiên. Không nhớ lắm. Nhưng mà chắc là lần đầu đi vô khách sạn nữa là... Sao có lần đó? Lúc mà mưa á. Mưa không biết đi đâu ở ngoài đường. Ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Và lần đó là em mới khẳng định một điều là anh ấy hoàn toàn không như những gì người ta nghĩ đúng không? Dạ. Bữa đó đi mưa thì em nghĩ chắc cái quán cà phê thì không. Bả này là cái người đầu tiên mở. Anh có chứng minh nhân không? Đi khách sạn đi. Cái em đi. Rồi cướp đợi trai. Ủa thiệt luôn á hả? Thì em cũng nghe nói vậy nhưng mà em biết thiệt không? Tự nhiên sao biết được là con trai không? Không, trời ơi, con trai vô nó khác, con trai nó biết gì luôn á. Chứ em sao, em bị ai cướp? Trời ơi. Bây giờ là cưới nhau về, cái tật xấu nó có lòi ra không? Nó nhiều lắm. Ví dụ bây giờ ví cái nào như em kể là thích thả bơm. Theo kiểu gia trưởng mà thả bơm gia trưởng á. Là sao? Có nghĩa là mình thả bơm thì được mà người khác thả bơm thì nói. Lâu lâu á, tay lạnh á, áp vô bụng em, áp vô người em. Nói là người em nóng lắm, anh áp vô cho nó ấm. Mà đó, mình đã nóng mà áp vô lạnh nữa, mình giật mình. Rồi lần nào cũng vậy, đi đâu lạnh lạnh á, đi trời lạnh lạnh hoặc là đi ở chỗ nào lạnh lạnh, anh lấy cái tay áp vô bụng mình. Thói quen gì thế.
lạ lùng đúng không? Lạ lùng. Ừ. Thôi, cũng dễ thương. Cái gì nữa? Xấu xí thì cái tật xấu đi. Trước lúc mà cưới á thì không biết, nhưng mà về thì biết là chơi game tới 2-3 giờ sáng. Wow. Đó là tật xấu đó. Tật xấu đó. Xong rồi 2-3 giờ sáng mà cứ lúc đầu á thì em ra em nhắc hoài luôn. Ví dụ như 11 giờ em ra nhắc, 12 giờ em ra nhắc, 1 giờ em ra nhắc. Cái mấy ngày sau em tức quá, em nằm trong phòng em khóc. Thì em nói là nếu mà ông dậy nữa tôi về mẹ tôi ngủ luôn. Chơi game hay la, la lối giống như chửi lộn vậy đó. Xong rồi chơi thua, đập đầu, đập vô người. Đập vô đầu. Ông chơi game gì vậy? Chơi Mario hái nấm. Chơi Liên Quân. Cái Liên Quân là dễ sợ lắm á. Còn tật gì không? Hợt đảng trí hay mất đồ, quên đồ. Em lúc nào cũng được coi là cái remote cái ổng á. Có quên món gì mà giá trị không? Có mất đồ, mất giá trị lớn nữa. Cái đồ đúng không? Mất máy ảnh á. Ở người đàn ông này ở nhà có chia sẻ công việc với em không? Cũng có, nhưng mà hay so sánh lắm. Ví dụ như làm xong rồi nói là anh hồi sáng này anh lau nhà, anh giặt đồ này kia rồi á, chiều này em phải xếp đồ đi hay gì đó. Nói là em làm biếng không làm. Mà ấy là em làm nhưng mà em không có nói, ổng làm thì ổng nói. Ừ, làm cái đó. Mà nói quá. Nói quá đúng không? Trong khi mình làm âm thầm mình làm. Đúng rồi. Em đi xếp đồ thì ổng bao nhiêu lần em không nói. Cái ổng xếp một lần đó. Anh xếp đồ cho em rồi đó. Em đi lên giặt đồ đi. Còn tật xấu gì nữa? Mặc đồ mấy ngày, mặc lại một cái quần đó hoặc là cái áo đó mấy ngày. Khi nào mà em nghe mùi em mới đem đi giặt thì mới chịu. Còn không mà giặt đồ thì đem nguyên đống đồ giặt luôn. Giặt máy mà nó sẽ lem đồ. Rồi giờ tới em đó. Nãy giờ em chỉ đợi anh Thuận hỏi nhiêu đó thôi. Nhiều khi mình thấy vợ về xong cái ăn cơm xong cái lên nồng học cái ăn no quá mệt, từ từ đi cho em nghỉ một xíu đi. Ba nghỉ gì ba ngồi ba bấm điện thoại đâu có cái tiếng, có khi hơn 2 tiếng. Cái em đi làm gì làm đi, sao cứ ngồi bấm hoài. Tôi mệt, tôi mầm đi ông, sao ông lúc ông bấm ông nói tôi hoài vậy. Ông làm xíu ông tị nảnh vợ đúng không? Nảnh vợ đúng không? Ông làm đi, rồi em cũng là người làm. Vợ thì nói chung là làm thì làm kỹ, nhưng mà hơi ít làm thôi. Em làm là em làm từ A tới Z, ổng là làm từ A tới B. Nhưng mà ba rị mọ như vậy thì cái ngàn năm mới một lần. Ví dụ như là Tết gì rồi, ba ngồi ba chà cái toilet nó 4 tiếng đồng hồ. Ba chà mà cái Dominé nó bóng như cái nhẫn của em luôn vậy đó. Thì trong 4 tiếng đó em lao từ lầu 1 tới đến lầu 4 luôn. Em không chưa, để em xíu đi. Vậy đó. Rồi xong mà vô, trời ơi, nhà mình giống như mình dắt vàng vậy đó. Nói mà được đúng lần đó thôi, còn nhân khác là em lại làm hơn hết. Còn tật xấu gì? Có một cái tật xấu mà em nghĩ là vợ cũng nên sửa, đó là hai đứa có cãi nhau hay cái gì á, có những cái vợ không có đồng ý nhưng mà lại im, chọn rất là giống như im lặng. Nhiều khi em đó, nói ổng còn nói nhiều hơn em nữa, em làm mệt quá em không trả lời luôn. Cái đó là em mong muốn vợ em thay đổi luôn cái điều đó đó đúng không? Dạ, cũng mong muốn là thí dụ như nếu như mà trong cái cuộc cãi vã hoặc là trong cái vấn đề tranh luận của hai vợ chồng, nếu thực sự mà vợ có gì không đồng ý thì ok, có thể nói một tiếng là em chưa muốn nói vấn đề này, để thể hiện một cái sự tôn trọng hoặc là hiểu với mình, còn mình thì đang muốn xử lý cái vấn đề đó, chứ không phải là vợ chồng hết rất là im lặng xong rồi cái vậy thôi á. Còn em mong muốn sẽ thay đổi điều gì? Em thì muốn chồng em là có kiên nhẫn một xíu, cứ làm một chút mà không được cái đập đồ hay là đập vô tường. Lại mong chồng em là phải tập trung một chút đúng không? Dạ, kiên nhẫn trung, với lại nhẫn. Đừng có tập trung là chắc chắn là sẽ kiên nhẫn. Có nổi nóng quá cái gì cũng có thể giải quyết được. Chính vì như vậy mà em làm biếng, không muốn tranh luận luôn đúng không? Em mệt luôn. Tranh luận một hồi là gây lộn đúng không? Dạ. Chị thấy vậy nè, thực ra tụi em có yêu nhau lâu mấy đi chăng nữa, nhưng mà cái cuộc sống vợ chồng á, chỉ tính từ cái lúc mà hai đứa về chung một chỗ thôi. Mà đây là cái thời điểm mà hiện giờ á, cái tôi của mỗi người á, đang được bộc lộ nhiều nhất. Chính vì vậy người ta nói năm đầu của hôn nhân á, là một cái năm cực kỳ gian truân luôn. Để mà tụi em phải thống nhất, phải gọi là tự biết cái nào cần mình nên dẹp cái tôi của mình, hòa nhất với cái tôi bên kia và ngược lại. Có thể thời gian đầu mình ở bên kia có thể vì một lý do nào đó, ví dụ như cái tình yêu của cái người vợ nhiều hơn cái người chồng dành cho mình, thì tạm thời chấp nhận cái việc là mình nhún nhường, nhưng một thời gian nó sẽ bộc ra lại. Thành ra đừng bao giờ bắt là ở người này phải sửa theo mình hoặc người kia phải sửa theo mình, đừng bao giờ như vậy. Tụi em phải biết chọn lựa, anh này có cái đặc điểm gì tốt, mình phải khuếch trương cái đó lên, và mình cái nào cái tôi của mình chưa tốt á, mình nương. Ngược lại người chồng cũng như vậy. Thì cái năm đầu tiên là cái năm tụi em đang cọ sát và gọi là phải làm cái điều đó. Mà do hai vợ chồng hết chứ không ai làm giùm được hết.
chưa hết đâu. Rồi đến khi tụi em có con, một năm đầu của đứa nhỏ là trời ơi, và cái thời gian 9 tháng 10 ngày đó là một khủng khiếp. Có nghĩa là bởi vì ta nói vợ chồng ở với nhau 3 năm thì mới chính xác được là có thể ở được hay không, vượt qua cái 3 năm đầu tiên. Cho nên tụi em phải hết sức cẩn trọng trong cái việc này. Dạ. Cái kiên nhẫn đó là em cũng muốn để ổng tập bây giờ, để sau khi có con á, nhiều khi nó khóc hay nó đòi bú hay cái gì, lúc đó ổng khùng lên rồi ổng la hay ổng làm gì được không. Nhưng mà cái kiên nhẫn đó không, ảnh không thể nào ảnh tự anh làm được, mà em phải tương tác. Còn cái tương tác như thế nào nó lại phải tùy từng cái lúc nóng giận và tùy từng cái nội dung sự việc mà hai vợ chồng cãi nhau. Xin chúc cho hai em luôn thấu hiểu tìm nhau, nó được cái chìa khóa, tức là hai đứa bắt đầu tìm được chìa khóa để mở nhau và hạnh phúc mãi mãi. Em 24 tuổi ạ. Em làm nhân viên văn phòng. Dạ, em tên là Lương Đức Việt. Năm nay em 27 tuổi, em công tác tại ngân hàng Tiên Phong Banh. Em sống và làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh. À, Nhi hãy cho anh Thuận với chị Vân biết là hai em là gặp nhau trong trường hợp nào. Dạ, cũng xí, qua xí xí cho anh Thuận đoán cho đỡ. Lên cái đoán hả? Đoán đi. Tôi đoán là đâu là trúng đó đó nha. Sau khi tốt nghiệp xong thì em từng những cái khoản tiền đầu tiên của em nhận được thì em gửi vào trong một ngân hàng. Và em đã quyết định em chọn ngân hàng của anh này làm. Và em vào đó em gửi tiền và em gặp ảnh và ảnh của em, đúng không? Dạ không ạ. Sao? Vậy thì thôi anh không đoán nữa. Em quen anh Việt cũng là qua mai mối. Chị họ em mới làm mai em thì cho ảnh số điện thoại của em, nhắn tin hoài luôn, nhắn nguyên một tuần vậy đó. Sao em nghĩ là chắc anh này già rồi, ế rồi, mấy cái kiểu gọi điện nhắn tin hoài người ta không trả lời mà vẫn cứ nhắn. Nhưng mà nhắn cái giống gì chậm. Nhắn một tuần lễ mà người ta không trả lời mà cứ nhắn hoài là nhắn đây. Cứ hỏi em đang làm gì đó rồi. Chúc em ngày mới vui vẻ. Em ăn trưa rồi vậy đó. Nhớ ăn chiều nha. Tối cái là chúc em ngủ ngon. Trưa rồi nhớ ăn đi em. Giống như là quan tâm lắm vậy đó. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực chất là chưa gặp nhau bây giờ. Nhắn khi nào trả lời thì thôi. Rồi sau đó mình thấy trả lời thì mình điện thoại luôn. Cái là em sẽ hẹn đi chơi. Đó là cuối cùng là bọn em sẽ gặp nhau vào ngày 14. Lần đầu tiên em gặp anh ấy thì em thấy anh sao? Dạ. Lần đầu tiên hả, ảnh điệu lắm anh. Đứng trước nhà trọ đợi em, tay thì thấy đeo đồng hồ còn sáng sáng nữa. Người thì thơm thơm. Lúc đó là 14 tháng 12. Sau đó 10 ngày là tới Noel á. Cái ảnh mới làm em bất ngờ lắm. Trước cái một tuần lễ mà em có nhắn tin phong long mình ơn em vậy đó là em đã gặp mặt bạn này chưa? Dạ chưa, em chỉ coi hình qua Facebook. À, tức là em bị sắc đẹp đánh gục đúng không? Không, đầu tiên là cái hình ảnh là em thấy ok đó. Em nghĩ là lên coi. Nếu mà nó khác hình quá thì mình lơ mình về luôn. Cái ngày gặp nhau á thì em đã biết là cái thời gian của cái phòng trọ ở khu trọ đó cứ 11 giờ đóng cửa. Em canh em muốn cho bất ngờ là em đi đặt con cua bông bự lắm. Em đặt khoảng gần một tuần. Xong nó cao 1m6 luôn. Nghĩ là lần này mình lên tặng là chắc dính đi. Cái em mới lên thì điện thoại cho Nhi. Thì lúc đó là vào dịp sinh nhật của một bạn trong khu trọ. Cả khu trọ đó rủ nhau đi chơi. Đi chơi rồi đi karaoke. Em vẫn chưa cho Nhi biết là em lên đây. Em hỏi là đi chơi vậy về chưa. Cái kêu là gần về. Cái em đừng ngồi em đợi. Em đợi đến 12 giờ mấy. Cái em hỏi em về chưa. Em cứ nghĩ là giả bộ em. Tại vì em đang đi chơi mà. Kêu em đứng, anh đứng trước nhà đợi. Em đang ở nhà mà em có thấy anh đâu. Em ra trước nhà rồi trời, em cũng đâu thấy anh đâu. Xong rồi anh này đợi hoài luôn. Tới 3 giờ sáng chị. Tại vì hồi đó em đi nguyên với dạy trọ thì không có sợ là không có chìa khóa vô nhà. Chờ bao lâu em? Khoảng 5 tiếng rồi. Những cái người ở trong xóm người ta đi qua đi lại, người ta thấy em, người ta có đánh giá cái nhân phẩm em không? Bữa đó vui lắm anh. Ban đầu là em ôm cái bông lại, cái em đứng phòng trọ nó có cây cột, đứng ngay cây cột luôn. Cái em thấy cái ngũ bông ngại quá em cất cái bông trong. Rồi người dân đi qua lại nó cứ vẫy vẫy khều khều. Mãi sau này cái nhóm bạn của Nhi á là đi về mới nghĩ em chạy bao lúc em kêu. Trời, tối giờ người ta đang vẫy vẫy, mình là chắc nghĩ mình là đang đứng ngoài đây gì cả, đứng ngay cái cầu mà. Người ta tưởng em là cây bao luôn á hả? Dạ đúng rồi. Mấy nát nhân phẩm em luôn rồi tội nghiệp. Rồi sau đó là bắt đầu là tình cảm mới bắt đầu là dạ. Là mặn nồng đúng không? Dạ chưa mặn nồng đâu. Nói chung là anh này cũng nhà ở quận 9, em thì ở trên Tân Phú. Chung anh hay lên trên Tân Phú xuyên chở em đi chơi lắm. Mà hai đứa đi chơi là mãi qua quận Nhất nè, quận 7 nè. Xong anh chở em về. Nói chung ảnh có vẻ rất là thiện chí. Sói ca đó đúng không? Dạ rất đúng là rồi. Sói ca luôn. 5 năm quen nhau mà cưới về mới biết là 4 năm ảnh ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. 4 năm ngũ lan chuyên nghiệp. Ngũ lan chuyên nghiệp luôn ạ. Dạ. Sau khi đưa nhau đi chơi như vậy về là tới nhà em là 11 giờ.
thì anh sẽ từ Tân Phú chạy về quận 9 thì cũng phải tầm 12 giờ rồi. Lúc đó thì nhà anh đóng cửa, mẹ thì lớn tuổi rồi đó, không có gọi dậy được. Cái ảnh ra quán nét, ảnh ngủ tới sáng. Trời ơi, 4 năm trời. 4 năm trời ngủ lan đúng không? Trời ơi, đứt ruột không phải con trai tôi là... Mẹ ảnh luôn á chứ tao giỡn hoài. Mẹ ảnh mới kêu là ảnh mà là con gái hả là chữa hoang rồi đó. Đi ngủ lan dữ quá. Chữa 8 lần luôn chứ ở đó. Anh hỏi nè, trong mấy năm đó có đêm nào ảnh rủ em đi ngủ lan chung không? Hôm qua tới năm thứ mấy thì bắt đầu rủ vợ đi ngủ lan chung nè. Khoảng hơn năm. Hơn năm. Có cái cột mốc ngủ lan nào mà nó ấn tượng? Có lần đi coi pháo hoa 2/9. Đi coi xong là bắt đầu mới có thêm 2 cặp nữa. Phải cặp nữa đi coi phim. Mình đi coi pháo hoa xong mình đi coi phim là xuất phải 10 giờ rưỡi rồi. Lúc đó em tính hết rồi. Là đi coi phim xong là chắc chắn là bị nhốt ở ngoài. Là coi như cái đó là kêu bằng gài hàng đó phải không? Rồi sao hỏi gì nữa? Em có sợ không? Em hỏi gì nè, em hỏi thẳng em đừng sợ có... chứ. Em bắt ổng nằm ngược đầu với em. Rồi, tức là ý cùng... anh Bin là hỏi đêm đó có chuyện gì xảy ra hay cái không? Cái gì đến rồi, nó có đến không? Dạ không. Em có lần là em chở bạn từ Tân Phú lên cầu Phú Mỹ, cầm trộm hung má một cái. Cái tự nhiên khóc anh. Khóc cái em nghĩ, trời chắc nhỏ giờ chưa được trai hung, sướng quá khóc. Em ơi, em nghĩ vậy. Cái ngồi em nghĩ, trời làm gì ghê với ta. Cái hồi xong bạn quay qua bà tát em khá, cái dám hung mà chưa xin phép. Cái đó là hung má là đã bị tát rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Rồi sao? Rồi đứa lúc nào mới hôn môi? Ồ, hôn môi em cũng nhớ mà lâu lắm. Tại vì hồi giờ em chưa có hôn môi một ai hết trơn á. Tự nhiên ảnh hôn xong rồi em thấy cứ ghê ghê, dơ dơ kiểu gì. Xong rồi em không cho hôn nữa. Em giận em bắt trở về. Hôm nhiều hôm sau nữa, cái hai đứa cũng đi chơi. Hai đứa ngồi hôn nhau xong hồi mất đôi dép luôn anh. Chở vừa tới ngay chỗ cái đèn đỏ một cái là vợ xe vợ với xe mẹ ở ngay phía trước. Mà lúc đó em cũng làm tỉnh, vợ thấy rồi vợ xuống quắc. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son được dựa trên format Shinkansen Inrasai của đài truyền hình Asahi Nhật Bản. Xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn, mời hai bạn hãy tự giới thiệu cho mình. Dạ, em tên Bảo Ngân. Bảo Ngân. Dạ, 25 tuổi, quê ở Vũng Tàu, hiện là nhân viên văn phòng. Em tên là Liêm, 31 tuổi, ở Sài Gòn. Hiện em đang làm bên ngành điện. Liêm là ở Sài Gòn, còn Ngân là ở Vũng Tàu. Dạ. Chắc đi tắm biển Vũng Tàu gặp Ngân đúng không? Dạ không, vợ em ở thành phố Bà Rịa, còn em làm ở Vũng Tàu. Cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Em qua nhà bạn thân của em chơi, thì gặp cô em họ mới chọc là anh Liêm có bạn gái chưa? Em cũng mới nói là, anh chưa có bạn gái, đang độc thân vui tính. Nhưng mà thật ra lúc đó là cũng 3-4 cô rồi, chạy xô sáng trưa chiều tối chứ. Thì em họ mới cho số điện thoại của bà xã bây giờ đây. Chứ gặp bà xã là có 3-4 cô. Tức là chạy xô này sáng, trưa, chiều, tối, rồi bây giờ bà xã là đêm. Thế còn bạn? Dạ thì sáng đó cô bạn gái mới nói là bé ơi lát nữa có cái số điện thoại này gọi tới á, bé nghe giùm đi. Tại vì anh này anh cứ quấy rối hoài bực bội lắm. Em cũng đồng ý thôi để nghe giùm cho, chứ không nghĩ là giới thiệu bạn trai cho em. Coi như là làm nguyên một cái kịch bản giải cứu giùm để anh này khỏi quấy rối đúng không? Dạ. Cuối cùng là cái chuyện xảy ra như thế nào? Em cũng gọi cũng 2-3 chập vậy đó, cuối cùng mới chịu nói chuyện. Thì lần đầu tiên em nghe được giọng nói là em đã kết rồi, còn rất là ngọt ngào. Lúc đó trên HTV7 đang mới bắt đầu khởi chiếu cái bộ phim Gọi Giúp Mơ Về á chị. Gọi Giúp Mơ Về. Diễn viên Minh Hằng đóng mà trong cái bối cảnh cũng ở Vũng Tàu á chị. Thì em cũng hy vọng là vợ em cũng giống cô Minh Hằng trên nên quyết tâm là cưa cẩm để gặp được vợ em. Còn vợ chắc cũng hy vọng cái người này giống Quỳnh Đông nữa. Dạ không, em nghe giọng miền Nam em thích lắm, giọng cũng ấm áp, có vẻ quan tâm lắm. Mà nghe bạn em nói là thôi trai Sài Gòn Dương Bách Khoa, nghe là kết liền cho nên là cũng chịu đồng ý nhắn tin qua lại. Nhắn qua lại được thời gian thì cổ mới đồng ý cho em chở ra bến xe miền Đông. Vậy thì lần đầu tiên gặp nhau thì thế nào? Dạ, bữa đó là trời nắng quá mà em muốn đi về quê. Đi xe buýt thì làm biếng mà đi xe ôm thì tốn tiền. Thôi nhờ đại anh này đi ra chở.
lúc mà ảnh đứng ở dưới nhà em á, em đi nhìn từ đằng sau á thì thấy cái bờ vai to rộng, nhìn rất là chững chạc, mình nghĩ trời ơi nhìn thích quá. Nhưng mà khi mà thấy cái mặt á, đầu đinh mặt rất là dữ dằn, em đánh lô tô cho bụng, em kêu trời ơi mình quen phải giang hồ rồi. Em á thì người đẹp nhờ mà lại lần đầu tiên được gặp nữa nên sốt sắng chạy tới liền. Rồi là một cái cô rất là mập, mặt thì một đống, không giống mình hằng chút nào á. Em tính vô quay xe giọt rồi nhưng mà tính em á hứa gì phải giữ lời. Nên thành ra thôi là hứa chở ra bến xe thì chở ra bến xe. Trên đường đi thì cũng có nói qua nói lại thì biết được gia đình hiền lành, gia giáo, lại là con một nữa nên cũng có chút cảm tình. Rồi đến bao lâu thì hai người mới chính thức quen nhau? Lúc mà em ở nhà là chuẩn bị lên thì anh nhắn cái tin, anh nói là thôi để anh chở em về. Là xuống xe rồi đứng cái thấy lù lù chạy lại chì cho em cái ly trà sữa chân châu bánh lăng, là em nhìn cái ly trà sữa đó là em sao xuyến, là em bắt đầu em quyết định yêu luôn. Nhưng mà em có biết là Ngân thích trà sữa không? Dạ không. Duyên đó chị, nếu bữa đó là cầm ly phê đá lại chưa chắc quen nhau. Dạ. Không? Lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ. Yêu thì cũng không phải là yêu mà chính thức là quen nhau rồi đi chơi tình, rồi tìm hiểu. Rồi đến khi nào yêu nhau? Khoảng 3 tháng sau. Tìm hiểu nhau được mấy năm thì cưới? Dạ 5 năm chị. Trong lúc 5 năm yêu nhau á thì có nhiều kỷ niệm lắm. Là cái lần mà đi uống dừa tắc ở trên đường Baxter á, thì vô tình ảnh chống tay lên cái xe SH kế bên, thì ba người to cao xong lại đòi lại quýnh. Ảnh cũng đâu có dừa đâu chị, trẻ trâu. Nhào vô tính là đánh lại nhưng mà em mới kéo áo em kêu thôi anh ơi bỏ đi. Thôi thì hai đứa cũng quay xe bỏ đi. Ra lúc đó nếu như em đi một mình á em sẽ không bỏ qua đâu, nhưng mà tại vì đi với bà xã em lúc đó tính rất là hiền, em sợ gây ảnh hưởng rồi va chạm đến bà xã nên thôi nhịn mình đi. Thì lúc mà xách xe đi á thì có thằng DSH nó chạy lên vọng vô mặt em cái, thì em cũng phản xạ là em vọng mặt nó cái, nó bay từ bên đây đường nó bay qua anh kia, nó té chú nhũi vô vỉa hè luôn. Cái xong em gạt trống, em kêu bà xã là lúc chạy về đi. Đâu có bỏ được chị, tự nhiên bạn trai mình trong lúc đó đâu biết sao. Đúng. Ở đằng sau nó lên nữa, em vừa cầm xe em vừa run run, em vừa khóc, em kêu anh ơi lên đi đi về em chở. Mà đến lần thứ ba như vậy mới chịu leo lên, rồi chở em về nhà em nằm khóc nguyên một đêm. Rồi cái nằm suy nghĩ nếu mà mạnh mẽ như vậy thì có thể bảo vệ được mình suốt đời, cho nên là yêu lại càng yêu hơn. Rồi dạ. Yêu nhau bao lâu thật? 5 năm. Lý do gì mà tại sao là khi nhận ra rằng anh ấy là cái người bảo vệ mình suốt đời không cưới luôn, để chi lâu dữ vậy? Dạ thật ra là cái đỉnh điểm của câu chuyện tình của tụi em là yêu nhau 5 năm, ảnh ép em cưới mà em nhất quyết em không cưới. Rồi hai đứa chia tay nhau. Dạ, yêu nhau 5 năm á, Tết nào rồi lễ nào em cũng đem quà xuống biếu hết, nhưng mà hầu như là không được vô nhà. Thì em cũng buồn lắm, một mặt bên gia đình em, ba mẹ em hối em cưới. Lúc đó em mới quyết định là hối bà xã cưới. Lúc đó là không chịu, em mới ra tối hậu thư là bây giờ á, nếu mà không chịu mình tạm thời chia tay. Đến khi nào mà anh nhận được cuộc gọi của em thì là lúc đó là anh biết được là em chịu, còn không nhận cuộc gọi thì thôi luôn. Ba mẹ em khó lắm chị, cổ hủ nữa, biết em quen anh này mà cấm. Cho nên em sợ lắm, em không có dám cho gặp mặt. Chia tay như vậy đến 6 tháng sau mới nhận được cuộc gọi, mà không phải là cuộc gọi của vợ em mà là cuộc gọi của bạn thân của vợ em, báo là vợ em đang nhập viện cấp cứu mổ ruột thừa. Chiều đó em từ Vũng Tàu em chạy tức tốc về để chăm sóc vợ em trong bệnh viện. Sau 2 ngày khỏe lại thì em phải về Vũng Tàu làm. Trước khi em về em có hỏi một câu cuối cùng là có chấp nhận cưới hay không? Em vẫn nhất định là không. Rồi sao nữa? Sau cái cuộc mổ ruột thừa đó là em thì bỗng dưng một ngày em có một cái cú điện thoại của cô bé kia ở Vũng Tàu gọi lên cho em, kể về mối quan hệ tình cảm của cô bé đó với chồng em. Lúc đó em nghe xong mà nước mắt em rơi, mà em không còn tâm trạng nào nữa hết luôn á. Nhưng mà em vẫn không nói cho anh này biết là em đã biết. Thì đàn ông mà chị, chia tay xong thì trong 6 tháng đó em có quen con bé sinh viên thực tập ở trong công ty, quen nhau cũng gần ấy thời gian. Thì cái thời điểm mà em về Sài Gòn em chăm sóc cho bạn gái em 2 ngày á, thì ở ngoài Vũng Tàu mới ghen. Chiều đó sau khi chia tay bạn gái đi ra lại Vũng Tàu thì bé đó mới hẹn ra biển ngồi. Ra ngồi hai người mới nói chuyện thì nó nói là khóa cổ xe lại đi, đưa chìa khóa bóp điện thoại cho nó. Em thì có hình bà xã với giấy tờ quan trọng em không đưa, em chỉ đưa điện thoại với lại chìa khóa thôi. Thì lấy quăng xuống biển. Thì em thì không có chìa khóa, ngồi đó với xe cả đêm đến sáng luôn. Sau này em mới biết là bạn gái em lúc đó mới biết. Khi mà biết được chuyện á là tối nay em cũng nằm khóc á. Cái mẹ mới hỏi là tại sao. Em không có kể, nhưng mà em mới nói là bây giờ con đau lắm, con chỉ có muốn lấy dao đâm vô tim con thôi. Thế là mẹ em sợ. Sau đó em đi làm lại đi đâu mà em cũng đi theo. Nhưng mà em nghĩ chắc nhờ vậy mà ba mẹ biết được là tình cảm của bạn gái em lúc đó dành cho em lớn. Nên dạ, khoảng 5 tháng sau là tụi em cưới. Nãy giờ chuyện buồn đúng không? Dạ. Giờ chuyện vui nè. Thế sao khi cưới về có phát hiện chồng mình
thay đổi gì? Thay đổi 100% so với hồi trước. Một tháng sau khi cưới là em sốc, là tại vì em có em bé. Mà lúc đó là anh này anh làm ở Vũng Tàu, một tháng về một lần hai lần. Mà mang bầu mà anh biết là không có chồng ở kế bên, nó bực bội cỡ nào. Trong khi đó anh ở Vũng Tàu, anh chơi đá banh, anh đi với bạn bè vui đùa giống như là trai chưa vợ vậy đó. Còn mình ở đây mình vừa mang bầu mà vừa đi làm, vừa bực bản thân mình hay chưa ham vui sớm. Thì em cũng có về, mỗi tuần cuối tuần về. Nhưng mà về cứ nghe càm ràm với ghen tuông không mà riết rồi chán cũng không muốn về nữa. Có nghĩa là trước đám cưới thì là em là người ghen. Dạ. Rồi giờ cưới giao xong rồi giờ là vợ em ghen. Dạ đúng rồi. Còn vợ em ghen chắc chắn được điều là em phải làm một cái gì đó để cho vợ em ghen, đúng không? Dạ đúng không, có tầm đó có không? Ghen có đó anh. Dạ. Ví dụ là 1:30 đêm tự nhiên có cuộc điện thoại tới, con gái gọi, sau đó gọi lại hỏi là em xuống máy bay chưa, có mệt không, thôi nghỉ ngơi giữ sức khỏe đi nha. Vậy hỏi anh. Dạ cái đó là thư ký ở trong phòng gọi. Bữa đó xin nghỉ phép mới về Bắc, 1:30 gọi nhưng mà em không có biết. Sáng hôm sau mới thấy cuộc gọi thì em mới gọi lại. Mà gọi lại trước mặt vợ thì đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Đường đường chính chính mà. Chuyện đó cũng không nên ghen. Có chuyện gì mà trước mắt mình không? Có. Bắt đại trận luôn. Có, lúc đó là em mang bầu 4 tháng. Mẹ chồng em chở em đi hội thảo. Thì trên đường về mới dừng đèn xanh đèn đỏ. Em cũng đang nhìn trời nhìn mây nhìn qua bên cạnh. Thấy ai giống chồng mình mà đang chở cái cô gái nào đó ôm sát rạc à, đầu dựa lên vai nữa. Em nói mẹ phải anh Liêm không mẹ? Cái mẹ em kêu không phải đâu. Lát nữa đèn xanh lên thì anh này mình giọt lẹ lắm. Cái em mới nói mẹ đuổi theo đi, mẹ chồng em cũng chiều em đuổi theo mà đâu có kịp đâu. Bữa đó là em nói với vợ em là em không về, em ở lại công ty đá banh. Vô tình là bữa đó trận đá banh của đội em cancel, em mới tính về Sài Gòn để tạo bất ngờ cho vợ. Trong lúc chuẩn bị về thì có một người trong công ty biết nên gửi cô em gái là sinh viên học trên đây về chung, nói là tại vì đi đường xe đò xây xe, em ok em chở về. Câu đúng là trời xui đất khiến, chở vừa tới ngay chỗ cái đèn đỏ một cái là vợ, xe vợ với xe mẹ ở ngay phía trước. Mà lúc đó em cũng làm tỉnh, vợ thấy rồi vợ xuống quắc, mà em cũng nhìn lại chỉ chỏ chỏ. Em thì đếm 10 giây nó trôi qua như là 10 thế kỷ. Vừa đèn xanh cái là em giọt. Cái này lấn cấn à. Bây giờ phải rõ ràng đi. Cái này là... đừng đốt nhà em. Cái này là cái cô đó là xây xe hay là xây lim? Đấy em thấy ôm. Em cũng không biết nữa nhưng mà chắc xây xe quá anh ơi. Tại vì sau đó đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Ủa gặp vợ với không gặp dám mẹ dừng đi. Lại để giải thích nữa trời. Ủa mẹ, ôi vợ, trời ơi, nhỏ này. Ủa tại sao không làm được điều đó? Tại lúc đó vợ em đang mang bầu, đang đi khệ nệ. Em sợ nếu như mà dừng lại thấy em thì mất công lại. Nếu mà là chị. Lại té xỉu nữa thì mất công. Nhưng mà là lim lúc đó, lim biết chị làm gì không? Làm gì vậy? Chị đổi tài. Vợ qua bên em chở rồi mượn mẹ chở giùm con nhỏ. Dạ, thì sau này có kinh nghiệm rồi em mới nghĩ đến chuyện đó. Lúc đó là cứ sợ vợ ghen, vợ xỉu nên cứ lo giọt trước chắc ăn. Cho nên là em không thể nào mà em nói lại được, cho nên là đành im lặng bỏ qua. Bây giờ nói chung là chuyện xảy ra cũng lâu rồi. Thôi. Tạm chấp nhận là vậy đi. Ở sau này còn xây xe nữa không? Em chưa bắt gặp lần nữa. Chắc có lẽ là sau này anh không chịu bỏ nhưng mà anh chịu vô hẹp. Dạ. Okay. Sau này thì sau khi vợ sanh xong thì em mới chuyển công tác về Sài Gòn ở gần vợ để chăm sóc vợ với con. Mà thực ra em biết ông hôm đó là thành ra xui mà là hên á. Hôm đó là em đi với mẹ chồng đó. Dạ. Nhờ sự hậu thuẫn của bà mà em làm một cái bài rất là cao cơ. Chứ hôm đó mà em làm thành bành ngay ngã tư là không biết chuyện gì xảy ra nữa. Dạ. Cho nên là sau cái việc mà không có chuyện gì xảy ra tự nhiên Liêm về suy nghĩ. Trời ơi, tự nhiên thấy mình có lỗi quá, ví dụ vậy chắc đó, chắn. Thay đổi luôn chỗ làm việc mà. Dạ. Và chắc chắn dạ. Đêm về sẽ ôm vợ ngủ và xin lỗi vợ. Dạ không, cái đó là tật xấu thứ hai của ảnh, không bao giờ ôm vợ ngủ. Chắc ôm không? Dạ đúng rồi, không ôm vợ và không thích ngủ chung với vợ. Em từ trẻ giờ có thói quen là tối ngủ mình. Em đừng có biện hộ, tại vì cái lịch của em nó dày đặc quá, em sợ kêu lộn tên. Tự tạo cho anh thói quen. Chết vậy. Chị đi sambo trong bụng em rồi. Chết rồi. Rồi ngoài ra còn gì nữa? Hay cằn nhằn, càm ràm, hay đã kích vợ. Cứ nhìn thấy em cái mập quá hay tập thể dục đi, 10 lần trong một ngày vậy hả? Thật ra em muốn sử dụng cái tự kỷ ấm thị cho vợ em á, mà vợ em á rất là lì, không bao giờ chịu nghe lời. Tới giờ nghe lời chưa? Dạ thì em trước giờ em vẫn đi tập thể dục mà, tại vì sinh con rồi công việc nó nhiều quá, chưa có sắp xếp được thời gian. Vậy là cái tạng người của mình nó là phải mẫm mỉm gì đó. Dạ, dễ thương mà chị Hương Vân ha. Dạ. Dạ. Chị thấy là rõ ràng là những người dạ. Rất là phúc hậu. Dạ. Chị thấy là như vậy. Nãy giờ em mèo về đuôi. Nãy giờ vợ em á là kể xấu về em. Vậy thì em thì sao? Thì em có thấy vợ mình có những tật xấu gì không? Quá hiền. Cái gì? Quá hiền. Xấu nhất là quá hiền. Nói chung là vợ em do đó giờ không có va chạm xã hội. Hiền đến nỗi mà có chuyện gì ngồi khóc thôi. Kế đến là cái tính lì cực kỳ luôn. Ngoài còn gì nữa không? Sau này phát sinh nó chính là hay ghen.
ghen cực kỳ đó, cái ghen đó, là cái xấu. Này đó thì là có thể chấp nhận là cái xấu đó. Còn cái hiền, còn cái lì mà không đi tập thể dục á thì có lý do rồi đó em. Còn cái hiền thì không phải là thật xấu đâu. Thực ra với một cái người mà quá mạnh mẽ như Liêm á thì Liêm muốn vợ Liêm phải là một cái người gọi là đừng có nhu nhược quá, tức là hiền nhưng mà không nhu nhược. Như em hiền nhưng mà hiền đúng chỗ đúng lúc. À, còn nếu mà hiền như Liêm nói có nghĩa là nhu nhược, mà nhu nhược thì trong mọi tình huống em đều thua thiệt người ta hết. Ví dụ có chồng bên cạnh thì không sao, lỡ không có chồng bên cạnh thì mình phải biết lúc nào mình nhu, lúc nào mình cương để bảo vệ con mình chứ, bảo vệ bản thân mình nữa. Theo chị thì cái đó Liêm nói đúng chứ không phải là sai. Đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Dễ sẽ luôn nhé. Ok. Cảm ơn hai bạn. Thì bây giờ cho hỏi là hai người sau khi cưới nhau, họ có những cái câu chuyện gì sau khi kết hôn mà bất ngờ với nhau không? Có một cái chuyện vui đó là tụi em kết hôn được khoảng 4 tháng. Thì có một lần đó là công ty cấp cho em thêm một cái sim điện thoại khác. Thì lúc đó chồng em chưa biết. Thì cái ngay cái hôm mà cấp đó, thì là em đi vô phòng tắm xong em cầm theo cái điện thoại đó. Cái thông sao nổi hứng lên muốn trêu chồng. Thế là em mới cầm cái điện thoại đó và em nhắn cho cái số điện thoại của em. Mà em biết là ông xã em đang cầm điện thoại của em. Em mới nhắn cái tin rất là mùi mẫn và ướt át, là hẹn hò, đi chơi này kia nhớ nhung. Thế là em biết là bão đang sắp tới. Lúc đó là rất là bực bội. Thì cái sau đó đợi đi ra, em đưa điện thoại này, hỏi cái gì đây? Cô giải thích sao đây? Đó, thì bạn này lại cứ sao sao lúc đó em sao? Em nói giải thích không? Em đang diễn, em diễn cho tới luôn, đó là em khóc lắm. Em giả bộ là mình đã sai lầm rồi. Em xin lỗi chồng, xin lỗi anh, em đã lỡ. Em chỉ mới quen người đó được một thời gian ngắn thôi. Trời mày ăn dữ vậy rồi em sao? Bạn nó thì sấn lại kiểu như là biến lỗi anh. Em thì đẩy ra kêu cô cứ ra đi, tôi kinh tởm cô lắm. Trời ơi, sao nữa. Em nhà vô em ôm ảnh tại vì muốn làm hòa, tại vì chồng em muốn làm hòa là cứ ôm đè là ôm lại là hòa liền. À, có nghĩa là ôm lần hai đó. Dạ, ôm lần hai. Sao chuyện gì? Đẩy ra. Cái gì? Cái gì? Tát cho em cái bóp. Tát vợ một cái. Trời đất ơi. Còn sao? Em đau quá nhưng mà vẫn cố nhào vô ôm một lần nữa. Trời ơi, thì lì quá. Kinh khủng nhất là ảnh đè ra bóp cổ em. Trời ơi. Ủa dai dai. Cái này có giỡn gì đâu mà giỡn nhây dữ vậy. Cái này anh Thuận té là do cái giỡn nhây của em đó, công nhận em gan thiệt luôn á. Thiệt ra là em không có cố ý lắm, nhưng mà mình giận quá. Với lại là mình chỉ muốn là đừng có đụng vô người mình thôi. Thuận tay mình đẩy mạnh ra cái là bóp mạnh cái. Cô sao? Lúc đó bị bóp cổ rồi sao? Ngoài lúc đó khóc. Mà lúc đó khóc thiệt tại vì đau quá. Sợ quá nên thôi nói thật. Anh khoan khoan từ từ bóp cổ em mở ra mà. Em kể cho anh nghe, hai vợ chồng nó buồn cười lắm, vừa khóc vừa cười, mà khóc thật luôn tại vì đau quá. Xong rồi chồng em ôm em, xoa xoa vào má. Cả má em vẫn có lúc đó vẫn còn 5 cái bàn tay của anh ở trên đó. Anh nói chứ trời ơi sao em ngu quá vậy? Sao trêu anh gì mà trêu ngu quá vậy? Đó là vừa thương mà vừa giận mà vừa bực mà vừa nổi điên á, đúng không? Có bao giờ mà giỡn lại tương tự vậy không? Thôi luôn đi nghe, bỏ luôn đi nghe. Anh khuyên em á, giỡn cái đó là giỡn cú chót đi nha. Đừng nữa nghe, đừng thêm nữa nghe. Bây giờ cho anh hỏi nè, trong đời sống vợ chồng vậy á, hai em có muốn vợ mình thay đổi như gì? Và em nghĩ muốn chồng mình thay đổi gì không? Và em có một cái rất là hay. Chẳng hạn như là việc đó em làm trong cái tình huống này, em làm như vậy, và bạn nói kêu làm giống như em này nè, thì mới được. Sau đó thì cũng cái tình huống tương tự như vậy, cái bạn nó lại lôi một đống lý do đó, phải làm như thế này nè, bây giờ phải làm như vậy nè mới hay nè. Nói chung là cái gì bạn nói cũng được hết trơn á, trời. Cái gì bạn nói cũng có lý do nào chính đáng đó mà bạn làm theo ý bạn đó không à. Chứ còn nói hồi em cũng không làm theo ý của em được. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là bà xã em làm cái chuyện gì đó em rất là bực, có phản ứng lại. Lúc về cái bà xã em bắt đầu giảng nguyên một bài là anh không được làm như vậy, anh làm vậy là không tôn trọng em hay là gì đó, cuối cùng kết luận lại là mình sai. Trong khi cái chuyện đó ngay từ ban đầu đó là bà xã mình sai chứ không phải mình sai. Đáng lý em phải làm luật sư mới đúng. Cái còn em? Em thì mong muốn là chồng em biết kiềm chế cảm xúc của mình hơn, tại vì anh rất là nóng tính á. Anh giận lên cái là anh đùng đùng nói. Hoặc là giận xong cái mặt anh xị nguyên đống vậy đó. Nhiều khi có khách hàng ở đó anh cũng vậy nữa. Dạ. Nên là em chỉ muốn là chồng em là bớt nóng tính lại thôi. Vấn đề mà nóng tính á, thì chị tiếp xúc với lại rất nhiều các cặp vợ chồng á, thì hầu hết cái nóng tính á, là của người chồng. Dường như nó là cái bản tính của người đàn ông rồi. Tuy nhiên á, cái điều đó mình hiểu, nhưng mà mình không đồng thuận, đồng lõa cho cái việc nóng tính, mà phải hết sức kêu gọi là kềm hãm lại. Với một phần nữa, Tuấn Anh là một nhiếp ảnh đúng không? Cũng là một nghệ sĩ. Thành ra là nghệ sĩ thường ít bây giờ nóng tính lắm. Chẳng hạn như anh. Vâng, xin cảm ơn hai em đã đến với chương trình này.
Hồng Vân và Phúc Thuận xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta sẽ có dịp gặp gỡ các cặp vợ chồng và cùng nghe họ tâm sự, thậm chí là bật mí những bí mật về những ngày đầu họ gặp nhau như thế nào, hẹn hò ra sao, và ngay cả họ sẽ tâm sự về những ngày đầu sau khi ngày cưới. Và ngay sau đây, Quốc Thường xin kính mời tất cả quý vị cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chào các bạn. Dạ, em chào anh chị. Hai bạn tự giới thiệu về mình đi. Chào anh chị, em tên là Nguyễn Thành Long, em 36 tuổi. Hiện giờ em đang làm trưởng phòng kế hoạch. Em cũng xin được giới thiệu, em tên là Lê Thị Xuân, năm nay 25 tuổi. Hiện em đang là học viên cao học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Ủa hai hoàn cảnh khác nhau vậy, rồi các bạn gặp nhau trong trường hợp nào? Trước đây tụi em ở gần trong một cái dãy nhà trọ với nhau. Hôm đó thì một cái đêm tối năm 2007 thì khoảng chừng gần 11 giờ rồi, thì phòng trọ em là phòng đầu tiên, là phòng của một dãy trọ sau. Thì em đang ngồi nói chuyện với những anh em trong phòng thì tự nhiên nghe tiếng rút lột cột, một cái giọng rất là khó chịu, không biết nói cái gì, em không rõ, cứ đi tới đi lui đi tới đi lui. Thì thanh niên có một chút xíu tò mò, em đang lên gác và em nhìn xuống thì thấy có một cô bé tóc dài mang bút cao đi tới đi lui. Thật sự hôm đó là em đi cũng có đi chơi về hơi khuya. Khi về đến nhà thì lại không có chìa khóa vào phòng, cho nên là đang rất là tâm trạng rất là bực bội. Em thò đầu qua hẻm nhìn, em kêu là em ơi, có cần anh giúp gì không? Em trả lời là không. Vậy hả? Dạ, tại vì lúc đó tâm trạng cũng không được vui lắm. Dạ, thì em hơi bị sượng một xíu. Em bước qua nhà rồi em nghĩ không được, dạ không được, em rất là lì. Thế thì em bước thẳng ra, em hỏi em hình như là em mở cửa không được, em mới cần anh giúp không? Thì khi đó thì em cũng chứng tỏ mặt ông chút xíu, thế là em lấy sức mạnh vô, em không đoàn cắm, đó là sập cửa. Cảm xúc của em nó sao? Dạ, trước tiên là cái hình tượng của anh ấy đập vào mắt mình là không đẹp cho lắm. Tại vì ảnh lúc đó ở trần mặc quần đùi, mà cái quần nó có vẻ cũ cũng hơi lỏng. Thì nó... quần tà lỏng. Quần tà lỏng cũ mà hơi mỏng. Dạ, thì khi mà anh ấy dùng hết sức để phá cái cửa thì là cái lực nó làm cho cái quần nó tuột hơn xuống một chút nữa. Rồi sau đó thì sao? Thì lúc đó thì em dù mặc dù có cố tránh đi nhưng mà cũng không thể nào mà không bị thu hút vào đó. Cho nên thuận đi, em hỏi những cái điều mà rất là khó xử. Dạ. Không, cái này mới là thú vị nè. Sau đó thì như thế nào? Lúc đó thì em phá cửa xong rồi thì em nhìn em đang chờ cảm ơn, đã làm quen. Thì lúc đó thì con này không có nhìn vào em đâu, mà nhìn xuống. Cảm ơn anh. Đó hả? Em. Vậy á. Tại vì cái quần em nó xẻ xuống mà xin lỗi là lúc đó em đang ở trên. Lúc đó là em chủ mưu như vậy hay là em giống như là em vô tình, tức là em không để ý bản thân mình, hay là em chủ mưu là em với một cái bộ dạng vậy để em mở cửa? Dạ, khi mà em cái ý định mà mở cửa giùm để là quen biết thì có, nhưng mà quên rất là nhanh. Cái đó là quên. Và nếu nói đến đủ trang phục á thì em đúng thật là ảnh không, thật sự em tin rằng ảnh thật sự là không có để ý tới trang phục bề ngoài của mình. Tại vì có một cái kỷ niệm rất là buồn cười như thế này. Có một lần mà khi tụi em đã quen nhau rồi, thời gian quen nhau cũng vài tháng rồi, thì hai đứa thường xuyên là rủ nhau đi ăn. Và có một hôm á thì quyết định là mua một cái pizza thật là to, nhưng mà không ăn trong tiệm mà sẽ ra ngoài cầu Thủ Thiêm để ngồi ăn cho mát. Sau khi mà chọn được một cái chỗ ngồi lý tưởng rồi á, bắt đầu mở cái bánh ra bắt đầu ăn á, thì lúc cúi xuống như thế này em ngước lên thì thấy anh ấy lúc đó đó là trong trang phục là áo sơ mi quần kaki, mang giày bata rất là lịch sự, ngồi đối diện với em, ngồi xếp bằng. Thì em ngước lên thì mới phát hiện là dưới đáy quần của anh thủng một lỗ rất là lớn. Ai là ấn tượng lần đầu quá thì là một cái quần, lần thứ hai là một đường dài lấy quần. Trời ơi, em gặp cao thủ rồi đó, em thấy chưa? Tại sao nữa em? Dạ, em trước tiên là thấy hết hồn, sau là cũng mắc cỡ lắm. Miếng bánh pizza mình mới vừa cắn vô mình cảm thấy nó nghẹn lại luôn, mình nuốt không được. Nhưng mà giờ biết làm sao, em cũng không biết làm sao, lúc đó em cũng không có cách nào hết. Cô nhắc không? Dạ em cũng không biết nhắc làm sao hết.
em không có kinh nghiệm. Rồi em lặng luôn hả? Xong rồi em có cố nuốt xuống, em nhai gần như là gần hết miếng pizza rồi, thì mới nói thỏ thẻ với anh, thôi mình về đi anh. Chỉ nói vậy thôi. Chúng thôi đứng đó hồi là bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vậy. Dạ. Rồi em sao? Dạ, em không cảm giác em gì. Em không biết, tại em rất là em và người em rất là bình dân, tình tình không đi về, anh chở em về. Ừ. Thì chở em chạy từ cầu Thủ Thiêm xuống tới đường Lương Cũ á. Anh thấy khác trong người. Thấy sao? Thấy mát mát. Mát mát. Không, thực ra cái em sao chị cảm thấy là nó có cái gì nó uẩn khúc ở đây nè. Tại vì nếu mà mát thì trong cái tư thế xếp bằng mới là mát. Còn khi mà em đã đứng lên rồi là nó bớt mát. Không, em sao vậy? Không phải, tại vì nếu mà chạy xe thì nó có cái lực gió ngược lại thì mát mát chứ. Cái kia là mát mát, còn cái này là mát. Bên nhật nhau quá rồi tiếp đi. Em, tại vì chị biết em là em làm xây dựng á, em đi quanh năm suốt tháng thì toàn ở chung phòng là anh em trai với nhau không, không bao giờ để ý tới quần áo như thế nào hết. Thì có lẽ chắc lâu quá nó mục. Em về em chạy chết, mắc cỡ quá đi, mắc cỡ lắm rồi. Em chạy nước mắt luôn hả? Em mắc cỡ quá chị ơi, không biết nói sao hết. Nói chung là cũng mới có tỏ tình với nhau thôi. Nhưng mà thật sự em cũng tính em thì vậy nhưng em không mắc cỡ. Em chở Xuân về thì em lấy móc cái quần tre lên, em nói lại ba đứa em là hôm nay anh Long chết cái quần này. Chị Hương cho ba em coi. À, như vậy là tôi có thể khẳng định một điều là người ta nói là yêu nhau ngay ngay cả những cái lần đầu tiên chúng ta gặp mặt thì có thể là chúng ta sẽ ấn tượng từ nụ cười, chúng ta sẽ ấn tượng từ đôi mắt của đối phương. Nhưng tôi khẳng định với cặp vợ chồng này, lần đầu tiên gặp mặt nhau ấn tượng của họ là gì? Rồi trong lúc mà cái gọi là yêu đương như vậy á, thì các bạn có những cái lần nào mà nó gặp sự cố giống như là ví dụ ăn pizza nữa không? Sau thời gian quen á, thì em là con út thì lâu quá 34 tuổi chưa thấy có vợ. Thì gia đình muốn hối thì hôm nay em nói là người gia đình người nhà gia đình em trên Di Linh á, xuống Sài Gòn thăm em. Thì nó Long, mày dẫn bạn gái ra đi cho anh coi mặt coi, cho thím coi mặt đi. Thì em nói là Xuân ơi, đi ra gặp mặt trường gia đình anh. Không biết gặp mặt xong rồi những người đó im liền đi ra. Thì em nghe ba em ngoài phải nói với em là Long ơi Long, sao mà quen nhỏ sao xấu vậy? Thì ba em á thì tính rất là gia trưởng. Ba nói chứ nếu mà mày lấy vợ xấu á, con mày xấu nè, cháu mày xấu nè. Em sợ quá thì em mới nói với Xuân nghe, nói em ơi, chắc á là anh sẽ đưa em về nhà cho em gặp ba má của anh. Rồi cái bữa đi về gặp ba sao? Dạ anh, sau khi mà anh nói lại với em như vậy thì em buồn lắm, tự ái nữa. Thì mới quyết định là hai đứa sẽ về ra mắt ba của ảnh. Thì khi mà vừa bước vào tới nhà thấy ba của ảnh thì em đầu tiên là dạ con chào bác, xong cười thật là tươi, cười hết sức của mình luôn, cười kìa, coi như là nụ cười dễ thương nhất của mình là có bao nhiêu là đem ra hết. Có nhớ là cái nụ cười đúng không? Dạ, ví dụ như anh là ba anh là ba chồng của em đi, nó cười cười sao anh chào con. Dạ con chào bác. Lúc đó thì ba em là người lớn tuổi trên 80 rồi. Khi mà Xuân nói con chào bác á, thì em thấy chân mày ba em nó giãn ra, tay em cười. Em quay qua thấy má em cười, chị thứ tư của em cười, em cảm thấy em thở ra rất là mạnh. Thì tự nhiên đó, em nói là kiểu ra là thắng rồi đó, thì thắng chắc rồi. Thì sáng thì em đói luôn á, ba nói là mày gọi điện thoại cho tao, xuống anh chị với đó, tao nói chuyện, đúng ngày xuống là đánh giảm. Nè, hay ha. Rồi như vậy là hai vợ chồng đến cái giai đoạn là kết hôn. Rồi sau khi kết hôn thì như thế nào? Dạ, sau khi kết hôn á thì cái vấn đề em thấy cái vấn đề khó khăn mà cũng trở ngại lớn trong cái cuộc sống vợ chồng á, đó là về cái vấn đề cái sở thích ăn uống. Tức là sao? Anh ấy thì có sở thích là ăn những món thanh đạm thôi, không có chiên, không có xào, không có dầu mỡ gì hết. Còn em thì ngược lại thích ăn ngọt, những món mà béo một chút. Vậy rồi cái lời qua tiếng lại là cũng hay cãi nhau chuyện đó. Tại vì chị biết khi mà mới về cuộc sống vợ chồng á, nó nấu ăn cơm ra ngồi ăn á, thì em có nói là em ơi, anh thích ăn chiên xào lắm, anh ăn thấy khỏe, em luộc cái thất hay gì đó đi anh ăn đi. Nhưng mà từ cái có một bữa là ghen nhau, nói chuyện nhau về chuyện đó, ngày hôm sau chiên xào tiếp. Thì chị biết là em rất là thương vợ, mà khi mà vợ nấu cái đó bất cứ cái nào anh cho hết, rất nhiều lần như vậy ăn hết.
có bao giờ tức quá mà khóc chưa? Dạ có. Nhưng mà thường thường chắc có lẽ là giữa hai người em là người khóc nhiều hơn. Wow, ngạc nhiên chưa? Bây giờ thực ra thì đến thời điểm này nhìn hai bạn thấy cái sự mà yêu nhau còn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà chắc chắn là vẫn có những ước mơ để mà bạn đời của mình phải thay đổi một chút. Bây giờ ví dụ như Xuân bây giờ ở lâu quá, thêm cái gì nữa hoặc bớt cái gì nữa thì hoàn hảo. Chồng em có một cái thói quen đó là đi vệ sinh rất lâu. Lâu là sao? 10 phút, 15 phút, 20 phút. Dạ, ít nhất là từ 45 phút mà dài nhất là 1 tiếng. Có ngạc nhiên chưa? Nhiều cái ngạc nhiên quá là Lâm ơi. Phút là phút, dù chồng chơi internet hay sao? Dạ, lúc đầu em cũng ngạc nhiên giống anh Thuận, nhưng mà sau rồi thời gian ở chung thì thích nghi. Nhưng mà thích nghi thì thích nghi, nhưng mà nhiều khi mình cũng có nhu cầu. Cứ sáng ra ảnh ngủ dậy, ảnh vào nhà vệ sinh, ảnh ngồi từ 45 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ. Thì nhiều khi mình có nhu cầu muốn giải quyết không biết làm sao hết. Sao? Hỏi anh ơi anh xong chưa? Chưa. Anh ngủ trỏng vậy? Chưa xong. Lúc đó anh biết em phải xách xe chạy qua nhà bạn để giải quyết cái nhu cầu riêng. Đó là điều mong ước của Xuân về Long. Thế còn Long? Em thì từ lúc mà quen như tới bây giờ thì thực sự ra hầu như tất cả mọi chuyện, mọi thứ em đều hài lòng với Xuân. Mà chỉ duy nhất có một cái, mà những cái mà làm cho em đôi lúc rất là em phải ngồi mà em phải đi từ dưới từng trệt, xếp đồ lên tới trên lầu và bỏ vào tủ lại á. Có nghĩa là điều em mong muốn ở Xuân á là đừng có trải quần áo từ trên lầu xuống dưới lầu nữa đúng không? Tính tình bớt nóng lại một chút đúng không? Thực ra thì cái điều này cả hai bạn với cái này nó quá là tiểu tiết so với cái cuộc hôn nhân mà quá vẹn toàn của hai bạn. Tôi nghĩ rằng sau đây chắc chắn là hai bạn sẽ tự cảm nhận được cái điều mà người bạn đời của mình muốn. Và đó là một cái việc mà nó không khó tí nào đúng không? Đúng không Sơn? Dạ, em nghĩ là không khó. Và tôi nghĩ rằng là mỗi người bớt một chút, mỗi người thêm một chút thì hai vợ chồng sẽ hạnh phúc dài lâu và mãi mãi. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn Xuân và Long. Dạ, em xin cảm ơn. Hồng Vân và Quốc Thuận xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hôm nay được phát sóng vào một cái ngày hết sức đặc biệt, đó chính là ngày 22 tháng 12. Vậy thì hôm nay phải có những cặp vợ chồng cũng rất là đặc biệt. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Trước tiên là xin mời hai anh chị hãy giới thiệu về mình. Tôi tên là Nguyễn Huy Lương, năm nay tôi 39 tuổi, tôi công tác tại sư đoàn không quân 370 sân bay Tân Sơn Nhất. Còn đây là vợ tôi. Tôi tên là Lê Thị Liên, năm nay tôi 29 tuổi, hiện là giảng viên của trường cao đẳng Bách Việt. Cơ duyên gì chị gặp anh? Vào một ngày đẹp trời, tôi cùng em bạn trai đi tặng hoa cho một người bạn gái của bạn tại Đạo Sư Phạm Hà Nội. Và chỗ gửi xe vô tình gặp Liên, tôi cũng nhờ Liên là dẫn lên cái nhà A6 đó. Dẫn anh này lên thì em mới biết rằng ô cái sinh nhật của cô bạn cùng lớp với mình luôn. Nhân tiện đó thì thôi, đi vào sinh nhật luôn. Và cũng nhân buổi sinh nhật đó thì hát tặng cô bạn ấy một bài hát. Và cũng không nghĩ rằng là cái bài hát đó thì lại làm say lòng anh bộ đội này đâu ạ. Gì hát? Đó là bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Rất muốn là Liên thử lại cho tất cả mọi người nghe. Bây giờ cho một tràng pháo tay đi cho nó sôi nổi này. Có khoảng không gian nào đó chiều dài nỗi nhớ, có khoảng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình yêu. Ở hai đâu nỗi nhớ yêu và thương nhau hơn, ở hai đâu nỗi nhớ nghĩa tình đậm thắm hơn. Nghệ sĩ dân Thu Hiền không ạ? Rất là bất ngờ nghe được giọng hát rất là say lòng như này thì lại ra ý định cứ cả sau đó này ra về cố tình để hỏi xem là Liên học ở đâu, địa chỉ chỗ phòng ở tạm thời biết đã, sau có những chiến dịch sau. Vâng, hỏi nhỏ chút xíu nha, anh Lương mà lên kế hoạch cưa Liên á
thì chắc là không có giống cái người gọi là thanh niên bình thường đâu, giống hay là không giống thật đâu, đúng không? Thì xin hỏi anh nghe, anh lên kế hoạch cưa Cẩm Liên á là chiến thuật của quân đội hay là chiến thuật của người thường? Khi mà lại ra ý định như thế thì lập các cái kế hoạch và đưa ra các cái chiến thuật. Phương án đầu tiên là đánh du kích, biết được là Liên dạy thêm và tầm 21 giờ thì Liên hết giờ dạy thì ta lên đó từ các cái phía sau là tấn công bất ngờ. Thế cái lúc đó Liên có biết đó là mình đã bị rơi vào một cái chiến thuật không? Không, tại vì em thì quen nhiều người theo đuổi rồi nên là em thấy nó cũng không có gì. Nhưng mà anh ấy rất là bền bỉ, tức là đánh từng ngày từng giờ luôn. Ngày nào cũng vậy, cứ 9 giờ rưỡi là sau khi em kết thúc thì là anh ta nấp ở phía sau. Hôm thì xuất hiện đột ngột, hôm thì không xuất hiện. Ban đầu thì em thấy nó bình thường, nhưng mà dần dần bắt đầu khi mà vài bữa sau mà đi ra ngoài mà không thấy anh ta thì bắt đầu thấy cái lòng mình nó tự nhiên nó thấy thiếu vắng một cái gì đó. Đúng rồi. Và đi đường cũng không yên tâm luôn, cứ ngoái lại xem là anh ta có đi đằng sau lưng không. Và nhiều khi về đến ký túc xá rồi đùng cái anh ta ở ngay đằng sau mình. Wow. Cảm thấy tim mình nó vỡ hòa ra. Tất cả ra. Đánh 3 tuần thì gây thương nhớ rồi. Sau này tôi chuyển sang giai đoạn 2. Giai đoạn 2 là đi sâu vào lòng địch. Bây giờ đánh du kích xong rồi, bây giờ mình đi sâu vào lòng địch. Vào một hôm liền đi điện cho tôi. Mình với nhanh chóng tắm giặt, tắm rửa sạch sẽ, bị đi là đón người yêu. Thực ra là cái buổi hôm đó là do là em đang muốn giải vây cái đội đang tấn công mình. Đón xong cái anh ấy, em đi Hồ Tây chơi đi, hôm nay mùa thu mát mẻ này. Thì anh chị biết là đường thanh niên thì nó rất là lãng mạn, phong cảnh thì hữu tình, gió thì mát. Thì em mới hát một cái bài hát về tình yêu. Và em đang hát thì anh lương sao? Liên hát một cái bài nên mình cảm thấy sao xuyến trong lòng. Có một cái gì đấy đơn trào bất ngờ là ôm chặt Liên ngay. Đó là đi sâu vào lòng người ta. Anh ta ôm em cũng hoảng lắm. Thế là em mới vùng vẫy ra, tức là giật ra bằng được. Nhưng mà không thể nào mà giành ra được vì sức bộ đội quá khỏe đi. Thì ôm ghi chặt rồi à, cuối cùng mệt quá thở không được thì thôi buông luôn. Muốn làm gì thì làm, buông luôn. Nó đi sâu vào lòng địch và đồng thời chiếm luôn địch. Thế đấy là ta gọi là đánh nhanh thắng nhanh. Tức là dùng luôn cái bước thứ ba ở cái thời điểm đó luôn, đó là đánh thay nhanh, đổi chiến thuật luôn đúng không? Thắng nhanh. Ê, đúng rồi, thay đổi chiến thuật luôn. Và theo Liên thì như vậy có nghĩa là đã thắng nhanh chưa? Sự khi mà anh ấy tỏ tình thì em cũng suy nghĩ. Bởi vì xưa nay con gái ở quê, trước khi đi học thì mẹ dặn dò rất là kỹ. Mẹ nói là con gái mới lớn thì không được yêu, và đặc biệt là không yêu những người đàn ông quá lớn tuổi. Nhưng mà bây giờ nghĩ là trong cái thời điểm này, nếu như không tranh thủ được thì sẽ đánh mất một người lính rất là tuyệt vời. Nên là thôi, chấp nhận là thôi, tạm thời không nghe lời mẹ dặn nữa. Trong cái thời gian mà hai người nếu còn nói cái chuyện vui gì nữa không? Trước khi anh đi vào Nam, bọn em có đi ra công viên Lenin. Trời buổi trưa thì cũng rất là gió mát mẻ nên là hai thằng là gục đầu vào nhau ngủ. Ngủ xong cái lúc tỉnh dậy, anh cúi xuống, Liên, mất giày rồi Liên. Trời ơi, thì ngủ quên, là thằng bắn trộm mà lấy mất giày lúc nào không biết luôn. Lúc đó mình tỉnh không thấy đâu, sau cái đoạn nó mang giày mà. Anh em có đôi giày mới nhặt được, anh có mua của em không bán. Trong túi lúc bây giờ mình thì có 100 ngàn. Tôi bảo mày bán bao nhiêu, em lấy 200 ngàn. Tôi bảo thế thiệt cho mày luôn, đi trên đất về. Anh này em cũng không biết vì sao, không phải là hai đứa có khắc khẩu với nhau không mà cứ gặp nhau là bị mất đồ. Có nghĩa là cái chuyện mất giày là một trong những lần... chuyện nhỏ thôi ạ, rất là nhiều lần mất. Thế còn cái chuyện mất gì mà lớn lao? Lớn nhất là cái lần mà em đi vào Sài Gòn thăm anh ấy, em ở nhà bà cô. Tức là anh đi xe máy tới chơi, xong anh để xe máy ngoài sân. Thế xong cái hồi cũng chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài, em mới mất xe máy rồi. Trời ơi. Do là khi ra về thì cổng nhà cô ấy, phía sâu sau là nó có cái toilet để mình ấy đi vệ sinh trong 30 phút thôi. Thế là quay ra là mất xe luôn. Mà không biết tại sao mà nhanh như thế. Mới quay vào hỏi, thế là Liên mang vào đấu hay nào? Liên bảo không, em có gì là mất xe máy. Thực ra là bọn em yêu nhau vất vả lắm. Bởi vì là sau khi mà nhận lời yêu anh ấy được 4 tháng thì anh ấy chuyển vào trong Nam công tác. Và em thì mới học năm thứ nhất, điện thoại lúc đó cũng rất là hiếm hoi. Nên là rất là nhớ người yêu và đứng trước dư luận, xung quanh dư luận là mọi người nói rằng là anh ấy lớn tuổi rồi, anh ấy đẹp trai, phong độ rồi thì là đã có công việc ổn định thì chắc chắn là chia tay mi thôi. Thế em cũng hoang mang. Nên là Tết năm đó thì thay vì là về với mẹ thì em quyết tâm đi vào để tìm hiểu bằng được xem rốt cuộc anh ta là ai và tình cảm của anh ta như thế nào. Khi gọi điện về cho mẹ thì mẹ không cho đi. Và trong túi lúc đó em chỉ còn đúng 17 ngàn thôi. Thì em mới nài nỉ cô bạn gái là cho em vay 100 ngàn và em mang ra bến xe Giáp Bát. Thì lúc đó hỏi bác tài xế thì bác tài xế nói là xe đi vào trong Nam là 200 ngàn. Và em ngồi em khóc và em nài nỉ cho con đi vào đấy ké. Con ngồi đâu cũng được, chui xuống gầm ghế cũng được nhưng mà bác phải cho con vào. Em gọi cho anh ấy là 3 giờ sáng, anh ra ngoài bến xe đón em.
thì em ngồi đến 3:30 rồi đến gần 4 giờ vẫn không thấy anh ấy đâu cả. Và thân gái một mình em thì không còn một đồng nào trong túi cả. Mà giữa bến xe toàn là những cái anh thanh niên cứ lượn lờ vờ vờ như vậy. Em ngồi em khóc, em khóc, em không biết làm gì nữa đất Sài Gòn cả. Vậy thực sự cái cảm giác của em là thôi bây giờ nếu như có tiền thì em sẽ bắt quay trở lại Hà Nội. Và từ giờ thì đi em sẽ vĩnh biệt Sài Gòn, không bao giờ em quay trở lại đất này nữa. Lúc đó hiện lương ở đâu? Thế thì năm đó là có tầm 3 giờ sáng thì có cái trận bóng đá. Đang xem thì nó say sưa thì cứ cố vừa xem mới đứng lại, nhưng mà kiểu lúc gần hết hiệp một rồi mà tôi thì cố gắng hết hiệp một chạy ra đón Liên thì Liên đang ở bến xe là ngồi khóc. Thế mà rồi cũng không rút kinh nghiệm được ạ. Lần đó là em đã tính bỏ rồi, nhưng mà thôi bây giờ cũng vẫn còn luyến tiếc anh bộ đội đẹp trai này nên không nỡ bỏ. Vậy mà lần sau cũng vì bóng mà bỏ rơi cả em lẫn con luôn. Vâng, thì lúc đấy em sinh em bé được có 1 tháng 20 ngày, mẹ cũng không cho vào, nhưng mà nhớ chồng quá rồi nên là bê con từ Bắc vào trong Nam. Lúc đấy là cũng 3 giờ sáng luôn, thì em nói anh ra đón con, nhưng mà đến 3 giờ rồi 3:30 cũng đến 4 giờ luôn, hai mẹ con cứ ôm nhau ở bến tàu không thấy ba đâu đón đi cả. Cũng do là cái ham là xem bóng đá nên là các cái trận đỉnh cao là không bỏ qua. Thôi thì cũng xin lỗi rồi nhanh chóng bắt taxi để cho Liên về. Vậy thì sau khi kết hôn thì anh chị có những sự bất ngờ gì ở từ bạn đời của mình hay không? Có một lần cái cho em bé chơi thì nó bò trên giường, tự nhiên em thấy bé nó cầm cái gì nó gặm gặm, em mới dứt ra miệng khỏi con thì thấy hai cái răng giả. Em thấy hai cái răng giả em hết hồn luôn. Em mới gọi điện cho ông ngoại, bố răng giả bố rớt ở giường con này. Thế bố không, tao làm gì có răng giả từ trước đến giờ đâu. Thế xong cái em bẩn ơi là bẩn, dục thùng rác luôn. Xong cái một hồi tự nhiên thấy chồng cứ bò dậy đi tìm khắp nhà không biết tìm cái gì luôn. Thế xong cái nghe răng là thấy nguyên cái hai cái răng nó rớt. Và thực sự là đến bây giờ em mới biết anh có răng giả. Ủa đó giờ không biết? Không biết luôn. Đến khi rớt ra rồi mới biết. Tốt thì mình khoe đương nhiên rồi, nhưng mà xấu thì phải cất đi. Do một lần cũng đi chơi với bạn, cái bạn như là tán gái của mình đến chơi cùng, xong khi về thì chẳng may là cái đội ở xóm thanh niên ấy nó gây sự đánh nhau, cho nó đuổi. Thì anh bạn kia là lấy cái xe đạp giơ xe đạp này, còn mình chạy chẳng may là mình vấp vào, thế là mình rớt cái này dẫy cái răng từ dưới. Thế còn anh? Anh bất ngờ ở vợ anh sau khi cưới là gì? Thứ nhất là ham học quá. Đến giờ này như Liên ấy, là có 3 bằng đại học và có 2 chứng chỉ của nước ngoài. Cũng bất ngờ nữa là hơi bị ghen. Mình bộ đội thì đàng hoàng tử tế, cũng không hiểu sao vậy. Cũng hơi ghen thế. Là bản chất của phụ nữ. Tại vì là có lần một cô gái khi mà em thử gọi thì đúng là con gái thật. Mà hỏi thì anh không trả lời. Anh cứ nói là vòng vo cô này bạn của người này, bạn người kia. Em thấy nó không có thỏa mãn nên em bức xúc lắm. Nên là cuối cùng là em mới quyết định là đưa vào cái chiến dịch là tìm hiểu cho nó ra ngọn ngành. Và em nhờ một cái cô bạn người Sài Gòn, cứ hàng ngày cô ấy gọi điện cho anh này, nhắn tin cho anh này và nói giọng miền Nam rất là ngọt ngào. Và có một ngày á, cô đó là tên gì ạ? Cô đấy tên là Sen. Em mới xúi cô đấy là đánh một trận, tức là cuối cùng. Bây giờ anh ấy là bộ đội gì em cũng chơi chiến dịch luôn. Thì chim mồi đó. Thế là xong với cái mời anh ấy tới cà phê. Thì anh ấy tới vui vẻ hào hứng đi vào tìm bạn gái đâu. Em ngồi ngay trên này. Anh ơi xem đây này anh. Trời ơi. Tại ở đơn vị cũng có một người tên là Lương, cô bạn gái của bạn kia tên là Sen. Thế thì chẳng may là mình lấy cái nhắn tin vào cái máy của mình. Thế là mình vô tình mình về, thì về xong để máy ở ngoài cho vợ xem được là có tin như thế. Thế là lên chiến thuật để bắt. Mình nghi ngờ nhưng mà nói ngọt ngào lắm. Nhưng mà hỏi tên thì không ấy. Bảo anh cứ ra đây rồi anh sẽ biết. Biết nhiều cái bất ngờ lắm. Thế là thôi mình bảo thôi được rồi, đi ra xem sao. Lúc đó sao anh? Sau vụ đó thì em biết chính xác là giữa cô Sen với ông xã em không có gì. Tuy nhiên là em vẫn cứ ấm ức cái chuyện anh ấy bị rủ rê như thế. Nên là cứ bực giận trong người cái chuyện đó thôi. Chứ em cũng biết là không có chuyện gì rồi. Anh, bây giờ anh mong muốn một cái điều gì để cho Liên hoàn hảo hơn? Bớt ghen đi một chút, hay là học thì rất nhiều. Nhưng mà bớt đi một chút để tập trung vào việc dạy con cái cho nó đến nơi đến chốn. Mong muốn ăn lương để... Em thì do là đặc trưng là em đi học rất là nhiều, do đó cũng mong muốn là ở thời gian ở nhà thì anh chịu khó anh chăm sóc con một xíu, bớt ngủ đi tí. Tại vì anh đánh ham ngủ lắm chị, lúc nào tối về cũng thấy ngủ hết trơn á. Có nghĩa là em đi học về là 9 giờ, cái anh nhìn anh nước mắt nhìn vợ xong anh nhắm mắt ngủ tiếp. Ăn lương ngủ nhiều giống như gà vậy đó. Vậy dạ, nên là biệt danh mà gọi là gì, đơn vị gọi là lương gà mà. Liên là năm nay Liên bao nhiêu tuổi ta? Em 29 ạ. 29 hả?
là sinh ngày nào, em sinh ngày 22 tháng 12. Vậy là như là trùng với nó là một cái sự tình cờ. Dạ. Có nghĩa là mấy hôm cái nay, tình cờ luôn á thôi. Hôm nay nó có một cái sự tình cờ đặc biệt, đó chính là hôm nay là cái ngày 22 tháng 12, cũng là cái ngày sinh nhật của Liên đây. Một lần nữa xin thay mặt chương trình chúc mừng sinh nhật cô Liên, xin chúc cô luôn luôn vui vẻ. Ít nhất là mình phải Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday cô Liên. Thực ra thì ngày hôm nay á, nó rất là hay, là đúng là ngày sinh nhật của Liên, lại đúng vào cái ngày thành lập quân đội. Hy vọng là sau cái buổi hôm nay, anh Lương cũng giống như là Liên có thể là san sẻ qua lại những cái mà chồng mình mong muốn ở mình hoặc là vợ mình mong muốn ở mình, để cho cái tổ ấm của anh chị càng ngày càng ấm hơn. Xin cảm ơn. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thanh, chồng em là Trang Vĩnh Hưng. Em nay nhiêu tuổi Hưng? Dạ năm nay em được 30 tuổi rồi anh. 30 tuổi, còn dạ. Em? Dạ em 26 tuổi. 26 tuổi. Em là kỹ sư quy hoạch đô thị. Hai vợ chồng em cùng làm chung với nhau ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Em thì vừa ra trường học xong là vào làm luôn, thì ảnh sẽ là đàn anh của em. Dạ, thì em vừa được vào thì ảnh là người hướng dẫn em. Khi mà vợ em mới vô làm á, em đang làm một cái bản vẽ cho một cái chú đó. Lúc đó thì em mới trao đổi với chú đó thì em có hơi lớn tiếng. Em nghĩ trong bộ, em nói trời cái ông này ông lớn mà, ông nói chuyện với người lớn mà ảnh ấy lớn tiếng mà nạt nộ người ta, là coi như là không có ấn tượng mà về tốt lành đẹp đẽ chút nào hết đó. Đó là ấn tượng của vợ em. Dạ. Vậy thì ngược lại em, khi mà gặp vợ em thì ấn tượng ở vợ em là điều gì? Rất thông minh. Thì vợ em được cái là khi mà có một cái tình huống hay có một cái công việc gì đó mà cần đòi hỏi sự gấp rút và đòi hỏi sự tính táo, xử lý kịp thời á, là vợ em xử lý rất là thông minh. Mới vô á thì em là lính mới, ảnh là hướng dẫn em. Đó, nhưng mà em sửa lưng ảnh. Tại vì em học là đúng chuyên ngành hơn là ảnh. Ảnh là do làm lâu năm thì có kinh nghiệm. Đó thì thành ra khi mà em nộp bài cho ảnh để ảnh kiểm tra thì ảnh sửa em thì em cũng sửa lại. Đó mà em sửa thì cuối cùng em đúng ảnh sai. Cứ sửa. Dạ. Hướng dẫn, dạ. Rồi góp ý, dạ. Nói chung là cứ vậy hoài. Cho nên rồi hai đứa mới đến với nhau, đúng không? Dạ. Tất nhiên là mình thấy, thứ nhất là vợ em rất là xinh. Em cũng phải công nhận điều đó. Thì đó, thì em thì xinh, thì mình là con trai cũng độc thân nữa. Với lại ở mấy anh chị trong cơ quan á, thì cũng nói, ừ anh Hưng ơi, cô bé này xinh nè, tiến tới đi, có gì tụi em đốc thúc cho. Hỗ trợ. Bao lâu? Cũng cả, khoảng hơn nửa năm. Hơn nửa năm là bắt đầu tụi em tìm hiểu nhau đó ha. Dạ. Rồi xong là cưới luôn. Dạ, khoảng 5 tiếp nữa mới cưới. Phương Thanh, hỏi nè. Dạ. Vĩnh Hưng có ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm. Ghen cái cấp độ là cấp độ bão số mấy? Chắc 12 quá. 12. Sợ lắm rồi. Dạ, sắp cửa tới hết ông ơi. Thay gần muốn chia tay luôn mà. Dễ hả? Tại nhau. Em lén khoén. Em lén. Cô này chân thật hơn anh này chân nữa. Thiệt. Lúc đó là hai đứa đã quen nhau rồi. Ừ. Cái lúc đó lúc mà đi ngang cái trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận á, ừ, thì lúc đó có tin nhắn thì em mới quay cho em nhìn, em đang làm gì đó. Xem rồi. em hay vậy. Em chạy xe mà em thấy luôn à. Không, tụi em đang đi bộ, đang dạo đi bộ. Đó, cái em đang làm gì đó, cái em bắt đầu nổi ghen. Ừ. Thì lúc đó đang nắm tay thì thấy cũng bực bội trong lòng. Ừ. Thế em mới hỏi là ai vậy? Thì vợ em lại phản ứng liền, tại sao em là anh lại đọc tin nhắn của em? Ủa, nếu mà quen nhau rồi thì chuyện đó thì nó cũng đâu có gì là phức tạp hóa mà phải lớn tiếng đến như vậy. Ừ. Thế là hai đứa bắt đầu cãi lộn với nhau. Rồi sao? Lúc đó em nghĩ sao mà em gan dữ vậy? Không phải chị, tại vì á, yêu thì yêu, cái gì em nó cũng rõ ràng hết á. Vậy tin xung quanh em là em nói là mới tới thì thích thôi, chơi làm bạn. Thời gian sau mà tỏ tình với em thấy em không có tình cảm thì em nói thôi em không có tình cảm. Nếu mà anh coi em là bạn thì mình tiếp tục. Còn anh giận em thì thôi em cũng xin lỗi anh, em cũng chịu chứ em không có trách anh. Thì người ta vẫn tốt với em, người ta coi em như em gái hoặc là bạn. Thì mắc tội tình gì mà em phải xua đuổi người ta. Rõ ràng một câu hỏi em đang làm gì đó với ảnh cương vị là như vậy. Nhưng mà ví dụ như với bạn bè em nó đọc thì nó là thấy khác. Cái em giận ở đây á, là như hồi nãy lúc thời điểm đó thì em với ảnh bất đồng quan điểm ở chỗ là yêu nhau thì yêu nhau, nhưng mà những cái gì riêng tư nhất, ví dụ như điện thoại, bóp ví, không nên đụng vào. Còn ảnh thì ảnh nói là yêu nhau đến mức độ đó thì cái đó là sự chân thật của em. Em chân thật thì em không có giấu giếm gì hết. Anh nói rằng là điện thoại của anh thì em tha hồ mà đọc. Còn em thì không, em giận là tại sao anh lục lọi đồ của em. Còn ảnh giận là tại vì ảnh ghen. Cái lúc đó là gọi là lén phén thì chỉ là
em đang làm gì đó, em ngủ có ngon không, em ăn sao rồi, hôm nay em làm cái gì rồi. Nó chỉ đơn giản đến cái mức độ đó thôi. Rồi cái anh này anh mới đọc cái tới đó xong cái là chia tay. Giọng làm cái một trận luôn. Em cũng đâu có bình tĩnh được, em cứ gào lên là tại sao anh đọc điện thoại của em, tại sao anh lục đồ của em. Còn ảnh thì ảnh nói sao, không giờ mà, sao, không em mà, tính cứ, sao. Từ vì lúc đó em không biết được cái tính này. Bởi vì ấy, lần đầu tiên em quay qua em nhìn đọc hoặc bị phản ứng mạnh đến như vậy thì em mất hồn luôn không? Mất hồn như chị nói, với lại hả là cũng thấy bực. Mình đang ghen, mình tự nhiên còn phải phản ứng mạnh, mình coi như mình đang trở như từ mình có tội á. Mình đang trở thành người vô tội thành có tội. Đó, làm ra em cũng, hai đứa cũng cãi lộn với nhau luôn. Nhưng mà có bao giờ vợ em là đọc điện thoại của em chưa? Dạ chưa. Từ lúc yêu cho tới lúc lấy. Bây giờ cũng có đọc không? Đã đọc chưa? Chưa. Mà chồng còn đọc điện thoại của em không? Hết rồi, từ sau chỉ sau một lần đó thôi là sau tụi em đó biết được tôn trọng nhau cái chuyện đó. Thế em lấy nhau lâu chưa? 7 tháng. Lấy nhau xong rồi á là em có bị bất ngờ về chồng? Có, quá ngựa đi. Hả? Trời ơi. Không, cái này là bất ngờ thiệt. Anh không nghĩ là cái chuyện mà quá ngựa đó là rơi vào anh ấy ở Bình Hưng phải không? Ừ. Tại vì anh điệu lắm, rất là trao chuốt cái vẻ bề ngoài. Ồ vậy á. Thật sự là như vậy, đi chụp hình cưới thôi á là người ta trang chút cho cô dâu xong cái là bắt đầu anh cũng sấn sấn lại chỗ chị trang điểm hỏi em tóc anh để dày được chưa, em chân mày anh như vậy nó có bị lợt không, là cũng phải đánh dậm lên chút xíu. Chụp hình cưới mà chị, một đời người mới có một lần duy nhất thôi phải làm phải không, trang điểm lên cho nó cho người khác nhìn vô. Mình ở ngoài mình ở xấu thì mình phải trang điểm lên cho đẹp. Anh hiểu được, bởi vì anh nhìn em là anh biết tại sao là em phải làm cho cái chân mày nó đậm lên như anh rồi. Đúng rồi. Ủa cái tóc của em á thì thường nếu mà như vậy là em chải đầu trong bao lâu? Biết sao chị hỏi không, chị thấy từng cái cọng tóc kia kìa, mặc dù là tóc ít nha nhưng mà rất là ke đâu ra đó nha. Nãy giờ chị thấy nó không rủ qua một bên luôn á. Tắm là từ nửa tiếng đến 45 phút, sau đó dành trọn 15 phút để chải đầu. Trời ơi, 15 phút chải đầu á? Em cứ nói quá mà là chỉ có nửa tiếng lại lâu lắm mà chải đầu tôi không hiểu. Em hỏi anh chị nè, bây giờ nha, vợ anh mà tắm rửa sạch sẽ thơm tho á, nằm kế anh thấy mùi thơm anh có hứng không? Đúng không? Thì em cũng làm như vậy á, em tắm rửa sạch sẽ tôi tao mới tạo ra cảm hứng vợ chồng với nhau. Nhưng mà cái chi tiết này á nó chỉ hợp với cái chuyện là tắm rửa sạch sẽ trong thon thôi. Nhưng mà trước khi ngủ em không lẽ em đứng trước gương chải đầu? Không, cái đó là lúc là đi làm thôi. À, đi thì làm đó thôi. Làm về là chiều về tắm xong rồi cũng lại đứng chải đầu. Một không, ngày chải đầu, đầu chứ bộ. Ít nhất là 3 lần. Wow, vậy là hết bao nhiêu rồi? 45 phút đồng hồ cho trời. Một cái việc chải đầu rồi. Không, buổi tối em về em chải sơ à. Chải nhẹ thôi đúng không? Bây giờ nè, em tóc ít như vậy, ít hơn vợ em thì em chải đầu một lần như vậy là 15 phút vậy chứ. Vợ em tóc dài anh em vậy chứ. Một lần mà chảy đầu là bao nhiêu lâu? Trời ơi, 5 giây một cục mới lên thôi. Rồi còn em, em phát hiện ở Phương Thanh có cái điểm gì xấu á. Em tắm lâu bao nhiêu thì vợ em tắm nhanh bấy nhiêu. Lúc mà chưa quen nhau thì em không biết, nhưng mà đến lúc mà cưới nhau rồi rồi, trời ơi, em tắm con gái gì mà tắm có 5-10 phút là xong rồi. Và với lại vợ em rất lười tắm, lúc nào em cũng phải nhắc á. Thanh ơi đi tắm đi, Thanh ơi đi tắm đi, ngày nào cũng Thanh ơi đi tắm đi Thanh. Ủa vậy tắm 5-10 phút vậy có gọi đầu không? Tất nhiên là không. Bao lâu em mới gọi? Một tuần mới gọi một lần. Vậy thì anh hỏi em, tối mỗi lần ngủ như vậy với một tuần gọi lần vậy có gì không? Em quen rồi anh. Hả? Nghĩa là quen cái mùi em rồi. Em chịu đựng được cái chuyện đó. Mà chắc có lẽ là mỗi lần mà vợ mà gọi đầu là nó luôn là cũng khó chịu. Rồi bây giờ thì cái điều mà em mong muốn ở Vĩnh Hưng thay đổi nhất là điều gì? Ảnh bớt nóng tính lại, bớt cái tính sồn sồn lại. Như vậy rất là bất lợi cho ảnh khi đi làm việc. Rồi chịu khó suy nghĩ chậm lại một chút xíu. Biết sao không? Ví dụ như vợ em á, tắm số lượng nhiều như em, lâu như em, thì em có đồng ý không? Trời, cái đó em mệt rồi. Tối em mệt. Sao? Có nghĩa là vợ em thơm tho, giống như mấy nãy em nói, ngồi mà nằm kế hay người vợ người chồng mình thơm á, rất có cảm hứng thì không? Tại em mệt đó hả? Thì đó, lúc đó em mệt. À. Ủa, vậy nhưng giờ chị đưa hỏi em là em thích hay không mà? Thứ như em mệt thì em thích thì em mới em mệt. Em thích em mệt. À. Nghĩa là em muốn vợ em giống như em. Dạ. Tắm nhiều một chút, gội đầu nhiều một chút, đúng không? Để cho anh được mệt. Vợ em là dân kỹ sư, họ rất ít chú trọng với vẻ bề ngoài. Bởi vì vợ em á sao không được, em muốn là vợ em đôi lúc á phải tự trang chăm sóc cái bản thân mình, chăm sóc vẻ bên ngoài mình chút xíu, lại tự trang điểm, tự đánh bóng lên. Ừ. Giàu vì bạn sang vì vợ mà, thì đó, đi ra ngoài á
em xấu chứ em xấu mà em đi với một cô vợ rất là đẹp thì bạn bè em cũng ngưỡng mộ em. Vậy đó hả? Nhưng mà em có sợ em có tự tin không? Em không sợ cái chuyện đó. Không sợ đúng không? Em có ý định gì mà hàng mình không vậy? Sao em chịu làm như chồng anh nói? Em sợ em làm quá thì mất công anh lấy lòng lớn. Không thì anh đã muốn cái chuyện đó rồi. Anh muốn mà cơ. Đúng không? Chị có ý kiến chút xíu thôi. Không cần em trang điểm, không cần em phải ăn mặc te xua nó sặc sỡ. Chỉ cần gọn gàng, thơm tho, cho dù là không xịt dầu thơm, ví dụ vậy là chồng em thỏa mãn rồi. Còn chồng á có đáp ứng được cái yêu cầu của vợ ông, bớt đi cái hiếu thắng hả chị? Cái hiếu thắng, đúng rồi, cái hiếu thắng. Cái đó lợi cho em, lợi cho công việc. Chắc là em phải dần dần em sửa chứ tôi không thể sửa liền được. Cố gắng, cố gắng, cố gắng. Cả hai cùng phải sửa. Cố gắng đi. Rồi, xin chúc hai bạn mỗi một người đều bớt một chút, thêm một chút để lúc nào cũng hạnh phúc, cũng vui vẻ. Cảm ơn. Dạ, em là Nhi, em làm nhân viên văn phòng. Năm nay em 30. 30. Dạ. Thế còn em tên là Hùng, năm nay em 33 tuổi và em đang làm ở công ty Kindle. Bánh á. Bánh á. Bánh kẹo. Chắc có lẽ là cơ duyên là Nhi đi mua bánh rồi gặp Hùng đây đúng không? Em quen thấy là do tình cờ trên mạng. Em với ảnh thì đều tạo một tài khoản trên đó, chơi game rồi có cái con ma cắn qua cắn lại, cắn nhầm anh ấy. Thực ra thì cái con ma nó tạo theo giới tính của người đăng ký. Em thì ma đực và dạ em là con ma cái. Con ma cái tên gì? Con ma cái lúc đó tên là Yến Nhi luôn anh. Nhưng mà hai bạn cắn nhau một thời gian bao lâu ở trên mạng thì gặp nhau ngoài đời? Khoảng một tháng. Rồi gặp nhau lần đầu tiên ấn tượng về vợ mình như thế nào? Hụt hẫng ngay lần đầu gặp mặt nha. Hụt hẫng như điều gì? Giống như bị tụt cảm xúc luôn, tại vì nghe cái tên Yến Nhi này với lại nói chuyện qua điện thoại thì nghĩ là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn dữ lắm. Nhưng mà khi gặp thì mập, chân ngắn không dài như tưởng tượng. Nhưng mà không như mong muốn, tại vì cũng lỡ gặp rồi. Lỡ rồi anh. Lỡ luôn. Lỡ Nhi, ấn tượng của em khi mà gặp bạn này có bị lỡ như bạn không? Không, em thì không lỡ. Tại vì trên đó ảnh có ghi rõ là anh vừa lùn vừa mập. Thì em nghĩ là vừa lùn vừa mập thì chắc là cũng không có xinh xắn gì cho cam. Đúng rồi, thật thà anh, tôi có sao nói vậy anh. Nhưng mà trời ơi, phát hiện ra là chẳng những lùn mập mà còn đen lắm. Đen hơn bây giờ. Trời, đi hơn giờ nhiều. Giờ em mới trắng anh. Thường người ta nói câu á, lỡ thì phải lánh, đúng không? Thì phải bỏ chạy luôn hay sao, lỡ lại đâm đầu vô. Dù gì mình nam giới lịch sự anh, ai lại bỏ về vậy, kỳ quá. Với lại cũng tham gia một cái hội khá là lớn trên hẹn trưa, lúc đó lên đó bêu rếu mình thì làm sao mình quen cô khác được. Em lỡ rồi nhưng mình tiếp chuyện lịch sự luôn. Chị cảm giác là biết là lỡ không như là cái điều mình suy nghĩ, nhưng mà ít ra em phải tìm được ở vợ em một cái điểm gì đó để mà em phóng lao thì em theo lao chứ. Dạ đúng rồi, bây giờ em nói chuyện cũng dễ thương, cũng thiệt tình cũng được. Tức là bù cái ngoại hình thì có cái tính thật thà. Thì sau đó chia tay về nhà thì bắt đầu lên mạng tiếp tục là nói chuyện và làm quen với bạn tiếp tục nữa. Yến Nhi với chồng em á thì là lúc mà tỏ tình á thì ai là người tỏ tình đầu tiên? Ảnh là bị em ép tỏ tình á. Bị ép tỏ tình. Tại vì đi chơi hẹn hò thì coi như là hai người ngầm hiểu là yêu nhau rồi. Nhưng mà ảnh chưa nói gì hết. Bỗng một hôm cái chị coi chung công ty em nhỉ. Ủa, quen với Hùng gì nó tỏ tình mày chưa? Nó hình như chưa chị. Nó mày không kêu nó tỏ tình lỡ một mốt nó bỏ mày rồi nó nói tôi chưa tỏ tình mà. Em nhắn tin cho ổng liền á. Ủa anh, vậy anh tỏ tình em chưa? Cái ủa. Khi mà bị nhắn cái tin đó thì em trả lời sao? Khá là sốc anh, tại vì em không nghĩ là sẽ tỏ tình và cũng không nghĩ là mình phải tỏ tình với người yêu của mình khi mà hai đứa đã ngầm hiểu là quen nhau rồi. Tối hôm đó có đi chơi cũng tỏ tình, tuy nhiên là có một sự ép nhẹ nhẹ. Có một sự ép nhẹ đó, dạ. Có không? Có chịu là... nhẹ, có chịu không? Cũng khó chịu nhẹ nhẹ. Hai bạn yêu nhau thì bao lâu rồi mới cưới? Tụi em quen nhau khoảng 6 tháng là quyết định cưới. Rồi hai bạn là cứ yêu nhau rồi tới với nhau thôi. Tức là năm nay mình lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ cũng 3 năm mấy. 3 năm mấy. Dạ. Lúc lấy xong rồi so với cái lúc mà yêu nhau thì lấy nhau vui hơn hay là lúc yêu vui hơn? Cứ Nhi rồi thì có nhiều cái bất ngờ hơn trước rất là nhiều. Ví dụ? Em cứ nghĩ là Nhi ở nhà sẽ nấu ăn rất là ngon, nhưng mà thực tế thì chứng minh nó là ngược lại. Còn một cái điều mà anh muốn hỏi, muốn vợ em ghen anh. Trời, phải có chuyện em mới ghen, có lửa mới có khói chứ em nói gì. Bữa em tình cờ thì ảnh đòi cho anh mượn cái smartphone của em đi. Em xài đỡ của bác một bữa đi. Thì đổi xui cho ảnh chưa kịp xóa nhắn. Em mở ra em coi nào là chúc em ngủ ngon rồi cái này đấy nọ. Em đợi đó, em nói gì hết, đợi cả nhà ngủ hết tối em mới xử. Hỏi mãi không trả lời, em tức lên em về phòng đóng cửa lại. Tí nữa nghe gõ cửa qua xin lỗi em, khai thật với em là vậy anh đi massage vậy đó, anh lỡ dạy thì ra đó là lỡ dạy gái massage chị.
Massage. Gái massage. Thực ra thì thời điểm đó bà xã em đang có em bé. Nên cũng khá là bức bối trong người. Em cũng không biết tại sao người ta có số điện thoại của em nữa. Cái này gọi là chủ động cho sao? Điện thoại chứ, mình phải cho số người không, ta mới biết. Thực sự là em không biết chị. Cho anh hỏi nha, cái đó là thói quen của em hay là do là vợ em có bầu, trong lúc mang bầu? Cái đó là lý do anh, chứ không phải là thói quen. À, lý do đúng không? Bây giờ còn chưa qua không? Cho đến giờ thì em chưa biết. Chưa phát hiện. Chứ không, em không dám chắc là không có được. Không, cũng có thể là hết rồi, mà cũng có thể là có kinh nghiệm rồi giấu em. Không, cái này hết rồi. Bữa xui cho em, sao em đổi điện thoại chi vậy? Cần cái smartphone nó để làm không, gì? Tại vì khi mà đi thị trường với nhân viên thì em cần cái smartphone để chụp cái hình ở những cái cơ sở kinh doanh của khách. Thì em mới đổi. Xui xẻo, chưa kịp xóa. Bình thường thì em xóa hết rồi, mà không biết xui sao còn lại một tình đâu. Cái tật xấu của chồng em á, ngoài cái hái hoa bắt bướm nó ra còn gì nữa không? Em gọi là cấp cao thủ rồi anh. Kêu là gì ban chủ gì đó cho nó rồi, em cũng không biết nữa đó. Ban ngày đi làm, ban đêm về có thời gian chơi game nữa không? Ôm laptop chơi đến 2-3 giờ sáng luôn. Mê game từ lúc mà yêu vợ hay là lấy vợ xong rồi mới mê game? Lúc trước khi cưới vợ thì em đã làm ban chủ rồi. Có khi nào trong thời gian mà em làm ban chủ đó có những lúc em quên luôn vợ không? Có sao anh? Có. Sao? Suy quên sao? Khi mà em lên phòng để em chuyện mình lấy cái laptop sang chơi game á, là em thấy một cái mùi rất là thơm nè. Em nói sao? Sao bên này phòng thơm quá ta? Thấy treo sẵn cái áo ngủ rồi. Cái áo ngủ đó là em cái màu đó em rất thích nữa. Màu gì? Đỏ, màu đỏ bô. Nó mỏng như cái mền vậy đó. Là em thấy là mỏng như cái mền. Mỏng như cái mền là sao? Mỏng như cái von chứ. Cái von đúng rồi. Mặt như hốc mặt vậy đó. Nhưng mà thôi, sắp đến giờ chơi game rồi. Sao vậy em? Bữa đó là công thành chị ạ. Công thành là sao? Công thành là qua chiếm thành đó. Vậy đó hả? Có nghĩa là chẳng thà công thành còn hơn là công vợ. Công vợ. Trời coi nổi giận mà em chờ lâu không? Chắc 2 tiếng mấy, 3 tiếng cũng không thấy. 11, 12 giờ cũng không thấy. Bao nhiêu cảm xúc tục hết rồi. Thành công cốc luôn. Mà em nghĩ sao vậy? Mở mà đem tới miệng mèo rồi mèo còn không chịu là sao? Lúc đó mình đang là ban chủ nữa, sao bỏ đi được? Trách nhiệm của mình mà. Còn bà nói vợ thì còn nhiều đêm. Còn công thành chỉ có một tuần được có đêm 2 đêm thôi. Tuần có 1 ngày là để chiếm cái thành đó thôi. Dạ đúng rồi. Em là hay chơi game. Vậy thì vợ em có thật xấu vậy? Học đậu với đoạn đồ của con thì thay ra gom thì 10 món thì gom thiếu 2-3 món. Trên đường đi từ trên lầu xuống dưới nhà thì nó rớt vương vãi. Mỗi lần em bực con hay là vui vui? Lúc đầu thì cũng cười vui vui, nghĩ là tối nay có chuyện hai chồng nói rồi. Riết thì cũng bực với chị, tại vì ông bà nội thì người gốc Bắc cũng khó tính. Cho nên con vô mà đoạn quá thì còn không được. Còn cái gì nữa không? Hay chụp mũ em cái vụ mà đàn ông với phụ nữ lắm. Là sao? Hay ghen đó chị. Vẫn còn ghen hả cưng? Cứ đi 9-10 giờ mới về thì đương nhiên mình phải ghi thôi. Em nói sao, chồng em đi 9-10 giờ mới về, vậy là em còn diễm phúc đó chứ. Còn cái chuyện mà 11-12 giờ đêm là bình thường. Em thấy giờ đó khách hàng nào làm giờ? Chỉ có mấy khách hàng kia mới làm thôi. Sao chị cười vậy? Tại vì vậy nè, chị tưởng là cỡ phải qua cái giờ đó em mới về thì là ghen là đúng rồi. Nhưng mà còn nếu như lời em nói 9-10 giờ thì cái giới hạn đó còn cho phép được. Bây giờ này chị hỏi nè, cái điều mà em muốn nhất ở vợ em á, thì em muốn vợ em làm gì? Bớt hậu đậu đi một chút, nấu ăn ngon tí nữa. Có mong muốn điều gì khác đâu? Nếu như được nữa thì chăm sóc cho mình cho đẹp hơn. Chắc là em thích nhìn gái đẹp đúng không? Anh thích nhìn gái đẹp không? Thích chứ, gái đẹp cũng vậy thôi. Không được đó, cái đẹp ai mà không thích nhìn. Đúng dạ. Trời, chị cũng thích nhìn con gái đẹp nữa mà. Thế còn em? Nếu như em mong muốn chồng em thay đổi? Em mong ảnh nghĩ luôn cái game là em mừng nhất. Bỏ hẳn game là chuyển qua chơi gì? Phải chơi chơi với con đó. Chơi với con còn phải chơi với vợ nữa chứ, trời đâu có được. Đúng không? Chơi với vợ có chị. Ở đây người ta nói cả nghĩa đen với nghĩa bóng đó nha. Dạ. Tối có thời gian mà hai vợ chồng tâm sự với nhau để mà em muốn cái gì à, rồi anh muốn em sao các thứ, phải có cái thời gian đó chứ còn không thì hai vợ chồng giống như hai người bạn trong căn nhà thôi. Không phải là riêng với gia đình em đâu, gần như nó là một cái tình trạng chung của tất cả các cặp vợ chồng ở cái thời đại gọi là công nghệ phát triển đó. Coi như mỗi người ôm một cái cõi riêng của mình, gọi là cái cõi ảo đó. Bắt chồng em bỏ hẳn bỏ không nổi đâu. Nhưng mà em chia bớt cái thời gian đó cho vợ em. Đừng có chỉ là mình nghĩ mình trả bài xong, mình nghĩa vụ xong là xong, không có đâu. Thực ra thì người phụ nữ nhiều khi người ta không cần cái đó nữa. Người ta cần cái khác. Cần cái sự sẻ chia nhiều hơn. Em cũng rất là cảm ơn chương trình. Tại vì từ lúc vợ em đăng ký chương trình đến giờ thì hai vợ chồng có nhiều thời gian tâm sự với nhau nhiều hơn. Còn một điều anh muốn nhắn nhủ với em là thường phụ nữ sau khi sinh con rồi thì thân hình sẽ
nảy nở hơn chút xíu. Mà nhất là với đấng ông chồng của em cũng giống như anh, nói chung là đàn ông mê cái đẹp. Ai cũng thích cái đẹp. Dạ. Đôi khi mình lo công việc, mình lo con cái, mà đôi khi mình quên chăm sóc cái nhan sắc của mình. Thì đôi khi nó cũng dễ dẫn đến cái chuyện là ông này ông lén phén. Thì bây giờ thử về tập thể dục đi, cho body mình nó săn chắc là nó đẹp, để quyến rũ ông này chắc chắn sẽ tuyệt vời với mình hơn. Dạ. Xin cảm ơn hai bạn. Là Phương Thanh, xã em tên là Hải Dương. Không, hôm nay sân khấu chúng ta đón chào hai người có cái tên giống nhau, đó chính là Phương Thanh ở Hải Dương. Nhiêu tuổi rồi? Dạ 26 tuổi. Em là bao nhiêu tuổi? Dạ em với bà xã em bằng tuổi nhau luôn. Hai tụi em là kinh doanh, ở nhà mở cửa hàng kinh doanh. Hai em là quen nhau như thế nào? Bà xã là quê ở dưới Bến Tre. Còn em là ở trên thành phố. Bạn của bà xã em á cũng nhà dưới quê là ở đây học chung với em. Cái vô tình là hai nhóm đi chung gặp nhau, là em gặp bà xã em. Em gặp ảnh em có ấn tượng nhau? Dạ ấn tượng xấu mà. Nhóm bạn đó là nhóm bạn của ảnh. Em, bạn em chỉ rủ em đi chơi thôi. Em tới thì em lịch sự chào mọi người. Cái em gật đầu chào từng người, ai cũng lịch sự chào lại mình hết á. Cái chừng em quay qua em chào ảnh, cái anh ngước rồi không giờ mà em cũng không chào lại. Cái hôm này cái là em thấy ghét rồi nha. Em nghĩ nha, trời ơi, anh trai thành phố gì mà chảnh hách, thấy khó ưa rồi đó. Cái lúc đó là chồng em có phong độ như vậy không? Không, lúc đó mi nhon hơn chị. Cái là đẹp hơn à? Hay dạ không, nói chung là em cũng không để ý, không quan tâm tới. Nhưng mà nếu bây giờ nhìn không biết là do đã yêu rồi nên thấy đẹp hơn hay sao thì em cũng không biết. Bây giờ đẹp hơn rồi đó. Dạ. Hay là lúc đó chưa có bạn gái, kiêng ăn này nọ, tại chưa có gã, chưa có người yêu mà. Đúng không? Thì bắt đầu mình cũng phải giữ tướng này ngon lành chút xíu. Không, rồi sau này lấy vợ về rồi xả. Lúc đó em gặp vợ em thấy vợ em đẹp không? Dạ, thấy cũng bình thường đó chị. Đến khi nào thì em mới chú ý đến Hải Dương? Thật ra thì cái bữa lần đầu tiên đi chơi là bắt đầu em bắt đầu tìm hiểu về bà xã em, hoàn cảnh, học hành, rồi sở thích, coi như là gần như là tìm hiểu là gần như triệt để. Rồi một chút xíu sau bắt đầu em mới nói đổi xe. Lúc đó bà xã em rất là dễ chịu, sao cũng được hết, rồi leo lên ngồi chở. Thật sự em không có để ý gì tới ảnh hết á. Dạ. Rồi đến khi nào em mới để ý không này? Không để ý luôn anh, mà có nghĩa là ảnh cứ sánh tới vậy thôi. Giống như em thì thoải mái trong chuyện bạn bè, nó cũng bình thường thôi. Rồi cái ảnh mới sánh tới rủ đi coi phim hay coi ca nhạc rồi nắm tay. Nhưng mà em thụt lùi không à. Em nói thôi anh cho em thời gian đi. Xong cứ vậy là hai đứa cứ nhắn tin qua lại gặp nhau vậy thôi. Nhưng mà như bạn bè thôi chứ thật sự chưa có yêu. Dạ. Bao lâu mới yêu? Lúc gặp nhau là hồi tháng 9. Sau cái tới Noel cái ảnh mới dẫn đi chơi nữa. Rồi bắt đầu em mới nhận lời làm bạn gái ảnh. Nhưng mà thật sự lúc đó là em không có thương ảnh. Thấy ảnh cũng quan tâm mình quá, lo lắng cho mình quá. Rồi em ngại từ chối. Ủa em, rồi em biết vợ em chưa có thương em mà em cứ sấn tới vậy á. Là mục đích của em là lúc đó là em muốn thỏa mãn cái gọi là cái hiếu thắng của mình, hay là em lúc đó là em lậm gỗ quá rồi, em thương gỗ quá rồi? Thật ra là lúc đó bà xã em đang thất tình. Em biết là thất tình nên rất là, thì em biết tâm lý của con gái rất là khó chấp nhận một người tình yêu mới. Mà thì em cứ coi như là em biết chắc nếu như nước em chảy đá mềm đó, hương nước chảy đá mềm, mình biết là có thể lúc đó con mình là cái phao thôi. Nhưng mà mình chấp nhận luôn làm cái phao, chấp nhận luôn. Tính đường dài mà chị. Bây giờ cái đường dài của tụi em sao rồi? Sau hôn nhân á thì sau hôn nhân thì tối gì gì cũng có người tâm sự nói chuyện. Tuy nhiên thì bà xã em thì kỹ tính quá, thích nề nếp, ngăn nắp này nọ. Còn em thì nào giờ thì ở mình, đồ đạc quăng lung tung, không có nề nếp gì hết. Thì cứ vậy là cứ nói hoài, lèm bèm, lãi nhãi. Có vấn đề đó cứ hai chồng cứ nói hoài. Chồng á thì thấy là sau khi cưới vui hơn là lúc đang cua đúng không? Dạ đúng rồi. Còn vợ thì sao? Tất nhiên lúc yêu nhau thì nó vui hơn à chị. Còn sau đám cưới sao không vui hơn? Sau đám cưới thì anh bộc lộ cái tính gia trưởng của mình nhiều quá. Em thì lại không thích cái kiểu là bị chỉ huy. Đó, còn ảnh cứ lúc nào ảnh cũng phải ra lệnh cho mình hết. Mà trong khi cái bản thân em á là em chỉ thích là em hiểu cái vấn đề gì đó, kêu em làm em mới làm, chứ không có đợi cái em không hiểu gì hết mà kêu em làm, em đâu có thích làm. Mà ảnh lại cứ thích như vậy đó. Ảnh cứ nói em cứ làm đi rồi anh giải thích sau. Còn em cứ nói anh giải thích đi rồi em làm. Nó cứ này cứ phát sinh mâu thuẫn. Hoặc là có những cái sở thích của ảnh, ảnh thích chơi máy bay điều khiển. Ví dụ em muốn nói chuyện gì với ảnh á, cái em kêu ảnh ví dụ như thôi nghỉ cất cái đó đi, hai vợ chồng hữu hỷ tâm sự, không có. Tự nhiên vậy mình đâu có cái hướng gì để nói, hay là có những chuyện gì buồn mình đâu có trải lòng được. Thích lái máy bay hơn là lái mình. Kỳ vậy. Cái vấn đề đó lúc nào cũng bị nói, chị nói tại sao anh mê tivi hơn mê em, tại sao anh mê máy bay hơn em, tại sao anh nó ôm tụi nó ngủ luôn đi đó.
Có phải là do là bây giờ đã được rồi mất mê được chứ? Dạ không, dạ không. Tại vì em thấy là mình sống nhau cả đời thì nay không nói mai nói. Rồi đó rồi. Không, cái đó là chị phải ngắt liền nha. Chị nói cái quan điểm đó là không được đâu. Giống như là cái quan điểm này giống như là khi mà chưa phải là của mình á thì bằng mọi cách phải là thuộc về mình. Cái mình cứ nghĩ là thuộc về mình xong rồi vĩnh viễn sẽ là của mình. Không có đâu. Nguyên trái đất mình đang tồn tại còn là tương đối đó cơn. Không có cái gì tuyệt đối đâu đó hả? Còn ngoài ra còn có cái gì mà em phát hiện? Cũng có một cái chuyện cũng vụ máy bay đó anh. Ảnh thì anh thấy ảnh mũm mĩm. Em thì em thích ai mũm mĩm em thích nựng vậy à. Mà mỗi lần ảnh sửa máy bay hay là gì đó, nói chung là vô phòng á là ảnh cởi áo anh nựng. Mà anh nhìn vậy cho anh trắng dữ lắm, mà trắng như nít vậy, mình nhìn mình dễ thương, mình thích. Cái em hay lại khều hay nựng hay chọt. Kéo đầu quay qua trợn mắt với em. Nói anh đang sửa máy bay nha, không có đụng chạm, anh ghét nhất là anh đang làm em đụng tới nha. Là anh về cái em nổi điên lên rồi anh. Nói hồi vậy anh nhìn máy bay, anh thích nhìn máy bay, anh thích nhìn em nữa hả? Nó tối ngày anh cứ thích đụng máy bay thôi. Đó là cái em nổi điên lên vậy đó rồi. Rồi cái thứ hai nữa là anh la em là anh bất cần ai ở xung quanh. Anh không có để cái mắt em đâu nữa. Không phải là la, tại vì cái tiếng em nó lớn à. Cái giọng em nó vang thôi chứ không gọi là la. Nó qua la là quang quá. Còn cái chuyện gia trưởng là trời, cái đó cũng quang nữa. Sao quang sao? Tại vì quang ức quá vậy trời, em nhiều cái em cảm thấy em quang ức lắm anh. Thí dụ như em nói anh, có một số tình huống em cần phải đáp ứng nhanh, lẹ. Nhiều khi trễ một giây hay là nó chậm với nó hư công chuyện mình sao. Nên em cứ giống như là, tại vì em nói vợ em cứ làm đi rồi hết rồi. Mà lớn tiếng như vậy có ai nào mà tủi thân không? Dạ có chứ, em là người cực kỳ dễ bị tủi thân lắm. Tại vì em sống thiên về tình cảm nhiều. Cái thời gian mà bạn tủi thân á, với cái việc mà chồng hay nói lớn vậy đó, tính ra cái tỷ lệ là bao nhiêu? 50-50 hay là 2/3 hay là... Chắc 2/3 đó chị. 2/3. Ảnh ít có chịu nghe mình nói. Khi mình bị út ức cái mình khóc. Mình khóc cái nhiều khi mình nghĩ trời, có nào sống với anh này mốt mình bị bệnh trầm cảm không? Tại vì ảnh đâu có chịu nghe mình nói nhiều đâu. Nhiều khi nửa đêm cái tắt đèn ngủ hết rồi, cái em ngồi em nhìn ảnh ngủ. Anh ngủ một xíu cái ảnh giật mình nghe, cái nói em bị khùng hả? Giờ này em ngồi đó. Anh nói vậy cái em càng khóc nữa. Cái nói cái anh em kênh quay vào chỗ khác, cái em ngồi nhìn ảnh ngủ tiếp. Cái ảnh cô không đá động gì tới em, cái em bước xuống giường, cái em đi qua bên ảnh, cái em đứng em nhìn ảnh ngủ tiếp. Có muốn gì nói đại đi chứ vậy sao ngủ. Ảnh càng nạt em lại càng không muốn nói. Anh để em dồn nén gì nữa, có ngày nào anh mất em nào anh không hơi không hả? Cái ảnh nói sao mất, làm gì mất, có gì thì cứ nói coi đâu. Em có biết lý do sao mà vợ em ngồi nhìn em ngủ? Ây, vợ em nói chuyện không được. Không phải, vợ em mong chờ rằng là em sẽ giật mình thức dậy và nhìn vợ em và dành cho vợ em một cái ôm. Em có mong điều đó không? Tại vì tính em thì nào giờ là coi như là không có lãng mạn, cũng không có coi như là ướt át lắm. Nên mà mấy cái chuyện đó thì em làm em cảm thấy nó giống như giả tạo trong phim không vậy đó. Em sợ. Tại vì em là người rất là nhạy cảm. Mà em ôm một cái nhiều khi em rần rần trong người em khó chịu lắm. Nhạy cảm à? Thì có sao đâu. Ủa vợ chồng mà. Thì vậy đúng rồi, nhưng mà nhiều khi là 2-3 ngày liên tục mệt chị. Em có muốn bù đắp cho cái việc mà em la vợ em trong lúc giấc ngủ bằng một cái ôm ngay tại sân khấu này không? Đứng lên ôm chứ. Hải ôm. Có thể. Trời ơi vợ tôi mà khóc như thế thì nói đi em, nói đi rồi, em, nói đi. Em muốn khóc em cứ việc khóc đi. Tại vì là hôm nay sẽ là một cái buổi mà rất là đáng nhớ của hai vợ chồng em. Chị nghĩ rằng á, không phải là chồng em không muốn làm cho em vui, nhưng đang chưa biết cách nào để làm cho em vui. Bởi vì bản tính của chồng em rất là thực tế, anh ấy không quen cái sự lãng mạn. Cho nên rằng em muốn chồng em làm điều đó, em cứ nói ra đi. Em nói ra đi, mà nếu sau hôm nay mà chồng em vẫn cứ tiếp tục như vậy thì em có lỗi đó. Em thì không phải là không lãng mạn, mà lâu lâu em có làm lãng mạn. Nhiều khi làm cho bà xã em bất ngờ lãng mạn, nhưng mà không có thường thôi. Trời. Bây giờ chị chỉ em đó nghe, nãy tụi em chỉ rồi. Em sợ là lâu lâu mình làm lãng mạn á, là nhiều khi em có thể làm cho bà xã em lãng mạn mà cảm động rớt nước mắt luôn. Nhưng mà em sợ là làm hoài mất công mốt nó hết, hết nó lợn hết chiều rồi. Không chị. Lâu lâu làm cho rớt nước mắt. Nhưng mà lâu lâu phải làm để cười thì hai cái đó nó khác nhau mà. Như nãy anh Tuấn anh chỉ đó, đêm mà tự nhiên mở mắt ra em thấy vợ em ngồi nhìn em cái, là thay vì em nói câu kia thì em nói cưng
sao giờ manh vậy cưng? Đó, ví dụ như một cái cưng, cưng làm gì anh ngủ không có được, ví dụ vậy. Thử bày tỏ chút xíu đi. Bởi vì cuộc sống này theo Thượng thấy thì nó ngắn ngủi lắm. Đến lúc chúng ta muốn nói thì lại không nói được. Hứa đi, còn không biết hứa nữa. Em hứa. Hứa nhìn vợ hứa đi. Hứa. Hứa gì? Hứa cái gì? Thôi nghe nè, hứa thì nó cũng phải lãng mạn chứ đúng không? Ví dụ như hứa thì cũng phải là anh hứa với em. Đừng hứa với chị. Quên tất cả giả bộ em... người ta chỉ. Thấy không ta chỉ. Anh hứa với em. Anh sẽ không người nói. Dụ em mà có nựng anh thì anh cũng nựng lại hả? Đúng không? Còn đi. Hứa. Rồi. Nói chứ bây giờ chị nghĩ vậy nè. Cưng, Phương Thanh đứng lên đi. Đó, nhìn vào, vào mắt nhau đi. Hứa cái gì đi. Rồi ôm nhau đi. Ôm rồi nhau. Ôm nhau đi. À, anh hứa là anh sẽ chăm sóc và thương em trọn đời. Ôi trời, cái đó là chắc chắn rồi. À. Rồi vợ hứa, vợ nói cái gì cho chồng phấn khởi rằng mà chồng sẽ thay đổi, chồng sẽ sửa chữa coi. À, em thì rất vui vì hôm nay là anh đã chịu nói ra những điều đó mà. Cái điều đó em mong được từ lâu rồi. À, mong rằng cái ôm này sẽ giữ mãi không phải là chỉ có ngày hôm nay và các ngày sau tiếp nối. Và đây là cái ôm hạnh phúc mà Phương Thanh sẽ mãi mãi dành cho Hải Dương. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Dạ. Xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Show. Cái mặt nó chằm chằm trụ ụ như một con cú vậy đó. Ba sợ là siêu đẹp dài quá. Cưới luôn chứ hỏi cái gì. Anh yêu em. Và ngay bây giờ xin mời quý vị dành một tràng pháo tay thật to thật kêu để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào em. Xin chào anh chị. Xin chào em. Where are you from? Em à? Em là người Pháp. Oh. Anh có thể nói được tiếng Việt không? Dạ, em biết nói tiếng Việt một chút. Rồi, mời anh giới thiệu về mình. Em tên là Michael. Em là người Pháp. Em có 31 tuổi. Và em... Em. Bà xã của em. Và em là chủ quán. Chủ quán? Chủ quán cà phê, Ibu cà phê. À, Đà Nẵng. Em làm việc ở Đà Nẵng. Đà Nẵng. Michael. Dạ. Biết chương trình Vợ Chồng Son này lâu chưa? Ba tháng. Ba tháng. Dạ. Một nay bà sang xem. Oh. Em xem nè. Cười. Em cười. Dạ thôi. Dạ. Em cười, em thích hả? Thích. Em có hiểu không? Không. Hiểu một chút. Rồi, còn em giới thiệu mình. Dạ, chào anh chị. Dạ, em tên là Bích Châu. Dạ, năm nay em là 26 tuổi. À. Em đến từ Long Khánh, Đồng Nai. À. Dạ. Long Khánh, Đồng Nai. Ủa, như vậy là bây giờ hiện giờ tụi em đang sống ở đâu? Dạ, tụi em lúc trước thì tụi em làm chung nhà hàng Pháp ở Sài Gòn. Sau khi kết hôn, tụi em ra Đà Nẵng, tụi em lập nghiệp. À, dạ. À, như vậy là tụi em từ Đà Nẵng bay vô đây? Dạ, đúng rồi ạ. Michael, chương trình rất là cảm ơn vợ chồng của Michael đã đến đây tham gia vào chương trình này. Dạ. Đúng. Cảm ơn chị. Rất là cảm ơn. Michael và vợ của Michael. Dạ. Hai người gặp nhau bao lâu rồi? Hai năm sáu tháng. Lúc đó là cô ấy đang làm gì? À, em làm việc ở nhà hàng Pháp, quản lý. Và bác xa là... Em là thu ngân với lại pha chế. Ai là người để ý ai trước? Là cô này để ý em trước. Dạ. Wow. Dạ không, tại vì em là em làm việc đó trước ảnh một năm. Thì sau đó thì ảnh có vô làm thì em không có thích, thấy ảnh là râu ria rồi cái mặt nào cũng chằm chằm trụ ụ như một con cú vậy đó, mặt như con cú mèo, tính là sau này cũng gọi tên là cú mèo luôn. Lúc mà ông sếp em ổng nghỉ đó rồi mới bàn giao em với ảnh làm việc trực tiếp luôn. Thì sau thời gian 6 tháng đó thì hai đứa làm việc nói chung là cũng đối mặt với nhau thì em thấy ảnh tội nghiệp. Thì em cũng chọc chê thôi. Bây giờ tao thích mày đó, giờ sao? Cái ông hỏi có nghiêm chỉnh không? Cái ảnh ấy anh thích em. Em cũng tưởng tưởng em giả bộ cười cười vậy thôi. Cái bữa sau cái ngày mà Valentine 14 tháng 2 2014 á là ảnh mua hoa, mua sô cô la tặng em.
Thì lúc đó em thấy tội nghiệp mà mới quen thử coi sao. Quen thử ai về dính luôn. Dạ dính luôn. Michael thích vợ ở cái điểm nào nhất? Cười. Cười. Và vui vẻ hả? Thường vui vẻ. Bà xã là siêu đẹp gái quá. Hả? Bà xã là siêu đẹp gái quá. Mừng nhục em đó. Kể từ lúc mà em nhận được cái hoa của Michael, dạ, ngày 14 tháng 2, dạ, thì cho đến lúc yêu nhau là bao lâu? Mới quen là 6 tháng rồi. Thì ba mẹ ảnh có mời em qua bên đó, dẫn em về ra mắt. Tại vì họ nói họ thích em. Xong rồi cái em nói em không có tiền để đi, không có giấy tờ, tức là em làm lương không có cao, với nhà không có điều kiện. Thì bên đó là tài trợ hết cho em luôn. Thì ảnh về ảnh dám nói tiếng Việt với ba em xin là cho bé Châu đi với con qua Pháp. Vậy hả? Repeat one more time. Dạ, papa ơi à. Dạ, xin lỗi à. Con muốn lại bà xã đi ở Pháp 3 tuần maximum và về Việt Nam. Papa và con. Lúc đó ba em có chịu không? Dạ, chịu. Ờ, được, được. Đắc cơ. Ảnh đem dạy em được vài câu như là chào hỏi hay gì gì đó, nói tên. Rồi xong rồi qua đó là em với ảnh sẽ nói tiếng Anh, ảnh thì dịch lại ba mẹ nói tiếng Pháp. Rồi cái khó khăn như thế nào? Dạ, ảnh để em tự bơi với lại bà cả con. Ờ, đâu, dạy em là bánh nói quá trời, em không hiểu gì hết. Vậy hả? Cái mẹ ra hỏi Michael khen, nói em giỏi, em hiểu hết. Kể tiếp đi nghe, còn chuyện gì nữa? Dạ, thì qua bên đó thì ở Việt Nam mình á, thì trước khi đi ba mẹ em dặn là qua bệnh phải rửa chén rồi dọn dẹp cho để người ta nói mình lười biếng. Thì qua bên đó em cũng sắn tay vô làm, em rửa khí thế luôn. Mà bên đó người ta rất là nước người ta rất là quan trọng, rất là mắc. Rửa thì bên la em nói là tại sao không bỏ vô máy, với lại nói em là qua đây chỉ vacation là nghỉ ngơi thôi chứ không có làm. Michael, lúc mà em xin hỏi cưới Châu á thì em qua em nói sao? Gì nữa? Y chang vậy đó, sợ giống vậy. Dạ, xin lỗi papa ơi ạ. Nói. Con thích bé Châu nhiều quá. Con yêu bé Châu nhiều quá. Con muốn đám cưới với bé Châu. Papa được không? Papa hỏi em sao? Dạ không, lúc đầu thì nói là đám hỏi thôi. Tại vì nhà em nói là chơi em xấu quá, nói là sợ ông lại thay đổi. Cái ba em nạt lên cái, không có hỏi gì hết. Cái em với ổng sợ quá trời luôn. Hai đứa nhìn nhau không biết gì hết. Cưới luôn chứ hỏi cái gì. Tại sao là cưới luôn đó? Dạ xong thì hai gia đình có nói chuyện qua Skype là em sẽ nói tiếng Anh với ảnh và ba mẹ em nói gì, rồi ảnh dịch lại tiếng Pháp. Rồi đồng ý chọn ngày giờ hết rồi, rồi xong rồi Mỹ tổ chức hôn lễ cho tụi em. Lúc mà Michael nói là yêu vợ thì Michael nói bằng tiếng Anh hay là bằng tiếng Việt? À, kia muốn nói nói yêu bà sa anh yêu em. À, là tiếng Việt. Bà sa la số một. Yeah. Là nói bằng tiếng Việt. Yes. Oh, good. Có ổng làm tự sáng tác một bài hát rồi tiếng Việt cho em nữa. Có xíu à. You hát đi. Bà xã ơi, bà xã ơi, em đẹp quá, em đẹp quá. Em đẹp quá. Đó. Nhưng mà lúc mà hai vợ chồng em mà lấy nhau xong rồi thì nó có giống như lúc yêu không? Nó nảy sinh những cái mâu thuẫn hay là những cái mà cách suy nghĩ thì sao? Ảnh là người Pháp nên ảnh không có biết cái lệ của người Việt Nam mình nhiều. Thì giống như là nhiều Tết nhất đám giỗ hay gì đó thì đám giỗ nói sao đám giỗ nhà mày nhiều đám giỗ quá vậy. Dạ. Ví dụ mua quà cáp này nọ ông cũng hỏi. Còn riêng Michael thì sao? Khi mà đám cưới với một cô dâu người Việt, một người vợ Việt Nam và bạn là người Pháp, vậy thì khi mà về ở chung nhà với nhau thì có thấy có những cái sự trở ngại gì không? Em cô một bà sáu, một vợ là số một, là tốt, đẹp. Không phiền. Không có vấn đề gì. Chắc chưa? Chắc rồi. Chắc rồi. Không gì đơn giản vậy nè. Hai người cưới nhau về, vợ em có ghen không? Nhiều quá. Phải. Nhiều quá. Dạ. Thí dụ. C'est pour qui em làm việc. Bà khách là con gái. Chúa ơi. Dạ, xin lỗi. Em không có ghen, em chọc thôi, giống như là tại nhà em nói là xấu quá nên phải cẩn thận với Michael, coi chừng là có người khác cua. Tại xung quanh tụi em làm bên dịch vụ ăn uống thì con gái rất là nhiều, ảnh ra nói chuyện này nọ thì em cũng chọc vậy thôi. Dạ. Michael có ghen vợ không? Dạ, một chút. Một chút. Một chút.
Có à. Kể chuyện nghe, có lần nào mà ghen mà em thấy không? Có, là lúc em làm ở, em còn đi làm ở chỗ khác ảnh á. Là cái quán đó, quán BBQ thì có cái anh Tây đó. Ảnh là quản lý, ảnh cũng thích em, nó thích thích chơi vậy thôi. Cái mỗi lần Michael tính đón em là cứ bịt khẩu trang, cầm cái hút hút gầm gừ giống như nhìn muốn đánh lộn vậy đó. Anh nói với em, anh Tây ở trong đó nói chồng, mày nói chồng mày á, mở khẩu trang đi, tao sợ quá, tao đâu có làm gì mày đâu. Cái em hỏi ổng sao, ổng nói là hình như thằng nó thích em sao, ổng sợ, ổng phải làm vậy cho nó dữ lên. Anh thấy Michael là người vui tính, vậy thì em và vợ em có hay cãi lộn nhau? Nhiều lắm. Nhiều lắm không? Một ngày, ba lần. Ba lần. Có không chồng? Dạ cũng có, nhưng mà có nhiều cái mình nhạy cảm mình không có nói ra được. Dạ. Michael có lớn tiếng với chồng không? Nụt. Hình như là em không, chứ anh không có. Một chút. Có quýnh vợ bao giờ không? Em à, cũng sỏi. Không châu. Bá sao làm. Quýnh đau. Quýnh đau không? Quýnh đau không? Quýnh đau không? Đó. Nhìn là thấy con chuột là hơn hả? Michael, anh muốn hỏi em là cái tật xấu của vợ em là gì? Ghen. 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 Dạ. That's it. Hết rồi. À, hết rồi. Trời ơi, có nhiêu thôi hả? Chắc 10 tháng chưa có lòi ra hay sao? Bà xã là số 1. Ừ. Bà xã là số 1. Bà có tật xấu gì không? Dạ có nhiều lắm. Ví dụ? Khó tính như là ông già vậy đó chị. Ví dụ như em dạy trẻ chung thì thích nghe nhạc Quang Lê. Nghe không biết hiểu không mà cứ phải nghe lắm. Ồ vậy hả? Dạ nghe nhạc Quang Lê. Rồi mấy nhạc hồi xưa gì đó, Ngọc Lan, rồi thích nghe nhạc gì đó. Rồi xong rồi ngủ thì không cho em mở máy lạnh, không cho em mở quạt. Trời ơi. Lạnh, kêu lạnh mà em nói là ở bên Pháp mà về đây mà kêu lạnh. Xương không mà sao không lạnh được. Xong rồi cái gió mà quạt, em nói vậy phải chỉnh quạt của em, ông nói đừng chỉnh của ổng. Em có mong muốn chồng em thay đổi gì không? Dạ có, một cái duy nhất không hút thuốc á. Ồ, mày còn hút thuốc nhiều lắm hả? Cũng phải nhiều. Một ngày mấy gói? Một gói maximum. Bây giờ Châu muốn Michael thay đổi. Em use có thể. Chưa có thể. Why? Khi nào? Khi nào chưa biết. Không, stop thì có thể là từ từ. Nhưng mà bớt á, giảm á. Less giảm cigarette. Á, giảm. Ok. Thế em mong muốn vợ em thay đổi điều gì? More quiet. Nói ít một chút á. Relax. Bình tĩnh, để nóng tính á. Thì bây giờ em bỏ thuốc lá đi, rồi bên này bình tĩnh. You stop cigarette and we calm down. Chắc chưa? Ok, ok. Ok, chúc hai người hạnh phúc. Dạ, em cảm ơn anh chị. Forever. Yeah. Bye bye. Ngay mặt lại có một rùa to đùng là em ghét rồi. Mà tự nhiên nhảy qua xe của ông chạy nào luôn. Anh đã hiểu được vấn đề rồi. Chừng nào nó có chừng nó bị yếu sinh lý. Vì không mà sao nói gì cũng cười. Anh nghĩ em bị khùng á. Có dạng khó cua rồi. Có cái tật là rất là nghiện shopping. Cầm nguyên cái lượt chỗ thẳng vô mặt em. Bưng em lên rồi đập em xuống như này em. Không biết cặp cô dâu chú rể đầu tiên sẽ mang đến cho chúng ta câu chuyện gì đây? Họ sẽ chia sẻ cho chúng ta những cái điều gì vui, những gì hạnh phúc trong cuộc sống của họ. Thì ngay bây giờ xin mời quý vị cùng dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ chào anh, chào chị. Mời chú rể giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Hoàng Dũng, em là nhân viên văn phòng. Dạ năm nay em 26 tuổi. Còn em? Dạ em tên là Trúc Phượng, năm nay em 25 tuổi. Hiện tại em là nhân viên văn phòng ạ. Các bạn có biết là các bạn có một cái nét đẹp gì rất là lạ. Thực sự có đúng không? Đẹp cả chồng cả vợ. Đẹp mà đẹp lạ đó. Không phải là đẹp lai. Hai bạn gặp nhau trong cái trường hợp nào? Vợ em á là bạn của bạn thân em. Bạn thân em muốn cua vợ em mới dắt vợ em đi uống cà phê và rủ tụi em đi chung. Thì lúc đó em gặp vợ em có chưa có cảm giác gì hết á. Rồi lần thứ hai là bạn em rủ vợ em đi coi phim thì cũng rủ tụi em đi chung. Thì gặp vợ em lần thứ hai với bạn em có cảm giác nó lạ lắm. Giống như là mình cảm giác đây là có phải là người bạn đời của mình luôn rồi. Có như là giống như gặp nhau trong tiềm thức rồi đó, phải không? Dạ. Rồi sao? Em còn sao? Em thì lần đầu tiên em gặp chồng em thì em không có ấn tượng gì hết á. Thậm chí là em không ưa luôn. Tại vì chồng em cái kiểu cách rất là chảnh chọe. Em thì lại không thích những người mà châu chú quá. Nói chung là tôi nhìn cái đầu rồi tôi biết điệu rồi đó. Dạ tại vì em có tóc thì em phải làm cho nó mượt. Đúng. Em nói thôi, em đừng nói gì anh thường anh buồn. Nói chung là ảnh cũng bóng và bóng tóc. Tôi thì bóng cái mỏ ác. Khác nhau đúng không? Tụi quen nhau ở đâu? Dạ cái gặp nhau là đi tụi em đi coi phim.
Xong rồi lúc về là lúc đó em có cảm giác rồi. Và rồi lúc về đó em với vợ em với tám bạn đi ăn cơm gà. Thì trong lúc quán em thấy em nói cái gì vậy cũng cười. Nó bị gì không mà sao nói gì cũng cười. Anh nghĩ em bị khùng đó. Có chết mình không ta? Cái qua ngày hôm sau lên Facebook Messenger em chat liền. Cái đầu tiên em quăng cho vợ em là một cái câu tục ngữ. Giàu đổi vợ sang ê giàu sao giàu vì bạn sang vì vợ. Đúng rồi đó. Là ý em muốn nói gì? Dạ không biết, từ lúc em gửi đại. Em chưa nói chuyện với anh này bao giờ đó, chị đi ăn uống chung với bạn bè thậm chí cũng chưa nói chuyện đó, tự nhiên nhảy vô Messenger em nói gì á. Em thấy lãng xẹt luôn. Tại vì không biết nói gì, đầu tiên là cứ khoan cái câu đó đại để mà có chuyện để nói. Có ấn tượng chưa? Dạ chưa. Tại vì ngay lúc đầu là em không có thích anh này. Dạ không mưa luôn á. Rồi xong rồi cái cách ảnh nói chuyện rất là lôi cuốn. Đặc biệt là ảnh rất là vui vẻ. Em thì lại đặc biệt thích người như vậy. Tức là nói chuyện rồi thì bắt đầu mới là ấn thấy, tượng. Dạ ấn tượng cả. Ê, là cách nói chuyện vui vẻ. Lúc nào cũng quăng mỗi câu tục ngữ cây dao để mà chào đầu hết trơn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Cái ngày hôm đó là em quăng cái câu tục ngữ. Nhưng mà trong quá trình nói chuyện á, thì em nói chuyện về nhân tình thế thái, nói chuyện về cái nhạc. Tại em mê nhạc lắm, nhất là nhạc Trịnh Công Sơn và những nhạc xưa. Lần thứ hai là câu gì? Lần thứ hai là lúc đó vợ em làm ngành du lịch. Em nói là để thôi để anh chở em đến sân bay để em đi. Vợ em nói là không được, em đi với bạn. Là em có nghi ngờ rồi. Lúc mà vợ em đi du lịch về, xong rồi em lại hẹn vợ em đi uống cà phê nữa. Mà vợ em không đi. Vợ em nói vợ em bận. Em biết cô này là cái này cũng dạng khó cua rồi. Thế là em mới về em mới suy nghĩ. Nên em cứ từ chối vậy, không thích tiếp xúc. Cái em về mới suy nghĩ trong đầu là cái này phải, cái gì nó phải lâu dài mới được. Em nói với vợ em thôi giờ để em chở đi học đi. Là mỗi ngày á là 5 giờ chiều em đi làm về. Là chở vợ em là từ quận nhất về Tân Phú, xong em chạy nhà em tắm rửa, xong quay ngược lại Tân Phú em chở em vợ em về. Lúc nào thì cô ấy bị ngã gục trước em? Sau một tháng đó là vợ em dính luôn. Chuyện tình lãng mạn này nó kéo dài đến bao lâu thì hai bạn mới cưới nhau? Chính thức mà nói tiếng quen nhau thì mới 1-2 tuần thôi. Xong rồi với lại em cũng chưa biết anh này, chưa tìm hiểu nhiều á nên chưa dám dẫn về nhà. Thế là anh cứ đưa đón mà đứng ngay đầu hẻm á. Thì xong rồi một ngày nào đó cái em không biết sao ba em bắt gặp. Rồi ba em bảo là thôi con quen ai con dẫn về nhà ra mắt ba mẹ. Xong rồi thế là ba em còn dặn là kêu nó về nhà rồi phải mang bia qua đãi mấy anh chị. Không có mang không? Dạ có. Em mang một thùng bia qua. Xong rồi nhậu xong em kéo thêm một cái bia về uống nữa. Lúc đó bên vợ em mới biết là em là dân nhậu có hạn. Rồi sau đó thì là có cưới liền không hay như thế nào? Dạ chưa cưới chị. Bao lâu thì mới cưới? Chừng một tháng sau là hai bên gia đình gặp mặt nhau rồi hai gia đình bạn truyền cưới xin luôn. Ủa có nghĩa là coi như trong là... vòng con tháng thôi hả? Dạ tụi em quen nhau có một tháng thôi. Trời ơi tưởng đâu xa xôi lắm, coi như quen có một tháng trời cưới luôn mà tôi tưởng đâu mấy năm mới cưới. Ủa có em là bây giờ là tụi em lấy nhau được bao lâu rồi? Tụi em lấy nhau tới nay được 7 tháng rồi. Lâu ghê luôn nha. Lâu quá lâu luôn. Quen một tháng rồi cưới nhau liền, vậy thì các bạn có thấy là mình đã hiểu nhau hết chưa? Dạ hiểu chứ anh. Trong một tháng là hiểu nhau hết luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà sao lại phải lấy sớm như vậy? Tức là vì bên gia đình vợ yêu cầu hả? Dạ không, có bên gia đình vợ và gia đình Việt Nam luôn. Là hợp nhãn các ông bà cụ rồi là xong là các cụ cho cưới luôn. Dạ. Rồi thì hai bạn quen nhau một tháng là lấy nhau. Cho nên là chắc chắn là sau hôn nhân các bạn có nhiều cái để mà vỡ hòa về nhau. Vỡ hòa không? Từ lúc lấy nhau giờ đã cãi nhau bây giờ chưa? Dạ rồi. Lúc mà nóng á, chồng em la lớn lên rồi xong đi một vòng mà về rồi hai người ngồi lại nói chuyện với nhau. Ngồi hoài. Dạ. Chưa có bể một cái gì trong nhà. Dạ chưa. Vậy tại vì chồng em có quan điểm là tiền bạc mình cất công mình làm mình mua. Đúng. Không lẽ bây giờ mình lại đem đổ xong đổ biển mình đạp bể. Đúng rồi, đó là văn hóa hôn nhân đó. Vậy là văn hóa hôn nhân đó. Mình rất thích những ông chồng mà mỗi lần giận lên chúng ta sẽ có một cái cách giải quyết làm sao cho nó văn minh. Và phải tiết kiệm. Chứ giận lên đập nát đồ hết trơn, không có tiết kiệm. Rồi, và bây giờ nè, ông chồng em có cái xấu gì không? Chồng em thì có cái tật là rất là nghiện shopping. Hễ thấy chỗ nào sale á là cứ đang đi trên đường cái nhào vô triết là tủ đồ cả nhà cả đây, trong khi em thì lại thích lấy tiền nó đi ăn hơn. Một người thích ăn, một người thích sắm đồ. Dạ. Tại vì em có một quan điểm á là lúc này giờ mình có tiền thì mình mua, để sau này ví dụ là ngày Tết đi mình không cần phải mua sắm nữa, mình dùng cái tiền đó mình cho những cái khoản khác nó hay hơn. Ngoài cái thú vui thích đi shopping, em còn một cái thú vui nào khác nữa không? Ngắm gái đẹp. Dạ. Chị cứ hỏi thì sợ em buồn á, chị muốn hỏi ai vậy em nói trước luôn. Cái đó là em biết. Tại vì em ngắm gái đẹp ở đây để em coi tìm cái vẻ đẹp nào đẹp hơn vợ em nữa hay không. Mà tìm không có ra. Dạ đúng rồi.
Vợ gì quá đẹp rồi đúng không? Dạ. Mới 7 tháng mà cho nên là bà rực rỡ lắm. Nhiều khi cầm điện thoại á chị, cái lướt Facebook rồi xong rồi thấy cô nào đẹp đẹp dừng dừng lại. Mà xong giấu em đi ngang cái em địa vô. Cái em thấy trời ơi coi hình gái. Cứ vậy, cái thấy em đi ngang cái lướt qua. Cứ lướt qua vậy á. Em có khó chịu với cái hành động mà lén lút xem mình dạ có gái đẹp không? Dạ có. Rồi thôi bây giờ hỏi em nè, vợ em thấy có khi nào mà nổi cơn ghen với những cái điều đó? Dạ có với anh. Cái ghen mà dữ nhất á là ghen mà dữ nhất của vợ em á là nhéo rồi giọng rồi quýnh. Em đang coi cái hình em đi qua vợ em á, trời nhìn nhỏ này nó đẹp hơn em quá. Cái vợ em không cần nói gì, cái tóc dính trên mặt thì đừng mặt em rồi xong cài mặt em luôn. Em thì cái tính em chọc là em hay quạo rồi em đánh. Trời đất ơi. Tức là bây giờ là em là bạo lực với chồng đó phải không? Dạ. Nghĩa là chuyên môn là em bị vợ em bạo hành đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Dữ không? Dạ vợ em trước kia thì không có giữ lời gọi điện thoại là em mê lắm. Tại vợ em hay nói dạ thưa rồi. Chứ sau khi cưới ông rồi cái từ dạ thưa không còn nữa. Không còn nữa. Dạ. Hay vào đó là cái gì? Đi đâu? Làm gì? Thay đổi vậy. Đây nè, em hãy kể cho mọi người về vợ em đã từng bạo hành em như thế nào. Dạ là có lần là em đang nằm coi cái Facebook, em mới nói sao nhìn nhỏ này giống người yêu cũ của anh quá. Cái giờ em đang đứng chải đầu, cầm nguyên cái lược chỗ thẳng vô mặt em. Xong cầm mấy gói xung quanh quýnh em túi bụi luôn. Rồi xong vậy em nói là không nói chuyện trong vòng một tháng nha. Không nói chuyện với em trong vòng một tháng. Dạ. Tức là vợ nói vậy đó. Dạ. Rồi mà có thực thi không? Dạ không, mới có 5 phút nói lại. Em chịu được không nổi. Nhưng mà mỗi lần bị vợ em bạo hành em chia sẻ với ai trong gia đình? Dạ em chia sẻ bức tường. Vậy hả? Tại vì giờ chưa đầy 5 phút mà nói chuyện lại, giờ em chia sẻ với ai. Vậy hả? Có khi nào mà em bị vợ em đánh đau á, em phải mét mẹ của vợ em không? Để đánh đau thì em cọc lại. Cọc lại em làm cái gì? Có đánh lại không? Em mét đau. Mét đau luôn á hả? Cũng đâu có vừa đâu anh. Em chọc em đánh rồi ảnh hả cứ bưng em lên rồi đập em xuống cái nệm vậy đó. Trời ơi, có lần mẹ hả đi chơi Vũng Tàu á mà cũng chơi cái trò này á mà nứt cái giường của người ta luôn. Ừ. Sau cái mét đau đó là làm gì? Dạ dạ em đứng lên cười. Rồi cười nhưng mà có gì không. Nữa không? Dạ em không biết nữa, cứ cười đúng 5 phút mà ngưng. À, em có đụng chai dây không? Hai chồng ngộ ha, dẫn qua dẫn lại xong em đứng cười. Em có cái tật là em dễ cười lắm. Mà mỗi lần mà em vô cái chủ điểm cười cười là em cười có thể 5 phút rồi em mới ngưng. Dạ. Rồi còn tiền bạc ở nhà ai là người quản lý? Dạ vợ em. Vợ em chi tiêu cái tiền đó có hợp lý không? Với đầu hai đứa sống chung thì cũng có cái sự cãi vã về vấn đề đó. Là vợ em nó dạng như là tin tưởng bạn bè lắm. Là khi bạn nó khổ thì cho bạn nó mượn thì em đồng ý. Nhưng mà sau nhiều lần em biết được là thực tế là không có như vậy, mà người ta chỉ lợi dụng tình cảm đó thôi. Thì em nói vợ em không chịu, vợ em cứ cãi lại. Tại vì nhiều khi á, bạn bè gặp mình cái xong rồi nói mẹ bệnh hay là khó khăn lúc đó em thì em cầm lòng không nổi. Có nhiều tiền á, cái mình cho bạn mượn. Cho mượn? Dạ. Có lấy lại được không? Dạ không. Cho tới bây giờ lấy lại được chưa? Dạ không ạ. Nếu như có một bạn nào đó là bạn của cô dâu hiện giờ nếu vẫn chưa trả tiền cho cô này thì tôi mong rằng là nếu như theo dõi chương trình này rồi nếu bạn làm ăn khấm khá thì bạn làm ơn bạn trả lại cho vợ chồng người ta nha. Đó. Rồi bây giờ hai bạn nè, nếu cho một cái điều ước thay đổi á, bạn muốn chồng bạn thay đổi gì? Bớt nóng tính, bớt la làng khi mà... La làng chói lói hả? Dạ đúng rồi. Khi mà cãi lộn xong rồi nóng lên cái dễ muốn sao cứ sùm lên vậy á. Em thì bạn muốn sao lúc em trả lời sao? Em im luôn. Chồng em càng nóng thì em lại càng im. Mà em càng im thì chồng em càng nóng lên nữa. Bữa nay em thử nói lại coi. Còn ghê hơn nữa đó chị nói. Em cứ im luôn đi, coi như giữ được cái tính nó giữ luôn đi. Chị có ước gọi là muốn thay đổi là cái vụ mà la làng cho nói. Dạ với lại không? Bớt shopping lại giùm em. Còn em sao? Thì em muốn vợ em dẹp bớt cái tôi của mình đi để hai đứa có thể hòa giải với nhau sống được. Để vợ em có cái tôi lớn lắm. Cái tôi đó là cái gì? Là dù đúng hay sai thì vợ em vẫn cho rằng là người sai. Ừ. Còn dạ. Nếu mà em cãi là em đúng là em bị quýnh đúng không? À, hai đứa lại cãi thêm nữa. Em có nghĩ là em nên thay đổi cái tôi này không? Dạ em nghĩ chắc là có. Nên thay đổi dạ. Đúng không? Mình bỏ những cái đó đi. Dạ. Vừa giữ cho mình vừa giữ cho đối phương. Đúng không? Dạ đúng. Thôi bây giờ trước khi chia tay với hai bạn thì xin chúc cho hai bạn cuộc sống ngoài cái chuyện là hạnh phúc sẽ có một đứa con chào đời. Dạ, Mai Thế Tâm, năm nay 34 tuổi. Em đang công tác trong lĩnh vực truyền hình. Em xin giới thiệu em tên là Như Ngọc. Năm nay em 24 tuổi. Em vừa mới tốt nghiệp trường sân khấu điện ảnh. Ồ, em học khoa nào?
Dạ em học khoa đạo diễn. Ồ, người này thì đã cộng tác bên lĩnh vực truyền hình. Nhưng mà em làm bên truyền hình, nhưng mà em làm cái ngành nào? Dạ em làm bạn này chỉ đạo em ạ. Rồi, chúc hai vợ chồng qua năm mới sẽ có một tác phẩm điện ảnh nào đó phục vụ cho công chúng. Con em làm diễn viên đó là được. Cả nhà cùng làm phim. Có con chưa? Dạ em có một bé gái năm nay được 13 tháng. Tâm và vợ Tâm gặp nhau trong trường hợp nào? Em với vợ em thì là gặp nhau ở trong trường sân khấu điện ảnh. Học khác khoa nhưng mà trước một năm thì vợ vào sau. Đầu tiên em ấn tượng xấu lắm. Nhìn thấy một cô bé lép, siêu mỏng luôn. Tivi màn hình lép à? Màn hình lép luôn á. Em cứ tưởng là học diễn viên cơ. Thế em bảo, ủa bé này sao học diễn viên mà nhìn nó như cái xào ấy. Nhìn nó chán chết được. Hồi đó mỏng mỏng là mốt chị ơi. Trời dạ. Mình dây mà đúng không? Thế còn dạ. Em thì khi nào thì em mới gặp ông này lần đầu tiên? Lúc mà em đi giúp bài tốt nghiệp cho một chị lớp trên. Thì em trong tổ hậu cần. Anh Tâm thì trong tổ thiết bị. Ấn tượng rất là xấu tại vì vừa già vừa dữ mà nói chuyện không có duyên. Không thì... có duyên sao lấy. Em trong tổ hậu cần thì em chuyên phục vụ nấu ăn rồi cơm nước. Có một buổi thì em gọt xoài cho mọi người ăn tráng miệng. Anh giật lấy trái xoài nó hơi gọt xấu quá, đưa anh gọt cho. Cái trái xoài người ta ngon thế mà cái dao cứ bạc này như chó gặm á. Dạ, quê tập đầu rồi lần thứ hai đang trên xe di chuyển thì em ngồi trên cái thùng nước. Lập tức ảnh đứng anh chỉ tay đi xuống. Em trợn mắt em nhìn không hiểu gì hết. Nước của đoàn uống không được đặt đít ngồi lên. Thế là quê tập 2. Dạ. Bình nước cả đoàn uống thì để cái mông lên. Trời ơi. Có lần thứ ba à, lần thứ ba hả chị? Chắc của ảnh á. Em cứ sai kiểu là em cũng chọc thôi chứ không phải là sai. Thế mà ngốc mang nước cho diễn viên. Ngốc mang nước cho tổ thiết kế. Ngọc mang nước cho đạo diễn kìa. Ừ. Thế xong là lần thứ 4 thứ 5 em nói Ngọc ra đây bảo. Em bảo xoay tay ra. Thế em nắm tay. Ui tay đẹp thế. Thế xong là mà cái này rồi có bảo có ghét lên lần thứ 6 không? Không, lại cần bén lén đi ra. Thế mới sướng. Anh thì cứ nghĩ là Tâm lại kêu là Ngọc là đây chân thơm miến. Không, nói thế là không được. Mình phải lừa. Mà em lừa 3-4 lần luôn á. Em làm lại y như vậy gói, em diễn tả Ngọc. Y như vậy gói. Ra đây bỏ. Cho đây ra. Vui tay đẹp thế. Thế mà cũng thơm. Không, cái lần thơm lúc đó thì chưa được. Tại vì cũng nói là hơi sợ đến lần thứ 4 mới thấy có cảm giác mà chị. Khi nào mới thơm? Thơm hả? Thơm thì nó cũng buồn cười lắm. Giao tầm. Thì tụi em cũng qua lại rồi xảy thì từ từ có tình cảm. Thế hôm đó quyết định đi tỏ tình. Vợ em thì hay em đặt lắm. Ra mua bánh tráng trộn, xoài đủ các thứ ở dưới hồ đá. Thế hai đứa ngồi cho cô ngốn hết cái mớ đó thì thế xong là ê làm bạn gái nhá. Thế là cũng lại em thấy lặng im xong là 3 giây sau thấy gã đầu vai rồi anh. Lúc đó nó dần dần nó sướng. Nhưng mà nó ác một cái là em có ăn xoài cho mắm nêm. Đau lắm. Em mới hồn cái không bao giờ em quên cái mùi mắm nêm đâu rồi. Nó được gọi là nụ hôn mùi mắm nêm tỏ tình mà ê là mà gan nha. Quá ấn tượng rồi. Có dạ. Cái lần nào mà cũng ấn tượng như vậy nữa không? Ấn tượng hơn nữa. Lúc mà cầu hôn em á, xa nhau khoảng 3 tháng không có gặp mặt, chỉ gọi điện thôi. Thì tự nhiên bữa đó buổi tối thấy anh xuất hiện mặc quần cục áo thun, không có giống gì đi cầu hôn, như là đi chơi ghé qua vậy đó. Xong rồi anh đưa ra một cái chiếc cốc sâu ỉnh vẽ hình một con heo mập ú ở trong đấy, xong rồi có một cái hai bàn tay ôm lại nhìn rất là xấu kinh khủng. Em chưa thấy cái ly nào mà xấu như vậy. Ở trong đó có một tờ giấy ghi em đồng ý làm vợ anh nhé. Thế là đủ rồi. Nó xấu lắm anh ơi, em tại không vì... nghĩ nó là dùng để dành cầu hôn luôn á. Nó không có lãng mạn, mặc dù cái khung cảnh nó rất là lãng mạn. Lúc đó thì em mới có 21-22 tuổi hà. Còn nhỏ xíu, còn ham chơi với lại nghĩ trời giờ cưới chồng xong ở nhà cơm nước bếp nút này nọ em chưa có muốn, thôi để từ từ. Lúc đó phản ứng của ông xã sao? Em thấy đang cười tươi lắm nhưng mà xong rồi bất ngờ tản tòn rồi. Coi như mất hết cái món quà mà tự tay mình. Bây giờ cái heo nó còn không? Còn chứ. Cái ly anh có, đi, dạ còn. Em để dưới rồi, để em đi lấy. Rồi. Đây cái ly. Để con có sao đây là sản phẩm. Rất là đẹp, hai bàn tay em ốp rồi trong con heo sau có điểm chỉ luôn.
Là em tuổi heo hả? Dạ không, em tuổi con ngựa nhưng mà... Tại vì anh như heo nên em đặt là heo. Rồi xong lúc em có quê rồi em thôi luôn ý định đó không hay là sao? Không, tụi em quen nhau tới 4 năm. Thế nhưng mà thì cũng vì cái chuyện vợ em chỉ có học thôi chứ không biết làm gì cả. Em chỉ hoài mà không nghe. Thế nên em cũng hơi chán. Lần cuối cùng thì quyết định chia tay, không phải là vì không thương mà em quyết định chia tay để cho là nhận ra và học hỏi thêm nhiều. Thì cái hôm chia tay đó cũng sướt mướt lắm, cũng khóc lóc. Thế xong mà em có một cái câu nói của vợ em mà em nhớ nhất bây giờ, mà đó là cái yếu tố mà cũng rất là quan trọng để mà tụi em tiến đến hôn nhân. Thì vợ mới nói em một câu là: quen em coi anh như là ba của em. Thì em nghĩ là em là người rất quan trọng với vợ, và vợ cũng rất là cần em. Nhưng mà là có cầu hôn như thế nào để vợ đồng ý không? Có, về nấu ăn cho cả tháng rồi á. Ai nấu? Em. Đó, sao Ngọc? Ngại quá. Anh nấu cho em ăn một tháng trời và liên tục rỉ tai cái chuyện mà cưới anh đi cưới anh, em sẽ được cái gì dàn trải sắp xếp hết, cuối cùng em phải động lòng anh. Động lòng? Dạ. Tại vì em nghĩ là vợ thì còn nhỏ, 22 tuổi thôi. Nhưng mà em thì 32 rồi. Mà bây giờ em không cưới nữa, sau này lấy răng đâu mà nhai cơm cho con. Đúng không? Thế thì em phải tính cho em nữa. Nói chung là em có sự thuyết phục. Nhưng mà bây giờ là lấy nhau rồi thì cái cuộc sống nó đã thoải mái chưa? Cô này đã phụ em trong công việc nhà được chưa? Ui, vẫn thế chị ơi. Đã phụ một chút xíu. Cái Tết năm nay là ai là người chuẩn bị Tết? Năm vừa rồi á, thì là hai vợ chồng ở đây ăn Tết ở ngoài Bắc bao nhiêu năm nó quen rồi. Thì là em bày ra làm giò chả bánh chưng tất tật như là ngoài Bắc, nhưng mà vợ không làm được cái gì cả. Mình làm hết. Em bảo là rửa lá bánh này, em chỉ cho rửa mặt trong mặt ngoài. Đến lúc em kiểm tra cái gân lá còn nguyên đất, em bảo tại sao rửa này còn nguyên đất này, em bảo thì anh dặn em là rửa mặt trong mặt ngoài, em rửa mặt trong mặt ngoài, có dặn em rửa cái gân đâu cũng nhiễm máu không? Xong rồi em bảo thôi thế thì cắt cái thịt đi anh, ra khổ rồi đó, xong cứ cắt cho nó to to vào để mới gói được bánh chưng. Lúc sau em rửa xong lá, cắt xong chưa? Gần xong rồi, đẹp lắm anh. Cắt ra nó to thật nhưng mà nó mỏng như tờ giấy. Làm sao mà gói được bánh chưng? Phải đi mua thịt khác á. Lại phải đi mua thịt khác, xong rồi mới chỉ là cắt như này phải dày ra thì mới gói được bánh chưng ở kia. Rồi lúc chuẩn bị thì có thấy bực ức không? Lúc đó cũng bực, tại vì làm của mình gói xong bánh chưng bỏ lên nồi xong mới đi xào giò, thì em xào được mẻ giò thủ á. Thế xong là đến mẻ thứ hai bảo đấy em cũng đã nhìn thấy anh làm chưa, thì cứ thế làm theo như vậy. Thế em lên em bó xong thì ngồi ung dung ở trên bàn vẫy đùi chơi iPad. Đến lúc mà em thấy mùi khét khét, thế là nó chạy bổ nhào xuống. Em xuống thì cái mặt bên dưới của thịt ấy nó thành tóc mỡ đen thùi lùi, còn mặt trên vẫn sống. Điên xong rồi, lúc đó là cái lúc mà em bực nhất. Bác nằm sắp đánh ba roi. Lúc đó ngày Tết thì em cũng tế nhị, em không nói, em bảo đúng là đồ bạn con thỏ. Rồi. Lúc bị chồng mắng với em có tuổi thân không? Dạ có chứ chị, tại vì không phải là mình đoán mà là mình có cố gắng, nhưng mà ảnh không có thấy được cái sự cố gắng đó của mình. Có là mình thấy. Mặc dù cái sự cố gắng của mình so với người ta nó không có cao. Không có thiên bẩm về vấn đề là nấu ăn đúng không? Em nghĩ không phải, em rất là có năng khiếu về việc làm món ăn vặt nha. Bánh bông lan, hộp vịt muối hay là rau câu, bánh lăng gì em làm ngon lắm. Cái đó không bao giờ em ăn. Nghe nè, thấy Tâm thì lớn hơn em là 10 tuổi hả Tâm? 10 tuổi. Và nãy giờ có vẻ như Tâm là kèo trên á. Đúng không? Đúng không? Dạ. Mỗi lần như vậy mà làm hư một cái gì á, Tâm coi như là Tâm quát. Có cái nào mà quát mắng không? Giống bị có bị bố mắng thường xuyên không? Bị mẹ mắng á chị. Đâu bố này mẹ. Dạ đây Tâm. Hai mẹ ruột và mẹ Tâm. Em mới ba mấy mà giống như bây giờ em phải nuôi hai đứa con. Một đứa 13 tháng, một đứa 23 tuổi. Nhưng mà em mắng vợ em sao mà vợ em nói là giống như mẹ mắng à? Y chang cái vụ mà rửa rau, em rửa theo ý của em, miễn sao em cảm thấy sạch là được. Nhưng mà ảnh lúc nào thấy em chuẩn bị làm gì là ảnh đứng, ảnh chắp tay xuống đít chỉ đạo, rửa dày dày, làm dày dày. Quê, tức, khó chịu, làm khác lại chơi bỏ ghét. Nhưng mà cái hành động mà ông chồng chắp tay sau đít đi tới đây lui, ông nhìn dòm ngó xong một quát á. Bây giờ mọi người có muốn nhìn là thấy hành động không? Đâu đâu phải đứng lên chắp tay sau đít đi tới đây lui quát. Rửa về sao sạch. Đây này, cái này phải lật như này nọ. Ông rửa đi. Nãy giờ nghe Tâm nói xấu về vợ vậy, nhưng mà cái mặt rất là yêu.
kiểu mà nhìn cái đấy em cứ nói vợ em thế, em rất là say đắm đó. Đương nhiên là ngoài bên cạnh những cái đó thì vợ em phải có những cái điều mà thiệt là dễ thương thì em lấy đúng không? Không thì lỡ rồi chấp nhận. Thực ra thì vợ em ít tuổi thế nhưng mà biết suy nghĩ cho gia đình. Mặc dù là ở ngoài Bắc á, thì cái chuyện mà con trai miền Bắc mà lấy vợ là người miền Nam ấy, thì những cái phụ huynh người Bắc á, người ta sẽ khắt khe hơn. Thế nhưng mà bố mẹ em thì rất là ok, dạ, rất là ngoan, không bao giờ đâu. Thôi bây giờ nè, có một cái điều bất ngờ dành tặng cho hai vợ chồng. Mời hai vợ chồng đứng lên kiếm coi trong cái bó bông này có cái gì. Ê có. Yeah. một cái thôi. Rồi xin chúc hai vợ chồng em một năm mới cuộc sống gia đình luôn luôn hạnh phúc và sẽ thành công với tất cả những dự án ấp ủ gì của hai vợ chồng nha. Dạ, em cảm ơn anh chị. Bây giờ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên đến với chương trình này. Hai bạn cứ tự nhiên, cứ xem như đây là gia đình của hai bạn. Dạ, em là tên là Trần Nguyễn Minh. Hiện nay em 32 tuổi, em đang làm quản lý. Còn em tên Trần Kiều Thi, năm nay em 22 tuổi. Em đang là sinh viên năm tư trường Đại học Sài Gòn. Em hơn vợ em là 10 tuổi đúng không? Dạ. Vậy thì cơ duyên nào mà hai người gặp nhau hay gì? Em có để ý thầy giáo của em, rồi em muốn đi tìm hiểu thông tin về thầy. Em có add nick một số bạn của thầy, thì trong nhóm bạn đó là có ông xã em hay à. Tới khi mà em học lớp 12, em có một số vấn đề vừa gia đình rồi vừa thi cử nữa, thì em bị rơi vào trầm cảm, không muốn sống nữa, chuẩn bị sẵn thuốc men hết trơn rồi. Tính đi lên trên mạng chào mọi người, cái tự nhiên là có một cái nick lạ quơ lạ quá nhảy vô hỏi em bé nào đây, cũng nói chuyện. Sau đó thì em cũng có nói với ảnh là nói chuyện với thầy xong là con đi chết đây. Tôi nghĩ là chắc là nói đùa, không thể nói thiệt. Sau đó anh cũng khuyên, anh vẽ ra đủ thứ lý do để cho em yêu đời, để em sống á. Nhưng mà lúc đó bướng lắm, anh cứ khuyên mà không chịu, thế là anh cáu lên. Thế là anh nói rằng là sống chơi với anh sướng như thế này này không chơi. Rồi vậy đó hả? Không thể là tự nhiên em bình tĩnh, cái em kêu hay là thử sống thêm chút xíu nữa đi, thử coi chơi với cái anh này coi có sướng thiệt như anh nói hay không. Rồi chừng nào thì hai người mới gặp nhau? Qua ngày hôm sau, khi mà em tới thì đúng lúc đó là ảnh đang chơi bóng chuyền. Em cũng không biết ảnh là ai nữa. Em vừa coi em vừa nhắm đối tượng, cũng nhắm chúng anh này rồi. Gần như hai người này có một cái sợi dây vô hình giống như là duyên tiền định cảm, hình giao cách cảm đúng không? Nhưng mà sao em biết đây là đối tượng của mình? Thì sau đó rồi khi mà đội bóng chuyền chơi xong, bắt đầu là em gọi điện thoại. Thế là ảnh vừa kể trần như thế này này, mà ảnh vừa nghe điện thoại em biết là đúng là đối tượng của mình rồi. Mà lúc đó ảnh có một cái điểm rất là hấp dẫn, đó là ngực của ảnh có lông. Sao khác người vậy? Không biết sao nữa mà từ trước tới giờ em cứ nhìn thấy người đàn ông mà ngực lông lá là em thấy gớm lắm. Sau khi nhìn một người đàn ông cái ngực không có lông thì trong đầu em nghĩ tới là cái gì? Em muốn có con với ảnh. Trời ơi. Wow. Gặp một người đàn ông ngực không có lòng, tự nhiên điều đầu tiên lóe lên trong đầu của mình là ồ, em muốn có con với anh. Thôi, ngoài cái ngực của anh không có lông thì lúc đó cơ thể của anh em cho là bao nhiêu điểm? Chừng 8 điểm thôi. Là được 8 điểm là sao? Về độ hình thể. Núi hay là không, anh không có núi đâu. Lúc đó anh có 64 kg. Bây giờ dường như em có vẻ không đủ 64 kg đúng không? Dạ, từ hồi mà em lập gia đình xong em được bà xã chăm sóc thì nó tụt xuống 4 kg. Cái thời gian mà hai bạn quen nhau rồi đó, có cái gì mà hai bạn ấn tượng? Hôm đó thì ảnh chở em về giới thiệu với nhà ảnh. Trên đường về thì ảnh có mới chở em vô một cái nhà thờ, nó hình chiếc vuông miệng rất là đẹp, rồi có đàn nai. Em mới nói ảnh là chụp hình cho em. Đang chụp hình cái là tự nhiên cái ảnh đứng ngay người ra. Em gọi 2-3 lần ảnh không chịu nghe, cứ đứng ngay người ra vậy nè. Thế là em điểm theo cái tia mắt của ảnh, em điểm rồi phía sau lưng. Thì em ghi nè, thấy phía đằng sau lưng em hai chị. Wow. Rất là đẹp. Em ghen lên, em mới bảo rằng là tại sao đang chụp hình cho em mà anh lại đi nhìn người ta. Ảnh mới viện lý do đang chụp hình cho em, cái tự nhiên anh nhớ tới một giấc mơ của anh. Em đã từng mơ cái khung cảnh này rồi, là dắt một người cô gái tới đây chụp hình y chang cái khung cảnh mình mơ luôn.
nhưng mà không có hai cô gái phía sau. Dạ. Ông em những cái giấc mơ vậy có đó chứ không phải là giả bộ đâu, theo chị là có. Em hỏi là vậy chứ anh mơ cái đó lúc nào? Anh kêu mơ đâu cả chục năm về trước á, mà lúc đó đâu biết nhau là ai đâu. Chị đã nói rằng là cái mối tình của tụi em nó giống như là duyên tiền định rồi. Nhưng mà chị có một cái thắc mắc như vậy nè. Em lớn hơn vợ em tới 10 tuổi. Yeah. Vậy thì có gặp cái rào cản nào trong cái sự đồng ý của gia đình bên đó không? Bên nhà vợ kêu em già. Còn bên nhà em thì chơi ảnh xấu. Rồi cuối cùng thì sao mà lấy nhau được? Thì hôm đó là ảnh vừa mới tới nhà em, ảnh lập công, đó là ảnh xả thân ra, ảnh cứu được ba em. Ba em là thương binh, đi chiến trường Campuchia về, bị một viên đạn bắn vào đầu á, nó thêm cái chấn động kinh nữa. Tới lúc mà lên cơn là bà không có biết gì hết trơn á. Từ hôm đó em rồi mẹ em rồi em gái em nó cản quá trời luôn. Mà cuối cùng là ba chạy ra ngoài ban công, nhảy xuống. Vừa mới tới nhà chưa mở cửa luôn mà tự nhiên người từ trên nhảy xuống đón mình, mình sợ. Em giơ tay em chụp được cái đầu bố vợ nhưng mà cái chân em không có chụp được. Lúc đó thì ba em chỉ bị rạn xương thôi. Mà ảnh thì ảnh có tiền sử trật địa điểm. Mà ảnh lao ra ảnh cứu bố em như vậy. Rồi cho nên là ông bà nội em á rất là mang ơn ảnh. Thì em mới tranh thủ luôn lúc đó em mới kêu là thôi nếu mà bây giờ ông bà muốn đền ơn cho ảnh thì thôi ông bà cho con cưới ảnh đi. Em không có cầu hôn lúc đó được là tại vì gia đình đã nổi rồi chưa? Em mà cầu hôn người ta. Dạ. Thì khi em dắt bạn gái em đi khu du lịch Vườn Xoài, em thấy đà điểu nó ấp trứng. Rồi em mới nói với bà xã, em có muốn ngày sau này mình dẫn mấy con đà điểu kia không? Lúc em khái lắm, tại vì em biết là thành công rồi. Nhưng mà tại vì không lẽ cứ chơi hoài cái câu em muốn có con với anh hay là em muốn cưới anh. Thế là em mới dùng theo ngôn ngữ của tuổi em lúc đó đó. Em mới bảo rằng là anh không biết rằng là em say nắng lâu rồi à. Em có hiểu. Em kéo vô cái quán cà phê, em đè ra em bắt gió. Cái ông này ông mít lên báo tôi lắm. Từ say nắng người ta mà ông này ông cạo gió. Em à, cách nhau tới 10 tuổi lận. Rồi cái lúc cũng cạo gió cho em vậy á, trong lòng em sao? Vui tại vì cứ có gọi là có cơ hội đụng qua đụng lại vậy vui lắm. Cái nhưng mà cũng có đụng qua đụng lại. Chị hỏi nè, rồi bây giờ là hai đứa lấy nhau rồi thì đã có cháu nào chưa? Em được hai cháu rồi. Có nghĩa là lấy xong là thực hiện ước mơ liền. Dạ đúng rồi. Trước khi đám cưới với nhau, tụi em có dắt nhau đi khám sức khỏe. Em thì rất là ổn, nhưng mà bác sĩ phản một câu với bà xã em rất là khó có con. Ồ vậy đó. Dạ. Như vậy có nghĩa rõ ràng là em được ông trời thương lắm. Dạ. Thứ nhất á, là trong lúc mà em muốn bỏ mạng của em á, thì em gặp được chồng em là cái người đã cứu em, đúng không? Thứ hai nữa là em cầu được ước thấy. Có nghĩa là cầu được có con với ảnh là chưa học xong đã có hai đứa rồi. Trong khi đó khoa học nói em là em khó có con. Rồi lấy nhau hạnh phúc không? Cưới về thì ảnh cũng cưng. Có một cái là bực mình ảnh lắm là tại vì ảnh cứ dập cho em ghen hoài à. Hồi xưa là ba mẹ ảnh có nhắm cho ảnh một chị. Khi mà ảnh ngỏ lời với chị đó, nó hên là chị đó không đồng ý. Em có hỏi lại là lỡ lúc đó chị đồng ý thì làm sao mà tới em cũng kêu là anh tính anh vậy, ai thương anh thương lại à. Khi mà cưới xong á, chị đó cũng nhắn tin rồi. Thậm chí rồi cãi nhau với bạn trai xong rồi cũng gọi cho chồng em. Có lần nhắn con câu à, là cần ảnh ở bên cạnh an ủi. Mà ảnh từ Sài Gòn mà ảnh chạy xe 40 cây số anh về Đồng Nai để ảnh an ủi. Trời ơi, đâu có được gì em, không có được. Rồi không, sao nữa lúc, lúc em lúc đó là em giấu rồi nhưng mà phát hiện ra. Dạ, em chỉ nói là về thăm gia đình thôi. Rồi dạ. Lúc đó làm sao? Lúc đó thì em biết rồi, bắt đầu là em giận lên. Rồi đã vậy rồi thêm chuyện là ảnh giữ kỷ vật của người ta nữa. Cái gì kỷ vật là cái gì nữa? Đó là một cái chăn len chị tự đan cho ảnh. Sao mà em biết cái đó của chị? Lúc đó đó là em nằm viện, chăn trong bệnh viện đắp không có đủ ấm thì em mới nói ảnh là mang chăn ở nhà vào cho em. Ảnh mang cái chăn đó lên thì em thấy đẹp quá, em mới kêu là trời ơi chăn đẹp quá anh mua ở đâu vậy? Cái ảnh tự khai lên không, cái này người ta tặng anh. Cái em hỏi là ai tặng thì lúc đó ảnh lưới húi như sao đó, anh không để ý sao, ảnh kêu Thủy tặng đó là em biết. Có như là đang bệnh rồi chuẩn bị hết bệnh vì nghe chăn đó của bạn gái trước của bà chồng mình, nghe xong rồi bệnh nặng thêm. Dạ không hết bệnh liền. Để hết bệnh để xử chứ. Rồi cái em giận mà em nói dục đi mà không chịu dục. Hiện tại anh muốn hỏi là cái chăn nó còn. Dạ còn.
Em ủa sao kỳ vậy? Em lấy cái chanh em đắp cho con em. Thực ra trong cuộc sống vợ chồng đó mà, có những cái nó khác. Lúc yêu thì ai nấy là giữ cái cá tính của mình. Nhưng mà khi lấy nhau rồi á, có đôi chút phải nhường nhịn. Thì sau khi lấy nhau cái điều gì em muốn vào sáng thay đổi? Em chưa hài lòng rất là nhiều. Nhiều lắm hả? Dạ, nhiều lắm. Thì trước khi mà mình mà chưa hài lòng rất là nhiều, mình phải đưa ra một cái thỏa thuận với bà xã là khi nào mà hai vợ chồng mà có xung đột gì thì cái người á có lỗi á lên giường đắp chăn nằm trước chờ người kia lên xử. Ý xử gì vậy? Không biết xử gì mà giờ có hai đứa đó, thấy chưa? Đợi xử gì hai đứa. Vậy là em nói có lỗi nhiều mà ngày nào cũng xử gì sao chịu nổi? Bây giờ mới hiểu. Tại sao mà từ 64kg còn có 60kg? Thường á, thì em không đồng ý ở vợ em những cái điều gì để mà vợ em bị xử hoài. Thứ nhất đó là cái chuyện gọn gàng sạch sẽ. Tới giờ đi học là chỉ có mặc đồ vô sách cặp giọt. Đồ nhà cứ để ra, chăn mùng mà gì đó là em phải xếp từ đầu tới cuối xong rồi em mới được đi làm. Lúc đó bức xúc, bảo em là con gái mà sao toàn bắt anh xếp chăn không vậy? Anh làm hết từ đầu tới cuối rồi chế về làm anh sao? Thì lúc đó mới chia ra, thứ hai, thứ tư, thứ sáu là anh xếp. Thứ ba, thứ năm, thứ bảy là em xếp. Được tuần đầu tiên, trời ơi, phải nói là rất là hoàn hảo. Tới tuần thứ hai, ngượng quen đường cũ. Cứ lấy lý do là chế giờ học, em mới bức xúc, em mới bảo vậy không được rồi. Thì em nghĩ ra một cách như vậy nè. Tới ngày đó mà không xếp đó, em để cho đi họp cho tới chiều về. Một đống trên giường nữa, chung mà chưa có xếp gì hết. Em là xếp chăn cho anh nè. Cái mà cầu nhậu cũng bối mấy cái chăn thôi mà cũng bắt xếp. Xếp một hồi mà em thấy nó thành một đống chứ không phải nó thành đống nhé. Tại vì em đi học từ sáng tới chiều là 5-6 giờ mới về. Mà 8-9 giờ là tụi em lên giường ngủ rồi. 5-6 giờ bắt gấp chăn xong 8-9 giờ lại bung ra ngủ. Lúc đó em bực bội ghê lắm, không chịu. Mà anh cứ bắt thôi. Sau đó mới nghĩ là thôi cố gắng sáng sớm ngủ dậy xếp luôn cho rồi đi. Còn em sao rồi, em bực bội chồng điều gì? Em chỉ bực bội ảnh cái là ảnh cứ đi an ủi những cô học trò cũ của ảnh. Mà mặc dù là đã có vợ rồi, ảnh quan tâm dữ lắm, ảnh thương người ghê. Thực ra nó là quy luật rồi, học trò nữ thì thường tìm cái sự an ủi ở thầy. Còn học trò nam á thì lại tìm cái sự an ủi nơi cô. Thôi giờ mình lấy chồng giáo viên mình phải chấp nhận thôi. Thôi nhưng mà em thường hay nghe mọi người nói á, giờ con gái giờ nó ghê lắm. Giờ em hở ra một cái rồi lỡ đi an ủi vậy rồi nó vớt mất chồng em. Theo chị thì như vậy nè, trong cái cuộc sống vợ chồng á, nó nhiều cái lo toan lắm. Nhất là khi mình đã có con cái rồi thì những cái lặt vặt đó bỏ qua được nên bỏ qua. Tại vì những cái sẻ chia, an ủi và chăm sóc đó là cái bản năng của người thầy rồi. Còn riêng về học sinh á, người ta nói là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Học sinh cho đến bây giờ vẫn còn đi học mặc dù đã là mẹ rồi. Vẫn còn nhõng nhẽo, vẫn bừa bộn, vẫn tìm cách trốn việc nhà làm biếng đó. Thực ra nếu mình biết vận dụng á, thì nó là những cái gia vị trong tình yêu của tụi em. Bằng chứng là bây giờ chị thấy nè, ngay lúc mà nói chuyện với chị với Thuận á, là tụi em vẫn có những cái ánh mắt trao nhau rất là âu yếm, rất là bao dung. Bên đây thì vẫn này, còn bên kia thì nhìn bao dung, đúng không? Cho nên là qua cái buổi nói chuyện này thì chị nghĩ rằng bây giờ làm mẹ rồi, chững chạc lên. Còn bây giờ á, biết vẫn còn là ông thầy đó, nhưng mà nhớ là mình đã có vợ rồi, có con rồi. Bớt, giảm bớt. Nhớ chưa? Nhớ chưa? Xin cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Thuận xin kính chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. Xin mời, xin mời. Xin mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Dạ, em tên Phạm Chí Kiên. Em năm nay 36 tuổi, em làm bên cái ngành xây dựng. Tên là Phạm Thị Hoàng Oanh, em 26 tuổi, hiện em làm biên tập viên. Tức là chồng hơn vợ 10 tuổi phải không? Như vậy là chắc chắn là không không thể nào mà quen nhau ở gọi là trong trường học hay là lý do nào mà các bạn gặp được nhau vậy? Dạ, cũng vì cái tính chất công việc của em bên ngành xây dựng, thì bên gia đình của Oanh đó là lúc đó là có một cái dự án, coi như là bố mẹ của anh mời bạn đến để mà thực hiện cái công trình đó, đúng không? Khi đó không có anh ở nhà thì em có nhìn vào cái góc học tập của anh
đó thì có thấy rất là nhiều bằng khen và huy chương, thì em mới thấy là cô này có học giỏi, nên thành ra là em có để ý. Và em mới hỏi là mẹ vợ em bây giờ đó là cô ơi, con gái cô thấy là rất là học giỏi, cô có thể gả con gái cho con không? Lúc đó là chưa hề biết. Thuận âm, mai mốt em có té em báo trước giùm nha. Một người mẹ của người mình muốn cua mà cô không phải... Cái này là người ta đi đường tắt mà đặt thẳng vấn đề luôn. Tức là Kiên là đến được với Oanh là thông qua đường phụ huynh. Mẹ vợ bây giờ thì mẹ mới nói em, nếu mà con thích thì con về con thưa với ba má con lên đây thì cô gả cho. Em về em cũng thưa với ba má, thì ba má chỉ nói một câu thôi, gia đình này cũng là gia giáo đấy, có thể là con có thể tiến tới được. Năm đó là 29 tuổi rồi. Rồi nhưng hàng ngày thì Kiên có thường xuyên qua bên nhà của Oanh không? Dạ, thì em sang 3 ngày mới chờ được gặp Oanh. Thì gặp em rất là tự nhiên thôi. Ủa em mới đi học về hả? Giống như là quen rồi. Lúc đó em sao? Dạ thì em thấy là ảnh rất là tự tin. Tự tin? Dạ. Ảnh nói chung là ảnh tán mình rất là nhanh chóng và công khai. Tự nhiên. Dạ đúng rồi, tự nhiên. Giống như ảnh đã quen với mình từ hồi nào, rất cả nó rất là thân thiện. Rồi tự nhiên tới mức mà sẵn sàng bây giờ rủ Oanh đi chơi liền không? Dạ không. Thì em có rủ Oanh, em có rủ Oanh đi chơi, nhưng mà trước khi rủ thì em có hỏi, tại vì em được sự tiếp sức của phụ huynh mà nên em hỏi trước phụ huynh. Dạ em xin phép cô cho con mời anh đi ăn đi uống. Rồi cô thì mẹ vợ mới nói là thì cái đó con đủ được thì con đủ. Bật đèn xanh. Dạ bật đèn xanh. Thì em mới vào và em nói với anh, anh ơi anh xin phép mẹ rồi, bây giờ anh mời em đi ăn đi uống, đi hát karaoke, nói chung là những cái trò chơi làm mạnh vậy. Thực ra em nghe, thực ra cái chiêu của Kiên á là đúng là cao thủ võ lâm. Còn em sao lúc đó khi mà em được cái lời đề nghị đó thì... Là mẹ cũng đã đồng ý rồi, thì nói chung là có dịp đi chơi đi ăn thì em cứ thoải mái chơi luôn. Thôi, đã được sự chấp thuận, có chuyện gì mẹ chịu. À, bên này rủ, bên này chịu. Vậy là phải tiến tới một cái chuyện là tỏ tình. Dạ, thì 3 tháng sau em nghe là đi chơi suốt nghe là 3 tháng sau. Thì 3 tháng sau thì nhân cái dịp mà đi công tác ở Hà Nội, lấy hết can đảm lúc mà lên máy bay á, thì lấy hết can đảm nhắn cho một cái tin, em ơi em có thể làm người yêu của anh được không? Nhắn xong tắt máy luôn. Vừa sợ mà vừa không biết người ta sẽ trả lời mình sao. Rồi tới Hà Nội, sau khi máy bay dừng lại mở máy lên thì bỗng nhiên là niềm vui nó vỡ òa. Dạ chính xác, cái câu trả lời mà em nhắn á là cơ hội thì lúc nào cũng có, quan trọng là anh có biết nắm bắt hay không. Có nắm bắt không? Thì em sắp xếp cái công việc trong khoảng 3 ngày là em về, là bắt đầu là từ lúc đó là tụi em chính thức là gọi là quen nhau. Dạ. Nhưng mà sau cái cuộc tỏ tình đó là tụi em cái cuộc hẹn hò lần đầu tiên mà không cần thông qua phụ huynh nữa. Dạ. Ảnh nói với em á là ảnh rủ em đi qua một cái khu biệt thự ở quận 2 chơi. Em tưởng tượng ra là cái khu biệt thự á thì chắc chắn là nó rất là đẹp, nhà rất là sang trọng, rồi ảnh đi qua đó, ảnh đã rủ mình qua đó thì chắc chắn là bên đó có cái gì đó hay ho để mà chơi. Nên là nói chung là rất là hồi hộp lần đi chơi. Không may cái ngay hôm đó thì lại có trời mưa rất là to, cái hai người mới tấp vào nghỉ một chút xíu cái lại đi tiếp. Nhưng mà cứ đi một quãng là nó có một cái vũng nước mà cái ổ đó lúc là đó chắc là ổ voi. Ổ voi đấy chứ không phải con gà đó. Cái xong rồi cái ảnh cố ảnh vượt qua được cái vũng nước đó, đi tới giữa vũng nước xe tắt máy. Rồi sao? Tắt máy cô ngồi trên luôn. Thì lần đầu tiên mình rủ mình đâu dám cho cô lội xuống nước. Mặc cái váy tới đây. Mặc cái váy. Rồi bắt đầu em xuống để xe qua khỏi vũng nước. Thì đề không nổ. Mà xung quanh thì không có tìm sửa xe nào. Thế là mình phải... Đẩy hoài. Mình... Anh sửa. Anh ngồi, anh phải ngồi anh sửa. Mình sửa gần một tiếng đồng hồ. Rồi đi vào trong thì gặp ông bạn bên trong.
Tại vì thường thường là em đi khu nào chơi đó là thường thường cũng kết hợp với công việc là chính. Em vô nói chuyện xong thì khi mà mình đi ra thì chỉ có một đường đi ra thôi. Thế là cũng phải chạy qua nữa, lại bị một lần nữa. Chết máy nữa. Lại chết máy lại sửa tiếp nữa. Ông trời ông đặt để rồi, tình yêu sông núi rồi. Đã cảm ơn tổ tôi rồi, cảm ơn trời mưa. Chắc em lại phải ngồi chờ thêm một tiếng đồng hồ nữa. Lúc đó rất là cảm thấy rất là bực mình, anh không có biết rút kinh nghiệm gì hết. Thì không rút kinh nghiệm được, tại vì có một đường đi ra, một đường đi vào thôi. Trời ơi, cái lần hẹn hò đầu tiên mà không thông qua phụ huynh nó nhiều, gặp gần trắc trở quá hả? Dạ. Nhưng mà lần sau á, rồi rủ đi có dám đi nữa không? Dạ có. Cái vấn đề là ra chỗ. Cái lần sau á, ảnh biết rút kinh nghiệm hơn lần trước. Ảnh không đi xe máy nữa mà ảnh đi xe hơi. Thấy chưa? Phải thay đổi chứ. Dạ, nhưng mà vô tình hôm đó cái xe của ảnh cái kiến bị hư. Đúng rồi. Dạ. Cái kiến nó không có quay. Dạ đúng, mưa. Nó không có quay năm lên 2006 được. Năm 2006 mình mưa rất là lớn, mưa ngập hết. Đi xe hơi mà dạ. Kiến mưa không quay lên. Mặt ông gặp mưa thì coi giống như đi ngoài đường rồi. Mặt ông phải là mưa đi xe. Dạ chính xác là như vậy á. Rồi cái ảnh mới tấp vô bên đường cho em mua cái áo mưa. Cái em hỏi làm gì, cái ảnh bảo là lấy áo mưa treo lên đi tiếp. Trời ơi, vậy à? Là quá ấn tượng, trời ơi. Sao không Nhân thì có những cái trục trặc nào mà tương tự như vậy không? Làm như số hai bạn gắn với nước hay sao á? Có mưa đâu? Dạ, cái lần đi ăn buffet đó thì không có mưa. À, để buffet có mưa. Tức là sau khi lấy nhau rồi đi. Dạ, sau khi lấy nhau rồi thì nhân cái dịp 14 tháng 2 thì hai vợ chồng dắt nhau qua nhà hàng Chăm Chăm bên quận 7 á. Là ăn tiệc 14 tháng 2 thì bên đó nó tổ chức cái tiệc buffet lớn lắm. Thì em có công việc, em ra ngoài em nghe điện thoại. Em nghe điện thoại thì em vào thì thấy bà xã đã đưa ra những cái con giống con hàu. Mình vào mình hỏi, ủa sao con này nó giống con hàu mà nó lớn thế em? Cho nó chắc ở đây nhà hàng lớn nó cho con lớn á. Hai bà chồng hiếu úi ra ăn. Mình vừa ăn được một nửa thì cái anh bầu đàn, anh tới ảnh nó nhỏ, anh ơi cái con này người ta phải nướng lên người ta mới ăn được. Để tôi lụm ghế lên. Còn sao nữa tiếp đi. Mình rất là bất cỡ, em rất là bất cỡ. Nhưng mà chấn tĩnh lại được liền. Mấy em ơi, anh chị đi ăn thường thường anh chị ăn như vậy không ạ? Anh chị không bao giờ nướng đó. Ở bên nước ngoài là người ta ăn sống của em. Trời ơi. Mình nói như vậy mà không dám nhai. Để nó quay mặt đi chỗ khác cũng đồng mình. Nói chung là cái lúc đó em thật sự là rất là mắc cỡ. Vậy chỉ có một cái hố chắc là mình chui xuống đó được. Dạ, tại vì em nghĩ thì con này thì chắc nó cũng giống như là con hầu thôi. Chứ thế là cứ đem ra hai vợ chồng ăn. Nhưng mà chính ra chị thấy cái hành động đó đó là nếu mà là chị sẽ rất là ấn tượng. Mà chị sẽ rất là xúc động đúng không? Dạ, em đúng có cảm rồi. Giác giống như chị không? Tại lúc đó em cảm thấy là ảnh rất là nhanh trí. Ảnh nói chuyện ngay với lại cái anh bồi bàn đó là cứu mình một cái bàn thua trong tháng luôn. Để cho mình không có phải xấu hổ. Nhưng mặc dù là khi mà anh đã vừa mới quay đi là cái bắt đầu ảnh lại ra. Trời ơi, có một chồng tuyệt vời như vậy em là ước mơ gì nữa? Cái mà cái điều mà em chưa hài lòng với vợ em là cái gì? Dạ, em không hài lòng nhất đó là cái vấn đề vợ suốt ngày á là lên Facebook. Có thể một ngày á là anh á là lên Facebook khoảng 10 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Bất cứ lúc nào em cũng thấy trên Facebook, tốn rất là nhiều thời gian để mình cần cái thời gian để chăm sóc gia đình rồi công việc này kia nữa. Nhưng mà anh á là lên Facebook là hơi bị nhiều. Ảnh cũng nói hơi quá đó chị chứ không. Chứ chị thấy là ai mà có thể một ngày mà lên Facebook 8 đến 10 tiếng đồng hồ. Anh lên 7 tiếng rưỡi. Dạ. Ví dụ như là em nói vậy nãy, ví dụ như sáng mà 8 giờ anh xách cái máy ra, cái anh để đó, cái anh chơi mà anh không có để ý tới bất kỳ cái gì xung quanh, cũng không ăn, không muốn, không gì hết. Chơi tới chiều thì lúc đó mới tính là 8 đến 10 tiếng. Không, nhưng mà anh cần một cái á là khi anh đi làm về, anh muốn là em xuống đó. Chứ không muốn là anh đi làm về đây em quay mặt em cười á. cười đáy bôi gì đó. Dạ. Cười đáy bôi xong lại quay lại là tiếp tục dán cái mắt vào màn hình đó. Trời ơi, rồi như vậy thì cái lúc đó cái cảm giác em sao trời, chứ chị thấy vậy chị cũng chạnh lòng dữ lắm mà nha. Nhưng mà nói gì nói thì ông xã của Oanh á đã không, có nghĩa là không thích em và có nghĩa là tiếp xúc với Facebook nhiều như vậy thì em có tự mình sẽ khắc phục là sẽ giảm hay không?
Thì hôn nhân cái buổi hôm nay á, thì em cũng muốn là nói với chồng á, là từ hôm nay trở đi á, em sẽ bớt. Ví dụ như là hồi nãy ảnh nói em á, là 10 tiếng thì bây giờ em giảm xuống còn 8 tiếng. Đó cũng là bớt tiếng nào. Quan trọng là có tiền nghỉ. Đó, quan trọng là có tiền nghỉ. Rồi. Đó, giờ hai chồng hứa đi nghe. Hứa đi, méo tay nhau một cái đi. Chừa hai cái tiếng đó để mà đón chồng đi làm về. Dạ. Ôi đẹp quá trời luôn. Phải nói là nhìn thấy thấy hai bạn mặc đồ này tự nhiên thấy không khí Tết nó gần tới rồi đó. Đúng không? À, xin hỏi bộ áo dài này là các bạn may hay là? Dạ, bộ áo dài này là tụi em may để làm lễ cưới luôn. À, bộ áo dài cưới của hai chồng luôn. Dạ, dạ. Rồi xin chào hai em. Mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thần. Em tên là Phan Lê Nhật Cường, hôm nay 32 tuổi. Dạ, Cường. Em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc em là gì Cường? Dạ, em bên kỹ sư điện anh. Tôi tưởng nhà thiết kế không á. Còn em? Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Kim Ngân, 24 tuổi. Hiện là nhân viên văn phòng. Ồ, điện, còn bên văn phòng. Rồi sao quen nhau? Văn phòng tư điện. À, hôm nay qua sửa điện là gặp người đẹp quá quen nhau đúng không? Dạ. Dạ, quen nhau là do dịp là trước em với lại anh vợ làm chung. Thì anh mời em là thôi nôi. Ừ. Rồi lúc đó em mới đi thôi nôi ảnh. Thôi nôi ảnh. Thôi nôi con ảnh. Dạ. Trời ơi. Rồi xong rồi em lên em gặp trong buổi tiệc á, ảnh có nhiều em gái lắm. Ừ. Mà người nào cũng đẹp đó. Ừ. Cái xong đó là ảnh lại hỏi mày trong đứa em là mày thích đứa nào. Ừ. Biết em nhát gái lắm. Nói, em người em thích mà lấy gì mà anh mà là mai được. Trong đứa nào tao cũng cho mày số điện thoại hết á. À. Cái em mới chỉ vậy đứng góc nhỏ nhỏ bên kia à. Ừ. Cái ảnh nói em gái tao á, cái em nói là anh xạo vừa thôi ai cũng em gái không biết vậy. Cái lúc đó cái anh nói là anh cho em gái tao thiệt mà nó em ruột còn mấy kia em châu không à. Hay quá. Dạ rồi cái anh cũng mới cho số về cái em nhắn tin thì cũng hẹn gặp nhưng mà lúc đầu giờ không chịu gặp nhưng nó chừng nào quen đi gặp. Em nghĩ đầu không gặp mặt sao quen được. Nhưng mà lúc đó là Ngân có bạn trai chưa? Dạ chưa, lúc đó em cũng chưa có. Rồi bao lâu thì hai bạn mới chính thức yêu nhau? Dạ khoảng 6 tháng sau á. Ai là người chinh phục người? Dạ là vợ em là vậy đó hả? Dạ tại vì em thấy anh tốt lắm, anh quan tâm dữ lắm. Đi làm anh cũng thức dậy sớm, anh qua anh đón chở đi làm. Rồi ở cơ quan trưa thì không có cơm thì anh cũng mua đồ ăn qua cho ăn. Nói chung là anh quan tâm lắm. Ủa vậy là cái đó là anh chinh phục em chứ? Dạ, dạ không, nhưng mà tỏ tình thì vợ em tỏ tình chị. À thì tỏ tình bởi vì ta hỏi chinh phục là khác. Cái chinh phục nó khác và cái tỏ tình nó khác. Có nghĩa là anh chinh phục em còn em tỏ tình với anh, đúng không? Dạ. Cái tỏ tình đó như ừ tỏ tình sao? Dạ, dạ tỏ tình là do hai đứa ở ra bờ sông. Trước giờ em làm cái gì á vợ cũng cảm ơn không à. Cái lúc nó nói thôi hành động đi chứ cảm ơn hoài à. Ờ. Cái tự nhiên vợ em đứng ra giang tay ôm em giữa đông trong người luôn. Em đứng hình luôn. Mà đã. Đã gì đứng hình luôn đâu biết làm gì. Lúc đó là em đã rất là mê cô này mà thích. Dạ thích anh nhưng mà tính em nhát thì em ít nói lắm. Thích dạ. Thì tâm mới tiền dạ, bỏ em... tiền bỏ công bỏ sức ra chở đi làm mua đồ ăn đồ. Mà chị hỏi này lúc mà em ôm ảnh á em có đã giống như anh không? Dạ lúc đó thì cũng ngại lắm mà tại ảnh nói là cảm ơn hoài hành động đi. Thì giờ mình không biết hành động gì hết thì mình cứ ôm ảnh đại thôi. Thì hai đứa coi như lúc đó là cái bữa là tỏ tình. Cái đó là tỏ tình là em tỏ tình trước rồi đó. Dạ. Cầu hôn đừng nói em cầu hôn không trước nha. Dạ không, anh cầu hôn nhưng mà em nhắc anh có cầu hôn không chứ em không cầu hôn trước đâu nha. Thì bữa đó anh nhắc ra phố đi bộ thì có một đám đông mà nhảy múa thì em cứ tưởng là người ta cầu hôn. Em nắm tay anh vô thì không phải người ta nhảy. Em mới nói ảnh là tưởng đâu cầu hôn. Cái anh nói vậy thôi giờ anh dắt em vô trong đó cầu hôn nha. Cái em nói anh xạo. Cái anh lôi vô thiệt, anh đừng vô lôi vô thiệt. Em nói thôi không vô đâu. Thì anh dắt mới ra đài phun nước. Thì lúc đó thì anh kêu là nhắm mắt lại đi. Thì anh mới đem nhẫn cho em mà anh nói lấy anh nha. Ôi dễ thương quá vậy trời. Ôi ông nhát mà ông gan chứ ông đâu có nhát đâu. Em còn nói một câu nữa, cậu hôn để anh cầu chứ đừng em dành luôn anh luôn mất phần luôn á. À vậy đó hả, dành trước đúng dạ. Không? Ừ. Rồi có bị nước phun như ướt người không? Dạ không. Dạ. Này chị hỏi nè, em quen bé này á, là bé này nhỏ tuổi hơn em nhiều lắm đúng không? Dạ đúng. 10 tuổi, 8 tuổi. 8 tuổi.
Rồi á là em yêu được bao nhiêu lâu thì em cầu hôn ta? Một năm là cầu hôn. Rồi em có làm cái gì chưa? Dạ không anh, dạ không chị. Cho tới ngày cưới luôn? Dạ tới lúc là trước ngày cưới là tụi em có đi chụp hình cưới. Mẹ em dặn con còn 2 tháng nữa thôi ráng nói chung đừng vượt qua lòng giải đáo. Em cũng biết đó. Rồi cứ em im im. Cái xong rồi ba nói qua chở vợ đi thì ba vợ nói dặn với vợ là con cũng có đừng có vượt qua lòng giải đáo. Trời vợ kể em cười mà từ đây ra tới Vũng Tàu luôn. Tức là hai đứa đều bị dặn dò rồi bị dặn dò hết á. Tới hồi ngủ khách sạn hai đứa ngủ chung rồi làm đi. Mỗi lần hai đứa quay qua mặt nhau nhìn là cười không. Là mắc cười. Rồi vợ em nói đừng vượt qua lòng giải đáo anh đi. Ráng cầm cự tới sáng đi chụp hình. Em hứng nguyên đêm sáng chụp hình được. Ráng cầm cự luôn. Không, cũng tôi nghĩ là cũng nhờ cái vụ mà vượt qua dòng lễ giáo đó. Rồi cười sáng đêm luôn mà. Các bạn có cái đêm tân hôn tuyệt vời. Dạ không. Bởi vì cuộc đời em đừng có đoán một cái gì trên cái cõi đời này hết trơn. Trời em đoán có đúng cái gì mà chật không? Tại vì sao vậy? Đêm tân hôn á là trước cái ngày đám cưới là anh bị bể cái đầu. Vậy anh mai 3 mũi. Dạ nên lúc đó cũng không em không biết gì luôn. Đến lúc đó mà rước dâu về tới buổi trưa thì anh mới nói là em ơi hôm qua anh bị bể đầu mai 3 mũi thì em mới biết. Tối ở nhà hàng thì em cứ sợ anh xỉu không à. Thì tới tối á thì về thì đâu dám làm gì đâu, sợ dữ quá mà. Không phải, sợ em móc trúng cái đầu anh. Thì cũng phải một tuần sau đi Đà Nẵng thì em tụi em mới có đêm tân hôn vậy đó hả. Dạ. Trời ơi, có nghĩa là giữ gìn cho tới giờ phút cuối con muốn 89 rồi mà vẫn còn bị chuyện gì. Ôi. Rồi sao cái tân hôn ở Đà Nẵng vui không? Dạ, vui không? Dạ, cứ có bù. Phải mất công khám phá nhiều. Dạ đúng rồi, bù từng lễ. Bù từng lễ trước cưới. Trời ơi, một năm mấy tìm hiểu rồi chụp hình ngủ chung đồ cầm cự rồi. Tôi nể nhất là cái chuyện mà vượt quá dòng lễ giáo rồi. Cầm cự mà tới sáng luôn. Thì hay lĩnh quá đi. Trời. Thôi, tự dân cũng có chuyện gì vui không? Dạ có. Vậy ở với nhau rồi á thì tối á lúc mà hai đứa uống quýt á. Tức là lúc mà đụng thùng khua chảo đó. Dạ. Tối đó có cô bán chè thì cái cô đó tối cũng mới đi bán ngang nhà thôi. Thì lúc hai đứa đang cao trào á thì cô đó bán đi ngang rau là ai chè đậu đen không? Tự nhiên cái anh hỏi em ăn chè đậu đen, cô này bán ngon lắm. Trời ơi. Để không? Đang lúc cao trào còn nghĩ tới cái chè đậu đen nữa. Tôi hận với bà bán chè. Có nghĩa là lúc đó em nói là sao? Thôi em không ăn đâu. Ngồi xong tụt xong rồi tụt cảm xúc luôn. Tụt cảm xúc luôn. Dạ không ăn chè cũng không làm gì hết, đi ngủ luôn. Vậy đó. Ủa sao tại sao tự nhiên em hỏi chè đậu đen vậy? Trước đó mấy ngày vợ em nói thèm chè đậu đen. Em tính gì vợ nói thì em hay nhớ. Mà cái gì ngon thì em mới mua cho vợ hay gia đình ăn. Cái lần đó cô bán chè cũng ngon. Tự nhiên em nhớ lại giờ vợ thèm chè đậu đen chứ hỏi vợ ăn không. Trời. Mà nó nghe là tới giờ mà bán chè đậu đen có còn không? Dạ còn. Vậy thì phải mốt phải me thôi thời gian biểu. Mỗi lần mà đi bán chè tới giờ mới đi bán chè đậu đen là đừng uống quýt. Rồi bây giờ nè, anh thấy chồng em rất là hiền. Vậy thì về ở với nhau mấy tháng rồi thì anh có thật xấu vậy? Dạ anh kỹ tính, giống như là đồ đạc anh cũng kỹ lắm. Là xe cộ anh cũng kỹ lắm, đi đâu mà lỡ mà tối rồi khuya 12 giờ không vậy nữa. Xe dính dơ lôi xe ra rửa. Em nói là thôi xong để ra bữa sau về sớm thì rửa. Anh nói là thôi xe dơ mà anh đi anh ngứa chịu nổi. Dép mà để đi về mà có cái tủ dép á mà không để lên á, để dưới. Thì anh nhắc hoài anh mệt, anh nói giờ đứa nào để dép dưới là 10.000 đôi. Dạ em bị miết rồi, giờ hết tiền rồi. Giờ em về là em nhớ đầu tiên là mở dép lên. Rồi. Còn tật xấu của bà xã em là gì? Dạ tật xấu của vợ em là lúc trước mới quen á, em qua là chuẩn bị sẵn lắm, lẹ lắm, còn khi cưới rồi á lề mề lắm. Thời tới hồi mà hẹn đi đâu là tới giờ cũng sàng qua thằng lại chưa xong à. Tại ngày xưa ta đi chơi có vợ không ơi. Đi được 2 tiếng đồng hồ ta phải lẹ tranh thủ. Còn bây giờ ở chung rồi thì khỏe luôn. Suốt luôn chứ đâu có cần lề mề. Còn gì nữa? Dạ cũng là cũng trước là cũng hay nhõng nhẽo lắm. Nhõng nhẽo tới nỗi trong giấc mơ cũng nhõng nhẽo luôn. Con nhỏ mà. Nhõng nhẽo mà cống hít hít giống như chồng dỗ cái quen rồi cái ngủ. Là ngủ mà xong rồi nhõng nhẽo cái mí thích em tưởng gì đang khóc em giật mình vậy. Em chỗ vợ có gì không
Cái vợ nói không, cái ngủ tiếp. Biết em quen rồi, đâu có dừng mình ở đâu. Chỗ giỏ, ngủ vậy giỏ. Vậy đó. Bé mới có 24 tuổi mà. Rồi, bây giờ em muốn Ngân thay đổi điều gì? Bớt lời mẹ rồi thôi. Bớt lời mẹ, dạ, mẹ chứ thôi. Chứ giờ em hoàn hảo rồi. Nấu ăn ngon lắm. 24 tuổi mà nấu ăn ngon là hay lắm á. Còn vợ? Em chỉ muốn ảnh là bớt cái kỹ tính lại đi. Rồi bớt khó tính lại xíu. Em, cái kỹ tính á, là em phải nên giữ. Mà cái khó tính á, thì mới cần sửa. Dạ. Khó tính quá thì là bớt khó tính lại một chút. Nhưng mà kỹ tính là tốt lắm đó nha. Mai mốt con mình được nhờ đó. Dạ. Đúng không? Em bé nó rất cần sạch sẽ. Rất là sạch sẽ. Dạ. Đó, trời ơi, hai người này dễ thương quá. Đâu có gì đâu góp ý ha. Dạ. Giờ chỉ biết chúc là hai người thiệt là hạnh phúc nè. Trời ơi. Mong mong em bé hả? Dạ. Đây. Chúc đi. Rồi, xin chúc cho Cường với Ngân sau chương trình này về ha. Hai vợ chồng sẽ có một cái dịp nào đó gần gũi nhau ha. Dịp gì tối nay liền cái dịp nhà rồi bà, cái ông mụ bà mụ này thích thích. Rồi tối nay luôn phải không? Rồi chúc cho Cường với Ngân tối đêm nay về nghe. Và làm gì đó không biết ha. Và 9 tháng 10 ngày sau sẽ có một em bé thiên thần xuất hiện. Chắc chắn là có luôn. Và em bé nó sẽ khỏe mạnh, tháo khỉnh và xinh đẹp như ba và mẹ của nó. Chúc tụi em vậy nha. Dạ, chào tụi em. Dạ, chào chị em. Chào anh Quốc Hân. À, xin chào. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Lê Quốc Dũng. Năm nay em 30 tuổi. Hiện là chuyên viên nhà nước. Còn em? Em tên là Bùi Thị Nhi, năm nay em 25 tuổi, hiện đang là cũng công chức nhà nước. Nhi với Dũng là quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây khoảng hơn 10 năm rồi. Trời. Lúc đó thì em 20 tuổi, vợ em thì mới 15 tuổi à. Vợ mới 15 tuổi thôi à? Dạ. Tình cờ trong cái dịp tập văn nghệ của phường á, em thì tập hát, còn vợ em tập múa. Vô tập thì thấy cái cô này đứng ở giữa nữa, mà rất là xinh, cho nên là mình cũng có cảm tình. Khi mà tập xong á, mới lại làm quen, hỏi em tên gì, có cần anh đưa về không? Vợ em cũng đớp chát dữ lắm. Đớp chát làm sao đâu? Anh thích đưa về thì tí nữa em tập xong anh đưa đành về. Đành đá lắm. Với lại hỏi xong thì mình biết là nhỏ tuổi rồi, thì mình mới hỏi là em ơi có cần anh bỏ gạo để nuôi em không? Nếu đó anh muốn thì cứ đem vô nhà em. Lúc mà bóp chát vậy chứ trong lòng là có cảm thấy cảm mến không? Dạ không, lúc đầu em thấy anh bận đồ nhìn cũng lúa lúa vậy được, có cái mặt mà bảnh bảnh thì nhìn cũng hơi có cảm tình vậy thôi chị, chứ chưa có ý định gì đâu. Rồi đến bao lâu thì bắt đầu mới quyết định tỏ tình và chiếm lấy được trái tim của người đẹp này? Dạ, 16 tuổi. Lúc mà em biết cô này 15 tuổi, em có dám nghĩ tới chuyện là đeo đuổi yêu cổ không? Cũng chưa có nghĩ là sẽ theo đuổi, sẽ quen nữa. Khi mà tham gia chương trình văn nghệ thì dần dần thì thấy cái tính cô này cũng được. Lúc đó là cũng đi làm phụ giúp gia đình rồi, không có đua đòi, với lại hợp nhãn nữa, cho nên là mình tấn công luôn. Lúc đó gia đình em biết chưa? Dạ chưa, tụi em quen 8 năm rồi, ở nhà mới biết á. Tại vì thường á là anh này vô chở đi là thường là đi tập văn nghệ. Rồi ở nhà cứ tưởng là anh này làm ở ngoài phường, nhưng mà thực chất là anh này tập trung chứ anh này chưa có làm ở ngoài phường. 8 năm gia đình mới biết, nhưng mà bác sĩ có biết không? Dạ chưa. Không. Phải hỏi như vậy. Tại vì từ trẻ con bắt đầu nó đến cái giai đoạn chuyển đổi đó. Từ trẻ con nó qua tới người lớn. Mà người lớn thì... Em hiểu không? Giờ, em, dạ, hiểu không? Hiểu. Em hiểu không? Dạ. Sao hay vậy? Sao chị không hiểu vậy? Chậm quá vậy. Chị giả bộ không hiểu á. Chị khờ quá chị không biết nữa thiệt à. Đương chuyện này một chuyện nó đang hết sức là bồng bềnh, hiểu không? Nó làm cái phọt cái vô tiếp trong điện mục luôn. Có nghĩa là ảnh muốn hỏi là vậy đó, mà khẳng định là không vậy đúng không? Thôi bây giờ em theo như em nói là rất là xinh đẹp. Vậy thì chắc chắn anh này rất là ghen đúng không? Anh ít ghen lắm, anh ngộ lắm, mà ngộ lại em ghen không à? Dạ ghen dữ lắm. Rồi lúc lấy rồi cũng vậy? Cũng vậy luôn, cũng ghen dữ lắm. Coi như thủy chung như một đó. Cái lần ghê nhất là lần nào? À, lúc đó là vợ em đi Đà Lạt á. Thì em ở nhà thì cũng có cái người bạn đó, cũng sinh hoạt chung trong đoàn á. Cũng quen biết làm quen rồi xin số điện thoại, rủ đi uống nước. Chỉ đi có một lần xong rồi về. Sau một thời gian thì vô tình cái người đó lại nhắn tin cho em. Lúc đó thì vợ em kế bên nó mới nhìn qua, liếc qua, nhìn cái số điện thoại, nhớ số. Rồi lúc đó đó, xong rồi về nhà bắt đầu mới điện, nhắn tin với lại cái người đó. Em nhắn gì? Cái nội dung là nhắn là ủa bạn là ai, bạn có biết là cái người đó đã có bạn gái hay chưa mà sao bạn muốn xen vào hạnh phúc của người khác. Bạn như vậy là con người không có đàng hoàng. Nói chung là cũng sử dụng những cái từ mà, tại vì mình tức lên rồi mà. Trời ơi, đâu có điểm kiềm chế được. Có con này con kia nữa. Con là... Không, ảnh gì đâu. Để ông nói đi, ảnh gì.
Có sao nói vậy mà. Đòi đánh lộn. Đòi hẹn nhau mà. Em không có đòi đánh lộn mà cái người đó đó, cái cô kia đòi quýnh em. Trời ơi, rồi lúc đó em sao? Dạ em cũng tức quá, tự nhiên đòi đánh người yêu mình cũng nóng lên. Nói nếu mà người yêu anh có làm cái gì mà nói gì á xúc phạm tới em thì anh thay mặt cho người yêu anh xin lỗi em. Còn nếu như mà em mà đụng tới người yêu anh là anh không có bỏ qua đâu á. Hay rồi sao rồi cái cô đó làm sao? Từ đó là cũng như cắt đứt quan hệ luôn. Nhưng mà chị hỏi nè, có nghĩa là lúc mà em lấy chồng em rồi á là em vẫn còn ghen, mà ghen là ghen cái gì? Từ lúc lấy tới giờ thì chưa có cơn ghen nào mà thịnh nộ hết, vậy nhưng mình đề phòng thôi, thấy ảnh nhắn tin với cô nào là phải vô kiểm tra trước. Và lúc nào về là điện thoại của em là vợ em cũng giật lấy, rồi kiểm tra tin nhắn, kiểm tra số điện thoại, kể cả tài khoản Facebook hay là Gmail gì đó là cũng quản lý hết. Facebook của mình mà vô là tự nhiên đổi mật khẩu luôn. Trời. Tới chừng em đăng nhập vô Facebook không được, cũng nghi nghi là vợ thế nào cũng đổi. Bây giờ còn không? Bây giờ. Dạ còn luôn. Anh biết sao mà em phải đổi mật khẩu không? Tại vì thường là mật khẩu đó thì ảnh sử dụng là số điện thoại của ảnh với lại tên của ảnh thì em biết em vô, cái tự nhiên cái lần đó vô là không được. Cái hỏi ảnh mật khẩu mới thì ảnh lại nói cái tên của một người con gái khác. Anh cảm thấy vậy anh tấn công thì em phải vô đổi mật khẩu khác. Không cho ảnh hay luôn. Vậy đó, ta tạo một cái Facebook khác đi. Dạ cũng có chứ, tạo Facebook khác nhưng mà vợ cũng quản lý nè. Cho nên là không có dám xài. Tại sao em lại kiểm soát chồng một cách gắt gao vậy? Chắc chắn phải có cái phốt gì đó. Tại vì em thấy là cái anh này anh hiền, nếu mà bị gái đẹp dụ dỗ với anh không cưỡng lại được, anh bị sa ngã. Nên em phải quản lý từ đầu. Sa ngã không em? Sao mà em để vợ không có tin tưởng mình vậy? Chắc là vợ thương em nên mới làm vậy. Trời ơi, ông này ở nhà chứ thế nào bị vợ đánh làm sao rồi. Lên thấy cái gì nó rượng rượng thì sao á thiệt á. Có không? Dạ đánh hoài rồi. Có vậy. Đánh yêu, đánh yêu. Lúc mới quen mà khi mà em dắt về gia đình chơi thì lúc đó thì có làm cơm ăn cơm với gia đình. Xong rồi hai đứa ra rửa chén. Thì trong lúc rửa chén thì vợ em mới, lúc đó là bạn gái em mới đánh em cái. Đánh yêu thôi. Nhưng mà mẹ ngồi ở trong thì mẹ thấy. Cái lát nữa vô mẹ mới nói, ê mày, nhỏ này tao thấy mày mốt chắc nó về nó nuốt mày. Rồi là nuốt thiệt đó. Dạ nuốt thiệt. Hiện giờ em đang trong tình trạng bị nuốt đó phải không? Dạ bị nuốt. Mà cái chính là bây giờ nuốt, bây giờ nuốt tới đâu rồi? Dạ nuốt, nuốt trong tim. Mà nè, nếu mà nghe kể như vậy là rõ ràng là ở nhà là cô này là kèo trên rồi phải không nào? Vậy có khi nào em được cổ chăm sóc đến nỗi mà chăm sóc tận răng luôn? Dạ đúng rồi. Thôi trời. Vậy có khi nào mà chăm sóc tới tận râu luôn không? Dạ có luôn. Trời ơi. Đẻ ra nhổ râu. Có. Dạ. Đẻ ra nhổ râu luôn. Bắt phải cạo râu mỗi ngày. Bắt cạo râu. Dạ em thì em không thích. Tại vì da mình mà cạo riết nó mòn. Trời ơi. Dạ. Cho nên là mình cũng phải để nó dài dài chút xíu rồi mình cạo một lần. Chị bảo anh khuyên em đừng bao giờ cắt tóc hết nha. Dạ. Cắt riết em mòn ngay chang anh luôn á. Rồi có khi nào em đánh răng cho chồng em không? Không có đánh răng nhưng mà nặng bắt. Em để sẵn bắt tối khi ngủ là phải đánh. Mà có mấy ngày là biến là trốn lên không đánh. Rồi vợ em có bắt em làm cái gì nữa không? Kêu làm đủ thứ hết à. Mà chồng mà không làm á là giận, là chiến tranh lạnh. Là nhiều lúc khóc nữa. Thấy vợ khóc là chịu không có được. Thì em phải xuống nước năn nỉ. Rồi em làm để cho vợ em vui lòng. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Em muốn chồng em thay đổi gì? Em muốn chồng em phải quyết đoán hơn. Tại vì những cái việc trong gia đình á, cái gì anh cũng hỏi em á, mà những lúc mà mình muốn hỏi, mình không có tự chủ được cái việc làm đó, mình hỏi ý kiến của ảnh thì ảnh không có đưa ra được cái quyết định đó. Ảnh nói là tùy em cảm thấy sao mà thích hợp thì em làm, vậy thì em hỏi anh làm cái gì nữa. Tại vì mỗi cái mà em quyết định á thì vợ em không có hài lòng, mà vợ quyết định ra thì mình thấy cũng tốt. Có nghĩa là ở nhà mọi chuyện là em quyết hả? Dạ. Từ việc lớn việc nhỏ, từ trong nội bộ gia đình cho đến ngoài xã hội là em quyết hết. Công việc riêng của anh thì anh tự quyết, em không có liên quan tới công việc ở cơ quan anh. Ừ. Những cái gì mà liên quan tới em, tới gia đình thì là em quyết hết. Là em quyết hết. Dạ. Mua sắm tất tần tật. Dạ đúng mọi rồi. Thứ rồi. Từ việc sơn cửa màu gì, đi mua nước sơn em sơn, mua cỏ em mua, về nhà phân công anh sơn cậu hai em sơn. Trang trí nhà cửa. Trang trí nhà một mình em đi hết. Đặt tủ kiểu sao, dài bao nhiêu, ngang bao nhiêu, em tự kêu họ vô đo tự đóng, rồi báo chồng là hôm nay có người đó vô gắn tủ. Rồi vậy thôi, chồng em chỉ việc là nghe việc em chỉ đạo chồng dẫn người vô làm thôi chứ không biết một cái gì ở trong nhà. Vậy đó, bây giờ em muốn chồng em có nghĩa là phải quyết đoán rồi. Chứ không phải là em. Nhiều trường hợp thì anh cũng phải
tự động đứng ra quyết đoán, để giống như mình là cái người đàn ông, người trụ cột trong gia đình. Ví dụ như vợ mình mà có cãi lại cái suy nghĩ đó thì anh cũng phải phân tích làm sao cho vợ hiểu là cái quyết định của anh là một quyết định đúng đắn hơn của vợ. Em thích như vậy hơn là ví dụ như anh nói ra cái em bác bỏ, em nói theo ý em, cái ảnh cũng chịu, thôi làm theo ý em. Thật sự không phải là em không có chính kiến, nhưng mà những cái mà vợ mà ra cái quyết định á thì mình thấy cũng phù hợp và nó cũng tốt nên em mới chấp nhận. Nếu như mà có những cái gì sai thì em cũng sẽ cản. Nãy giờ em nói đó, cản xong rồi vợ em bẻ lại cái em thấy ok rồi đó, rồi dạ, thì nói chung là mình cản, nói cái đó thôi không được. Nói vợ nó em thấy được làm được, nó vậy vậy em làm đi. Thì cũng như không, bây giờ theo chị á thì hai đứa nên dung hòa với nhau. 10 điều của quyết định thì ít nhất em phải tìm ra được một cái điều nào đó mà em phải là người quyết định. Em nói không, cái điều này anh nói là đúng. Thực sự mà nói, có đôi lúc á em làm cà phê ngược á, vợ em sẽ thấy yêu em nhiều hơn nữa, cứ thấy cái cuộc sống nó mặn mòi nè, nó có nhiều gia vị, nó không bị đơn điệu đó. Lâu lâu em phải thức tỉnh, giống như con ngựa mà em là cái người nài ngựa đó, em phải biết nài, tại vì em lớn tuổi hơn, em là chồng mà, đúng không? Dạ. Suy nghĩ đi cái cách làm sao. Yeah. Rồi xin cảm ơn hai bạn. Dạ. Yeah. Chào hai em. Dạ, chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân, chào quý vị sao khán giả. Sao có cái miệng giống nhau quá vậy? Em tên là Lê Hoàng Sơn, năm nay 30 tuổi, nghề nghiệp là một tài xế. Sinh ra và lớn lên ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Chứ tại mà lái xe mà hột xoàn nó cấn vô lăng chết luôn. Thế còn em? Dạ, em chào anh Quốc Thịnh, chào chị Hồng Vân. Em tên là Võ Thị Diệu, em 25 tuổi, em thì ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Hai chồng đang ở quận 12 à? Dạ, quận 12. Em làm bên nail ạ. Rồi hai em quen nhau trong trường hợp nào? Vô tình là hai đứa em cùng đi đến một sinh nhật của một người bạn. Đến đó thì mới gặp nhau. Chỉ có em thích vợ em thôi chứ vợ em không có thích em. Tự nhận luôn. Có nghĩa là em nhìn cái nhan sắc của vợ em là em bị choáng ngợp liền đúng không? Dạ đúng rồi anh. Ủa cái đây là mấy năm rồi ta? Chắc cũng phải 6-7 năm rồi. Bây giờ sinh như vậy thì 7 năm trước, 6 năm trước thì sinh cỡ nào? Dạ lúc đó em lết không anh ơi? Lết. Ấn tượng đầu tiên và ổng là mình chỉ cảm thấy ghét, sao mà cái người này nói nhiều tới nỗi mà mình cảm thấy khó chịu. Rồi sau đó thì em chắc chắn rằng là em phải lên chiến thuật để em cua người đẹp này đúng không? Lúc đó vợ em học nghề ở gần nhà em. Dạ. Ở trên vợ em mỗi sáng thì đi xe buýt. Thì em lúc đó thì cứ đứng ngay trạm xe buýt, đứng đó là chờ vợ em vừa xuống là em hốt đi ăn sáng em. Ủa mà sao em dễ dàng cho hốt quá vậy? Em chỉ nghĩ đơn giản, có người bao ăn sáng là được, mình đỡ tốn tiền thôi. À. Rồi cái khoảng thời gian nó kéo dài bao lâu? Rồi bao lâu khoảng là chính thức tụi em yêu nhau? Khoảng 2 tháng anh ha, khoảng 2 tháng sau á. Ừ. Lúc đó em nghĩ đơn giản, có người để mình rủ đi ăn nè, có người nạp tiền điện thoại cho mình nè. Mười mấy tuổi phải không? Dạ, lúc đó em mới có 17 tuổi. Bởi vậy mà cứ đích là cứ đồ ăn dụ là dạ. Nhưng mà em nói nghe nè, dạ. Em có lo lót cho phụ huynh không? Lúc mà em cô vợ em á là khó lắm. Mà em phải chơi chiến thuật là em lên chơi chung với lại ba vợ em bây giờ. Rồi sau khi coi như là chinh phục được cô gái này rồi. Dạ. Thì cái mối tình của hai bạn nó tiến triển như thế nào? Thời gian mà hai đứa quen nhau có một kỷ niệm là hai chồng không bao giờ quên. Đó là một lần đi Nha Trang. Đi với ai? Dạ, chắc có hai vợ chồng anh. Ví dụ hai đứa rồi à? Dạ. Lúc đó nhiều tuổi rồi? 17 tuổi. Trời ơi. Em nói với anh rồi, ông này ông có chơi cái chiêu là phụ huynh giống như là lo lót. Là trong nhà cũng có chuyện buồn, kêu em giữ nhà. Tự nhiên cái ông thấy em buồn không điện cho ba mẹ em để xin đưa em đi chơi. Mà tự nhiên cái ba mẹ em cũng đồng ý luôn. Nha Trang dạ. Ở ngoài ở sao? Từ từ cho em nó nói xong. Em tao đi đổ mày là thiệt. Đổ tâm nó thiệt đó. Mà đi Nha Trang anh ơi, lúc đó em không có tiền. Vận động tài trợ hết luôn. Được có 3 triệu à. Ra tới Nha Trang chưa biết gì hết, em mua 2 vé về trước. Là cho chắc ăn lỡ mà hết tiền. Có hết tiền chứ còn có đường về nhà. Đúng rồi. Đúng rồi. Dạ. Tại vì ở là tới 2-3 ngày lận. Khi đó tụi em chỉ ăn bánh mì. Thôi cái đó không sao đâu, bây giờ mình kể cái chi tiết mà mình ở trong khách sạn á. Cái quan trọng là ở đây. Dạ. Với cái số tiền đó ở mấy phòng, một phòng thì mấy giường. Dạ, chắc vì lý do kinh tế nên tụi em chỉ ở một phòng. Mà quan trọng là 17, vô chồng đưa giấy chứng minh nhân dân người ta có nhận hay không? Dạ, chỉ đưa giấy chứng minh của chồng. Chồng em là đã 24 tuổi rồi. Lúc đó ông dụ em á. Mặt vàng dễ sợ. Trời. Bây giờ đã vô tới phòng rồi thì ta hỏi thẳng luôn đi, có vô chuyện phòng gì mà xảy ra hay không? Hả, có gì không? Chuyện gì đến thì nó sẽ đến thôi. Chuyện gì đến anh. Rồi sau đó làm sao? Sau khi đó về là em mới bắt đầu em
hai người hai đứa yêu nhau thấm thiết á. Không phải là quan trọng chuyện trong phòng đâu, mà tại vì ổng làm nhiều chuyện gì cho em quá nên là em cảm động. Nhiều chuyện gì là chuyện gì? Trời mưa gió em than đói. Ổng đi mua cho em á, nhiều khi có một ổ thôi. Về ổng bắt em ăn, cái em mới nói là sao anh không ăn. Cái ông mới nói với em là thôi anh no rồi, nãy anh ăn trên đường về rồi. Mà trời mưa sao mà ăn, trong khi đó chạy xe máy nước mưa không sao mà ăn được. Đi đến đâu ông cũng lo lắng chăm sóc cho em dữ lắm. Nói tóm lại là sau cái lần đó là tụi em chính thức yêu nhau. Dạ đúng không dạ. Phải đúng. Nói là em mới bắt, em, đầu, em bắt yêu đầu yêu ông. Yêu dạ, đúng không? Và cưới nhau là được mấy năm rồi? Làm đám cưới là 2 năm 5 tháng, còn đăng ký kết hôn là 3 năm. Lý do? Nói chung là lúc mà mẹ em gặp vợ em á, là mẹ nói trời, người gì mà đẹp dữ vậy? Mà em sợ là em giữ không được, đúng, đúng không? Vậy. Sợ sau này rồi đổ vỡ thì lại khổ. Lúc thôi. Đó mẹ chồng em á, thấy chồng em á là hiền với lại giống như là sợ bị em ăn hiếp. Nhưng mà em làm cách nào để mà em có thể mà đến được với nhau? Em giấu mẹ em vẫn tiếp tục quen vợ em. Lúc trước á, ông đến nhà em thì ông rất là bình thường. Điện thoại thì không có giấu giếm này kia đâu. Sau này cái tên tự nhiên cái lên nhà em, điện thoại cái ông tắt chuông. Hay là mỗi lần có ai điện thoại đến cái là ông bấm tắt liền, ông không có nghe. Cái em mới nghĩ là trời, thằng này nó có bạn gái khác hả ta. Cái lúc đó em ghen, em nói ra cái ông nói thật luôn là ông nói là mẹ anh như thế đó. Em tức quá, ngày mai em xách xe em lên nhà mẹ chồng em gan lắm. Em nói ủa bác ơi, sao bác không cho con với anh Sơn quen. Em mới nói là bây giờ anh Sơn thương con thương anh Sơn thì thôi bác đồng ý đi, chứ giờ ảnh buồn thì bác cũng buồn chứ bác đâu có vui gì đâu. Mẹ chồng em mới điện ông này nói trời sao con nhỏ đó nó gan dữ. Tôi chưa thấy đứa nào nó gan như nó luôn á. Dạ vậy thì mới có được kết quả tốt. Dạ đó, nhưng mà không? Sao em thấy tình hình không ổn nên bây giờ em nghĩ là em thấy ngu nè, là em nói anh ơi em thấy tình hình không được đâu, thôi giờ mình đi đăng ký kết hôn đi. Thì ổng lúc đó là ổng nghe lời em lắm, bây giờ em nói con chó là con mèo ổng cũng nghe theo. Cũng vậy. Dạ em về em lén lấy sổ hộ khẩu, em lấy giấy tờ này kia, tại mẹ em giữ hết mà, như đi ăn trộm. Rồi dạ. Sau đó là hai đứa ở với nhau như vợ chồng đúng không? Không có biến cố gì xảy ra nữa. Đăng ký kết hôn xong rồi lại gây lộn nữa. Gây lộn cái vợ em cũng đi nhiều khi đi chơi á, nói giờ bà mà đi chơi ở đâu là tôi đưa giấy đăng ký kết hôn quăng trước mặt của bà, không biết tâm thế nào lợi hại. Thì đi chơi trong lúc đó cũng đã chia tay, có nam cũng, có nữ anh chia tay. Lúc đó hai đứa đang giận lộn mà, thì em nghĩ đơn giản thôi, chia tay thì thôi. Hỏi cái em đi đâu, em đi chơi với bạn em. Cái ông đi lại đó, ông nói vợ tao. Cái em mới nói giọng là thôi giờ ly dị đi. Ông mới nói muốn ly dị thì tự đi một mình đi. Lúc đó mới nói là em nghĩ em ngu. Ông cũng chửi em ngu luôn. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới thực sự rằng là bỏ qua hết tất cả những gì xung quanh mà có thể chấp nhận về lại với nhau, không còn biến cố nữa. Rồi hai đứa quay lại rồi bác sĩ bảo cưới nên phải cưới thôi. Tụi em đã có em bé được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ gần 2 tuổi. Mà lúc rồi. Mà nghe có tin có em bé vậy là có vui không? Lúc đó em sợ lắm. Lúc em đó là em mới 23 đúng không? 22. Dạ là lúc đó là em đã bắt đầu làm riêng ở ngoài rồi. Em á thì em không có biết có thai. Em cảm thấy nhức đầu chóng mặt này kia. Thì em nói ông là ông đi mua thuốc cho em đi. Cái ông cũng đi mua thuốc, tự nhiên về ông đưa cái que thử thai vô mặt em. Cái ông mới nói thì em cứ thử đi, thử ra hai vạch em muốn xỉu. Gia đình hai bên có biết em có cái bầu sự, mà cái sự việc là dạ, có bầu không? Khoảng chừng 5 tháng sau gia đình em mới biết. Một đám cưới nó diễn ra rất là bình thường là đám hỏi xong rồi tụi em đi chụp hình cưới rồi khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng sau mới đám cưới. Nhưng mà không thấy bụng hả? Không, là lúc đó em rất là nhon. Dạ. Khi đúng mà đám rồi. Cưới xong là gần 5 tháng rồi là không ai biết gì hết. Chị có bầu 5 tháng rưỡi cũng không ai biết luôn. Trời, em có bầu 2 tháng là biết liền. Ở với nhau như vậy một thời gian rồi quen nhau cũng thời gian khá dài. Dạ. Vậy thì có bao nhiêu tật xấu lòi ra không? Nhiều lắm. Tới giờ rồi đó. Đó. Dạ. Tới giờ rồi đi em. Bây giờ mà giấy mà em viết ra là em viết không hết. Vậy hả? Thôi bây giờ mình lấy một cái tật xấu nào mà nặng nhất ra đi em. Ông ơi dơ kinh khủng. Hồi lúc mà mới quen em đâu có biết đâu. Khi mà quen nhau mấy năm, khoảng 2 năm mấy, đi coi kịch chị Hồng Vân, nghe cái mùi gì nó hôi hôi. Nó không phải là hôi nữa mà nó chua chua. Thì đây là cái áo của ổng. Mấy ngày sau mình lại nằm lên đùi ổng cũng gì chua chua. Chua chua nữa. Dạ. Thì ổng mới nói thiệt với em là quần 2 ngày chưa giặt. Ông nói, thường thường đồ của anh cả tuần mới giặt. Ngày nay mặc cái quần này với cái áo kia, thì ngày mai áo kia với cái quần nọ. Vậy đó, là nó cứ đổi qua đổi lại. Nhiều, nói nhiều lắm. Khi xỉn vô nói rất là nhiều. Nhiều tới nhiều khi mà em bực quá, em nạt một cái, em tán một cái, em mới nín. Vậy đó hả? Dạ. Còn gì nữa không? Ở đây nói xấu được mà đúng không chị? Đúng, trời vui, thoải mái em. Nhậu nhiều nữa. Hồi trước mà nhậu là lý do hồi trước vậy? Khi mà yêu em á, là bao nhiêu là bây giờ là... nó thay đổi hết không? Không, là cái ngày hôm đó là ngày tình nhân anh ha, cái ổng lên ổng tặng cho em một bó bông, ổng nói em ơi
anh tặng bông em nè, Dũng công ty nó ế giờ tặng em nè. Trời ơi, giờ để nhà nhiều quá, giờ mẹ anh kêu em tặng cho em nè. Bông này thì không có cúng được chị. Ai khiến ông nói câu đó chi vậy? Rồi bây giờ tới bạn đó, bạn Sơn. Dạ, giờ em nóng tính ghê lắm. Làm bếp làm nút thì có kéo có nút vậy. Giờ em nói đang cãi lộn, giờ nói giờ anh muốn gì là em đằng kia kìa, hút qua đằng kia luôn. Là bỏ chạy hả? Thôi mới cầm lên, giờ anh muốn gì là em chạy ra khỏi nhà luôn. Rồi ông nhát gan lắm, em đang cắt đồ em lên like hay này kia, em đang cầm để cái kéo đó. Em đưa vậy thôi, ông bỏ chạy mà tới mức mà cái xe ông dắt được mà đôi dép ông còn để lại. Chạy mất dép. Vừa chạy mà còn vừa la nữa, chú ơi, chú Hương Diệu nó đâm con này kia. Có cái thời đó là em, cái tiệm tóc á mà em phải chuyển chỗ đi luôn á. Rất là nóng tính, khi mà giận lộn là trong tay có cái gì là phang cái đó. Mà lỡ quên, vợ em đang cầm con dao mà quên, tưởng đâu cây chổi chổi em một cái, em sao mà chụp dao được, sao mà chụp dao được. Em đâu có chỗ cầm. Ghi lộn với vợ là bao giờ cũng là kèo dưới đúng không? Dạ đúng anh, lúc nào cũng vậy á. Không, hồi trước khi cưới thôi chứ sao là anh kèo trên không? Dạ. Phải không? Là ổng có cái tính này đó nè, là dặn ngay á. Nhiều khi ổng đi nhậu nha, ổng bỏ mẹ con em nhà một mình. Cái em nói ngày hôm nay, ngày mai ổng đi hơn giờ đó nữa. Nghĩ hả? Vậy đó, nói ổng đi nữa rồi sao? Tới cái tiết mục của em nói xấu vợ mà. Ờ đúng rồi, kể đi. Ủa vợ chồng công bằng mà. Đúng rồi, đúng rồi. Em nhiều tật lắm, vợ em kể tới sáng luôn á, chết em á. Thứ hai là rất là ở sạch. Mà em cái thì rất là ở sạch xấu hả? Nhiều khi ở sạch nó hơi quá lố. Bước vô phòng mà có mùi lạ cái là vợ em cầm chai xịt phòng. Không cần biết là nó như thế nào hết, xịt cho trước đi. Còn mà bước vô nhà mà có cát là vợ em không chịu. Đi mà cầm cộm chân là không chịu. Mình tính mình thanh niên mà giờ về liếc ở vợ cũng phải thay đổi. Nhờ liếc nó cũng chưa thay đổi gì luôn á, giết được cũng sạch bớt á. Dạ cũng sạch bớt vậy. Hồi xưa ở dơ 10, hiện giờ cũng còn ở dơ được 5-6 đi. Ngoài hai tính đó ra thì nói chung là vợ em hoàn tốt hảo. Nhân đây thì giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì nói luôn đi. Nói chung là bớt nóng với lại cha con anh là được. Rồi bây giờ tới em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì nào? Em thì những tật xấu của anh thì em chịu được, có trong cái khả năng chịu được, tại vì thương là sẽ chịu được thôi. Là muốn anh bớt nhậu lại. Nhưng mà em từ nào buông vô lăng ra em mới nhậu. Em nhậu là buông vô lăng là nhậu là để cho nó an toàn. Nhưng mà thực ra cái nhậu này nó ảnh hưởng sức khỏe. Dạ. Nhiều khi ổng nhậu với ba em á, chưa đã, về nhà cầm lon bia uống. Thì cái đó là nhậu lầy thì ý chị là em nói chị là cái tính chồng em lầy. Ừ, làm sao cho nó sức khỏe nó tốt. Uống thôi. Ly thôi, hoặc một ngày uống lon bia thôi là tốt. Còn em á, cái nóng tính này thì chị không biết nóng là nóng cỡ nào, nhưng mà cái chuyện nóng với lại cái chuyện mà mình cầm cái gì mình chọi cái đó là hai cái nó khác nhau. Hồi trước thôi chị, bây giờ thì đỡ nhiều rồi. Đỡ và nếu bỏ được thì bỏ, ví dụ như có thể nói lớn được, có thể la được, nhưng mà những cái đạo cụ á gồm có dao kéo chổi xẻng rồi đó thì xong dẹp chung đi. Với ổng mới là phải gì nè, nói thường ổng không có chịu dừng hay là chịu này kia, ổng ngay nên là những cái hành động đó ổng mới sợ mới chạy đi thôi. Còn ngoài ra thì cặp này là quá đẹp đôi rồi. Cảm ơn anh. Trước ngày cưới một ngày thì em bị té xe. Em thì cũng cho chăm sóc cho vợ, cũng lo xu sắp xếp cho nó có thủ tục á. Lúc đó ăn một bữa ăn sáng em buồn á, thậm chí còn rơi nước mắt.